y đạo quan đồ trương nhất châm. chương 491, thời gian bị lãng quên, một Phòng mà Tần Trấn Đông thuê ở đối diện với tòa nhà của Trang Mạt Mạt, từ trong phòng của gã có thể nhìn thấy tình cảnh trong nhà Tần Manh Manh, Tần Manh Manh mặt không chút biểu tình nhìn căn phòng của gã, sau đó tức giận lường Tần Trấn Đông, vô sỉ, anh không ngờ lại dùng thủ đoạn hạ lưu này để nhìn lén chúng tôi. Tần Trấn Đông đột nhiên quỳ xuống, gã nói khẽ, Manh Manh, xin lỗi, anh không phải là người, là anh hại em, những năm nay, anh không ngày nào được sống yên cả, anh là một tên súc sinh." Tần manh manh lạnh lùng nói, "Hiện tại anh nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Anh cho rằng một câu xin lỗi là có thể xóa hết tất cả tội nghiệp của anh ư, có thể chuộc lại tất cả sai lầm của anh ư?" Tần chấn đông đau khổ nhắm mắt lại, "Manh manh, anh sai rồi, là anh đã hủy đi tuổi thanh xuân của em, là anh đã hủy đi hạnh phúc của em, nhưng tiểu Hoan vô tội, nó là con của chúng ta." anh cầm miệng lại, tần manh manh rít lên, sau đó vung tay tát cho tần chấn đông một cái, cô ta chỉ vào mũi gã nói một câu, anh nhớ cho tôi, tiểu hoan là của tôi, nó không có bất kỳ quan hệ gì với anh cả. Cái tát này của tần manh manh khiến tần chấn đông lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, gã nói khẽ, bất kể là em hận anh như thế nào, em cũng không thể phủ nhận sự thực này, anh là cha của nó. Những gì mà Tần Trấn Đông nói không nghi ngờ gì nữa chính là sự thực, nhưng điều này lại khiến cho Tần Manh Manh nổi giận mắt tần manh manh đỏ lưỡng lên, cô ta giống như một con sói cái bị chọc giận, ánh mắt vẫn nội nhìn chầm chầm vào mặt tần chấn đông, tần chấn đông, nếu anh dám đụng vào một sợi tóc của tiểu hoan, tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn thây. Tần chấn đông cười buồn bã, manh manh, em thật sự hận anh như vậy ư. Anh tuy tội ác tài trời, nhưng anh làm sao có thể hại con trai của mình được. Tần manh manh tức giận nói, im mồm, nó và anh không có bất kỳ quan hệ gì cả. Những lời này của Tần Trấn Đông càng khiến cô ta cảm thấy sự vô sỉ của con người này. Audio điện tử võ tấn bền Tần Trấn Đông buồn bã gật đầu, nói khẽ anh biết, những năm nay em đã phải chịu rất nhiều đau khổ, những gian khổ trong thời gian qua em đều phải trải qua một mình. Đoạn thời gian này, anh thường đứng bên cửa sổ dõi theo nhất cử nhất động của mẹ con em. Manh manh, anh hận chính bản thân mình, gã đột nhiên rút súng từ trong ngực ra, nắm lấy tay Tần manh manh đút súng vào trong tay cô ta. Tần manh manh dùng sức hất tay gã ra, vung tay lên lại tát cho gã một cái, anh là một thằng điên. Tần chấn đông gào lên, manh manh, nếu như em không tha thứ cho anh, anh hiện tại sẽ chết trước mặt em. Gã giơ súng lên kề vào huyệt thái dương của mình. Tần manh manh khinh bị nhìn gã, anh sống hay chết chẳng liên quan gì tới tôi, tôi hiện tại phải quay về, con trai tôi còn đang đợi tôi ở nhà. Tần chấn đông đau khổ hét lên, manh manh gã dùng sức dí sát họng súng vào đầu mình, ngón tay đặt lên cò súng, hai mắt nhắm chặt, nhưng gã Thủy chung không nhấn cò được, kỳ thực tự sát cũng cần dũng khí. Tần manh manh bước tới trước cửa, chậm rãi quay đầu lại, nói khẽ anh ngay cả dũng khí để chết cũng không có, anh không những là một tên súc sinh mà còn là một tên hèn nhát. Ngực tần chấn đông phập phồng kịch liệt, mồ hôi lạnh trên trán tí tách rơi xuống, gã xông lên nắm lấy tần manh manh, gầm lên, manh manh, em đừng đi. Đừng đi, từ khi em còn nhỏ anh đã thích em rồi, anh hiện tại nghĩ thông rồi, anh không cần gì cả, chỉ cần em gật đầu, anh sẽ dẫn em, dẫn con trai chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, tới một nơi mà không ai biết chúng ta, bắt đầu lại cuộc sống của chúng ta, một cuộc sống chỉ có gia đình chúng ta thôi. Tần manh manh liều mạng đẩy gã ra, nhưng bị Tần chấn Đông ôm chặt lấy, Tần manh manh nhìn vẻ mặt điên cuồng của Tần Trấn Đông, cô ta cảm thấy có chút sợ hãi, bỏ tôi ra. Anh còn như vậy nữa là tôi kêu cứu đấy hai mắt tần chấn đông đã đầy tia máu tình tự của gã cực kỳ kích động anh không buông tay trừ phi em đáp ứng anh trừ phi em đáp ứng anh tần manh manh tức giận nói anh khiến tôi buồn nôn anh từ đầu tới chân đều khiến tôi buồn nôn cô ta liều mạng dãy giụa nhấc chân lên đá mạnh vào hạ thể của tần chấn đông tần chấn đông đau đớn thả tay ra tần manh manh động nhiên mất thăng bằng ngã xuống mặt đất cứng trước mắt cô ta tối sầm lập tức mất đi chi giác tần chấn đông đau đớn cúi người xuống nhìn thấy tần manh manh ngã, gã cố nhịn đau bỏ tới, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của tần manh manh, lại thấy sau gái tần manh manh chảy máu, tần chấn đông run giọng nói, manh manh. Manh manh, em tỉnh lại đi, anh không phải là cố ý đâu, anh yêu em. Em tỉnh lại đi, chúng ta sẽ dẫn con trai chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, anh sẽ chiếu cố tốt cho em và con, chiếu cố tốt cho em cả đời. Một bóng đen xuất hiện trên ban công, khuôn mặt anh Tuấn của Văn Hạo Nam bởi vì phẫn nộ và cừu hận mà biến thành vặn vẹo, bởi vì vừa rồi ở ngoài cửa nghe thấy tiếng cãi nhau của anh em Tần Trấn Đông, lo lắng cho Tần Manh Manh nên gã men theo ống nước bỏ lên. Đối với một quân nhân được huấn luyện bài bản như gã mà nói, trèo lên tầng 3 không có gì khó khăn. Nhưng Văn Hạo Nam lại không ngờ hiện thực lại tàn khốc như vậy, gã không thể nào tưởng tượng được giữa hai anh em Tần Trấn Đông và Tần Manh Manh lại phát sinh sự thực này, mà Tần Hoan không ngờ lại là cốt nhục của Tần Trấn Đông, nội tâm văn hạo nam như bị một con độc xà cắn xé gã không thể nào hình dung được sự bi ai và đau đớn của mình thấy hai tay tần chấn đông vuốt ve mặt tần manh manh văn hạo nam không ức chế được sự phẫn nộ ở trong lòng nữa gã chậm rãi đẩy cửa phòng tần trấn đông đang chìm đắm trong đau khổ không hề phát giác ra động tĩnh ở phía sau giọng nói của văn hạo nam vang lên phía sau gã xúc sinh tần trấn đông còn chưa kịp quay đầu lại thì bị văn hạo nam đấm cho ngã xuống đất Tần chấn đông muốn bỏ dậy, nhưng văn Hạo nam lại đấm mạnh một quyền vào sườn trái của gã. Tần chấn đông dưới sự đột kích bất ngờ, căn bản không có cơ hội hoàn thủ, lập tức mất đi năng lực phản kháng. Văn Hạo nam nhìn tần manh manh đã hôn mê bất tỉnh, lại nhìn tần chấn đông nằm dưới chân mình. Gã dùng sức cắn môi, gã một mực không hiểu vì sao tần manh manh lại cự tuyệt mình. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu, cuối cùng cũng rõ rồi, khóe môi văn Hạo nam nhếch lên, phát ra một nụ cười chua chát. Gã đột nhiên nhìn thấy khẩu súng ở trên mặt đất, chậm rãi bước tới, nhặt khẩu súng lên. Tần Chấn Đông lúc này từ từ mở hai mắt ra, gã muốn ngồi dậy, nhưng Văn Hạo Nam nhạy bén đã lập tức phát giác, gã xông lên, dùng báng súng đập mạnh lên cầm Tần Chấn Đông, khiến cho Tần Chấn Đông ngã ngửa ra sau, gã run giọng nói, "Đừng." Văn Hạo Nam lạnh lùng nhìn Tần Chấn Đông, cầm súng lên, kề họng súng lên chán Tần Chấn Đông. Trong mắt Tần Chấn Đông đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi gã không có dũng khí để chết, khi gã đối diện với họng súng, tinh thần sắp sụp đổ rồi, cái gì đảm sắc và khí khái toàn bộ đều bị gã ném sang một bên, tần chấn đông van xin, đừng, đừng giết tôi. Văn hạo nam hạ thấp giọng nói, mày hủy manh manh, tao hủy mày. Tần chấn đông sợ đến nỗi sắp rơi nước mắt rồi, gã rung giọng nói, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Văn hạo nam vẫn không hạ súng xuống. Tần chấn đông nói, hạo nam anh đừng xung động, cho dù anh giết tôi rồi cũng không thay đổi được sự thực đâu. Hạo Nam Văn Hạo Nam hận tới cực điểm, xoay báng súng đầu vào giữa mặt tần chấn đông, khiến cho gã ngất đi. Sau đó Văn Hạo Nam mở nhạc, đút một đĩa CD dương cầm vào bên trong, ấn nút repeat, trong tiếng dương cầm réo rắt bước về phía sa lông, cầm gối dựa của sa lông lên, đặt vào ngực tần chấn đông, lúc này gã đã hoàn toàn lãnh tính, nhìn tần manh manh trên mặt đất rồi lại nhìn tần chấn đông, sau đó quyết đoán nhấn cò súng, gã bắn liên tiếp ba phát, tay chân tần chấn đông co giật một chút rồi cuối cùng cũng bất động. Văn Hạo Nam đứng dậy, đi tới trước mặt tần manh manh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tần manh manh, dùng ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt mặt cô ta một chút, sau đó lắc lắc đầu, quay về xa lông lấy một chiếc gối dựa khác lên. Ánh mắt của Văn Hạo Nam nhìn về phía tần chấn đông đã chết một cái, gã đột nhiên đổi ý, bỏ gối dựa xuống. Dùng khăn tay lau đi những dấu tay có thể lưu lại trên súng, sau đó đặt súng vào trong tay tần manh manh đã hôn mê bất tỉnh. chương 491, thời gian bị lãng quên 2. Văn Hạo Nam lúc hoàn thành tất cả vẫn vô cùng lãnh tĩnh và lý trí, hắn tỉnh táo tính toán mỗi một bước, hy vọng không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Lúc đẩy cửa bước ra, nhìn tần manh manh đang nằm trong vũng máu, trong mắt Văn Hạo Nam lộ ra vẻ ái náy, nhưng rất nhanh vẻ mặt của gã lại biến thành kiên cường. Đóng cửa phòng, nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý tới sự xuất hiện của hắn, tiếng súng vừa rồi chắc không làm kinh động tới hàng xóm xung quanh. Văn Hạo Nam đeo kính đen lên, chậm rãi bước xuống lầu. Quay về xe jeep của mình, Văn Hạo Nam không lập tức ly khai mà mở hộp bao tay, từ bên trong rút ra một điếu thuốc, sau khi châm liền dùng sức hít mấy hơi, hiện tại là giờ ngủ trưa, người dân ở khu nhà này không nhiều, lúc này càng ít người ra vào. Văn Hạo Nam khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi khu nhà, hắn vừa rồi từ ống nước trèo lên bởi vì phía sau khu nhà mà tần chấn đông sống chính là tường viện ở đối diện là nhà sướng đã bỏ hoang sớm đã hoang phế đợi di rời văn hạo nam sau khi quan sát lại hoàn cảnh mới thở phào lái xe ra khỏi khu nhà gọi điện thoại cho mẹ mỉm cười nói mẹ buổi tối con về nhà ăn cơm muốn ăn thịt kho tàu do chính tay mẹ làm là ai gõ cửa sổ nhà em là ai gảy dây đàn đoạn thời gian đã bị lãng quên đó dần dần dâng lên trong lòng em tình cảnh vui vẻ trong cứ ức dần dần hiện lên trong đầu em, cơn mưa nhỏ đang rơi không ngừng gõ lên cửa sổ, chỉ có em trầm mặc lặng yên, thỉnh thoảng lại nhớ về quá khứ. Giọng ca thâm tình của Thái Cầm lay tỉnh tần manh manh, cô ta cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, vươn tay ra sờ chán mình, thứ lạnh lẽo nặng nề trong tay rơi xuống đất, tần manh manh lúc này mới ý thức được đó là một khẩu súng, sau đó lại nhìn máu tươi trên tay mình, nhìn thấy trên mặt đất chảy đầy máu, thấy tần chấn đông nằm bất động ở trước mặt cô ta, Tần manh manh cho rằng đây là một giấc mơ, cô ta ôm lấy miệng, nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, máu tay kích thích cô ta muốn nôn ra, cô ta muốn hét lên. Nhưng lại hét không ra tiếng, nước mắt sợ hãi không khống chế được mà chảy ra. Cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng mình đãi cãi vả với tần chấn đông, trong lúc giấy rũa mình ngã xuống đất, sau đó thì cô ta không còn nhớ gì nữa. Tần manh manh chạy vào toilet, mở vòi nước liều mạng rửa đi vết máu trên tay, nhưng cô ta có rửa thế nào cũng không sạch tần manh manh bất lực khóc thút thít cô ta nghe thấy tiếng chuông điện thoại tần manh manh nhìn mình trong gương trong đầu là một mảng trống rỗng trong lòng không ngừng vang vọng một giọng nói mình đã giết anh ta rồi mình đã giết anh ta rồi tần manh manh không dám cầm điện thoại lên nhìn tần trấn đông nằm bất động ở đó cô ta cắn chặt môi cuối cùng vẫn vươn ta ra sờ thử động mạch của gã da của tần trấn đông đã biến thành lạnh lẽo tim cũng ngừng đập gã chết rồi, gã chết thật rồi. Tần manh manh chỉnh trang lại tóc, cô ta ép mình phải chấn tĩnh lại, cô ta muốn rời khỏi nơi này, cô ta hiện tại cần phải rời khỏi nơi này. Lúc tần manh manh chuẩn bị mở cửa, lại nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô bước tới trước cửa sổ, nhìn vào trong nhà của mình ở tòa nhà đối diện, trong nhà không kéo cửa sổ, có thể nhìn rõ tình cảnh bên trong. Tần Hoan đang ôm một con gấu đồ chơi, đôi mắt trông ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của nó đầy vẻ chờ mong nó đang đợi mẹ về, tần manh manh không nhịn được mà lại bật khóc, cô ta quyết định, bất kể thế nào thì trước tiên cũng phải về nhà đã. Tần Hoan vẫn chưa ăn cơm, nó nhất định là rất đói, cô ta phải làm cơm cho con trai, để nó được ăn no, còn những chuyện khác thì để sau hãng nói. Tần manh manh nhặt di động dưới mặt đất lên, cô ta kéo cửa phòng, nhìn thi thể của Tần Trấn Đông một lần cuối cùng, đóng cửa bỏ lại gã và tiếng ca yêu thương của Thái Cầu ở bên trong. Tần manh manh bước ra khỏi cửa, nhìn một chiếc xe cảnh sát từ từ đi tới, cô ta vốn muốn về nhà, nhưng xe cảnh sát vừa hay dừng trước cửa, tần manh manh nhìn về phía nhà mình một cách tha thiết, trong lòng cô ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, ta quyết không để bị các người bắt, nếu như ta bị bắt rồi, ta vĩnh viễn không thể gặp lại con trai nữa. Tần manh manh cúi đầu, bước vào trong bóng cây, cô ta không biết nên làm gì, nhưng cô ta biết rằng, vì con trai, cô ta phải tiếp tục sống. Xe jeep của Kiều Bằng Cử bị nổ lốp giữa đường, thay lốp vốn là một chuyện hết sức đơn giản, nhưng xe này gã cũng là đi mượt, lấy lốp xe dự trữ ra thì phát hiện bánh xe đã hết sạch hơi, lần này thì phiền rồi, Kiều Bằng Cử chỉ có thể lâm thời gọi điện thoại cứu viện, đợi cứu viện tới giúp gã thay lốp. Chậm trễ hơn một tiếng, lúc lên đường trở lại thì đã là 3 giờ chiều rồi. Trương Dương lại nhận được điện thoại của Tần Hoan, giọng nói của Tần Hoan lộ ra vẻ yếu ớt, đứa bé này từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa được ăn gì, nó vô cùng đáng thương, nói cha, mẹ vẫn chưa về. Trương Dương nhíu mày, tần manh manh này vô trách nhiệm quá, để đứa bé ở nhà một mình lâu như vậy, hắn an ủi tần hoan, tiểu hoan, con đừng lo, cha sẽ tới ngay đây, đợi cha tới dẫn con đi ăn tiệm. Tần hoan ậm ờ dạ một tiếng, rõ ràng là không có tinh thần. Trương Dương gác điện thoại, tiêu Bằng cử cười ha ha nói, không ngờ cậu lại có con rồi. Trương Dương cười bảo, con trai nuôi lúc nói hắn gọi điện thoại cho tần manh manh đối phương đã tắt máy trương dương bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút không bình thường hắn nói với kiều bằng cử anh có thể lái nhanh một chút không tôi thực sự có chuyện kiều bằng cử gật đầu nói yên tâm đi một tiếng nữa kiểu gì cũng tới tần trấn đông chết hơn một tiếng thì được người ta phát hiện chủ nhà tới thu tiền thuê nhà gõ cửa mà không thấy ai trả lời cho nên dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng ra không ngờ lại nhìn thấy một cảnh đầy máu tanh chủ nhà là một phụ nữ trung niên, lúc đó sợ đến nỗi hét toáng lên, cư dân của khu nhà rất nhanh liền bị kinh động, trong 10 phút ngắn ngủi, người của đồn cảnh sát khu vực tới nơi. Trên người của Tần Trấn Đông có giấy chứng minh và giấy chứng nhận sĩ quan, ở hiện trường còn có súng, tra rõ thân phận của gã không khó, cục trưởng phân cục trường trình vĩ nghe nói người chết là con trai cả của tư lệnh Tần, lập tức ý thức được chuyện này quá quan trọng, liền dẫn tất cả tinh anh của phân cục tới hiện trường xảy ra án mạng phó cục trưởng phân cục lương liên hợp đã tới hiện trường từ trước căn cứ và kết quả điều tra sơ bộ có thể nhận định tần chấn đông là bị giết khẩu súng đã giết tần chấn đông chính là súng lục của gã bên trên có không ít dấu vân tay khoa giám định đã thu thập tư liệu của dấu vân tay ở hiện trường còn của có một giỏ thức ăn ở trên mặt đất tìm thấy tóc của con gái trong phòng ngủ phát hiện không ít ảnh đều là ảnh của tần manh manh và tần hoan từ góc lấy cảnh của ảnh cho thấy những bức ảnh này phần lớn đều là chụp trộm có một số là dùng máy có ống ngắm trực tiếp chụp đối diện. Lương Liên Hợp gọi Trình Chí Vĩ sang một bên, nói khẽ trình cục, người chết là Tần Trấn Đông, con trai cả của Tư lệnh Tần Hồng Giang. Trình Chí Vĩ mặt mày bất lực, nói, lần này thì phiền to rồi, chuyện gì một khi có người của quân phương nhúng vào thì đều khó. Lương Liên Hợp nói, căn cứ là tình huống điều tra vừa rồi, Tần Trấn Đông thuê phòng ở đây đã được một đoạn thời gian rồi, chỗ chụp những bức ảnh này là tầng 2 ở đối diện nữ nhân trên ảnh tên là Tần Manh Manh, là em gái ruột của anh ta, thân phận của đứa nhỏ này thì chúng tôi còn chưa làm rõ được. Trình Chí Vĩ từ cửa sổ nhìn về phía đối diện, nói khẽ, đã phái người tới đối diện điều tra chưa? Lương Liên Hợp nói, đã sai người khống chế tình huống rồi, tạm thời tôi vẫn không dám khinh cử vọng độc, dẫu sao thì chuyện này cũng liên quan tới gia sự của tư lệnh Tần, cho nên định đợi anh tới rồi mới quyết định. Trình Chí Vĩ cũng vô kế khả thi, tôi thì có thể quyết định cái gì chứ? gã lập tức lại hạ thấp giọng nói, nói thực với tôi đi, căn cứ theo tình huống hiện tại thì ai bị hiểm nghi nhất. Lương Liên Hợp liếm liếm môi, một lúc sau mới cẩn thận nói, có hàng xóm nhìn thấy người chết và tần manh manh nói chuyện ở dưới lầu, hình như hai người còn cãi nhau vài câu, sau đó thấy bọn họ vào căn hộ này, chuyện tiếp theo thì không biết. Trình Chí Vĩ nói, lập tức đi tìm tần manh manh, tôi phải hỏi riêng cô ta. Lương Liên Hợp kiến nghị, tới nhà cô ta xem thế nào. Trình Chí Vĩ gật đầu, nói cùng đi nào. Chương 491, thời gian bị lãng quên 3. Trình Chí Vĩ và Lương Liên hợp gõ cửa cửa nửa ngày vẫn không thấy ai ra mở cửa. Tần Hoan nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở bên ngoài, nó cảm thấy hơi sợ, nhưng mẹ vẫn chưa về, bên ngoài vang lên giọng nam trầm muộn, trong nhà có người không? Chúng tôi là cảnh sát. Tần Hoan khẩn trương nắm chặt tay lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nó chạy về phía điện thoại, muốn gọi cho Trương Dương. Vừa chạy tới trước điện thoại thì điện thoại đổ chuông, Tần Hoan cầm điện thoại lên, cha à. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thút thít của Tần Manh Manh. Tần Hoan nghe thấy tiếng khóc của mẹ, lập tức nghe ra, mẹ, mẹ sao vậy? Ai bắt nát mẹ thế, mẹ nói cho con biết đi. Ở đầu dây bên kia, Tần Manh Manh khó khăn lớn mới kìm được tiếng khóc, cô ta cố gắng khống chế tình tự của mình, tiểu hoan, con ở yên trong nhà nhé, bất kể là ai gõ cửa cũng không được mở, trừ phi là cha con tới, người khác. Không ai đáng tin cả. Mẹ, vì sao mẹ không về, con nhớ mẹ lắm. Nghe thấy giọng nói non nớt thê lương của con trai, tim tần manh manh như bị dao cắt, cô ta nuốt lệ, nói tiểu hoan, mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ, con chỉ muốn mẹ về thôi. Tần manh manh nghẹn ngào nói, mẹ sẽ về, mẹ sẽ về, mẹ nhất định sẽ về. Tần manh manh không nhẫn tâm nói chuyện tiếp với con trai nữa, cô ta nhanh chóng gác điện thoại, ôm miệng bật khóc, vừa khóc vừa ấn số của Trương Dương. Quy trình của Trương Dương không thuận lợi tới cực điểm, vừa vòng đường vòng tròn ba thì gặp tắc đường, tần manh manh là dùng điện thoại công công để gọi cho hắn, cho nên Trương Dương không nghĩ là cô ta, tần manh manh chỉ gọi một tiếng, anh, rồi lại khóc không nói gì. Trương Dương nghe ra là tần manh manh, vốn đang định mắng cho cô ta một trận, nhưng nghe thấy tiếng khóc của cô ta liền cảm thấy không ổn hắn liền nói khẽ manh manh em bình tĩnh một chút sao thế xảy ra chuyện gì vậy tần manh manh lau nước mắt nói anh anh phải giúp em chiếu cố tiểu hoan cho tốt trương dương ngây ra những lời này rõ ràng là không ổn tim hắn lập tức thắt lại nói manh manh em sao thế em đang ở đâu anh giờ tới đón em ngay đây tần manh manh nói anh trên thế giới này em không tìm được người nào khác có thể tin tưởng anh đáp ứng em đi, phải chiếu cố tốt tiểu hoan, không thể để bất kỳ ai khi phụ nó. Manh manh, anh đáp ứng em đi, tần manh manh hét lên như bị mắc bệnh tâm thần. Trương Dương bị dọa cho giật nảy mình, ngay cả kiều bằng cử lái xe ở bên cạnh cũng nghe thấy, gã không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn sang Trương Dương một cái, sau đó lại tiếp tục nắm vô lăng nhìn vào dòng xe đang chen chúc ở trước mặt. Tần manh manh khóc anh, đáp ứng em đi, Tiểu Hoan ở trên thế giới này bơ vơ không nơi nương tựa, em sợ không có ai chiếu cố cho nó, em sợ sẽ có người khi phụ nó. Trương Dương nói, anh đáp ứng em, trên thế giới này không ai dám khi phụ nó cả, ai dám khi phụ nó, cho dù là thiên vương lão tử anh cũng sẽ đập chết hắn. Hắn nói khẽ, manh manh, em đang ở đâu? Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đừng sợ, có anh đây. Tần manh manh nuốt lệ, nói anh, cả đời này em không báo đáp được anh, kiếp xong em xin kết cỏ ngậm vành đền ơn anh. Nói xong cô ta liền gác điện thoại. Trương Dương cầm di động ngây đơ ra đó, hắn đã ý thức được khẳng định là có chuyện chẳng lành, quay sang nói với Kiều Bằng Cử, lái xe. Kiều Bằng Cử chỉ về dòng xe ở phía trước, bất lực nói, nửa bước cũng khó đi. Trương Dương đẩy cửa xe nhảy xuống, hắn thậm chí còn chẳng buồn tạm biệt Kiều Bằng Cử. Hắn vươn tay ra cản một chiếc xe tiên pedan cũ mềm đi qua người, kéo ví, đưa hai ngàn đồng cho đối phương, tiền cho anh, xe cho tôi. Không đợi đối phương phản ứng, hắn cướp lấy ghế lái rồi phóng đi. Lái xe rõ ràng vẫn chưa hồi thần lại, nhìn hai ngàn đồng trong tay, lại đuổi theo con mẹ nó. Bên trong xe của tôi còn có một túi ngọc khí, ăn cướp giữa ban ngày à. Kiều bằng cử từ phía sau chạy lên vỗ đầu vai đối phương, nói, người anh em, bao nhiêu tiền, tôi mua. Năm chiếc xe jeep quân dụng lái vào trong khu nhà, tần chấn viễn, Tần Chấn Đường cùng mẹ Thương Ngọc Khiết đang khóc lóc thê thảm bước xuống xe. Hai quân nhân súng thật đạn thật từ trong xe jeep bước ra. Lập tức có người thông báo tình huống cho trưởng phân cục Trình Chí Vĩ. Trình Chí Vĩ vội vàng bước ra, gã là Tần Gia Lão Nhị Tần Chấn Viễn là người quen, cản đường của người Tần Gia, nói Chấn Viễn, trên lầu đang khám nghiệm hiện trường, các vị tạm thời không thể lên được. Thường Ngọc Khiết rít lên, vì sao lại không thể, người chết là con trai tôi, tôi muốn tận mắt nhìn thấy nó tôi muốn thấy nó trình trí vĩ thấy bộ dạng của thương ngọc khiết kích động như vậy có chút khó xử nói với tần trấn viễn trấn viễn hay là một mình anh lên lầu thôi tình tự của mẹ anh kích động như vậy sợ là không chịu nổi kích thích tần trấn viễn tuy đau lòng nhưng vẫn không mất đi lý trí gã gật đầu nói tôi lên với anh rồi gã quay sang em trai tần trấn đường nói thằng ba chú ở đây với mẹ đừng có xung động tần trấn đường gật đầu Tần Trấn Viễn theo Trình Chí Vĩ lên lầu, Trình Chí Vĩ bước tới trước bọc thi thể, kéo túi ra, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của Tần Trấn Đông. Tần Trấn Viễn lúc nhìn thấy mặt anh trai, lập tức khóc lóc lao tới, đại ca. Đại ca, Trình Chí Vĩ vội vàng cản gã lại, Trấn Viễn, anh phải bình tĩnh, anh nhất định phải bình tĩnh. Tần Trấn Viễn nuốt lệ, nói Chí Vĩ, là ai đã giết anh tôi? Là ai? Trình Chí Vĩ nói, trước mắt chỉ có thể đoán định là anh trai anh bị chết dưới súng của chính anh ta, kết quả kiểm nghiệm dấu vân tay trên súng đã có rồi. Gã dừng lại một chút rồi mới hạ giọng nói, dấu vân tay trên súng là của Tần Manh Manh. Tần Trấn Viễn cơ hồ là không tin được vào tay mình, gã trợn mắt lên, không thể nào, Manh Manh là em gái tôi. Không thể nào. Trình Chí Vĩ nói, hiện tại chỉ chứng minh trên súng có dấu vân tay của cô ta, chứ không chứng minh người chết là bị cô ta bắn. Tần Trấn Viễn nói, các anh nhất định là lầm rồi. Trình Chí Vĩ nói, Tần Manh Manh sống ở tầng 2 đối diện, anh chắc biết chứ. Tần Trấn Viễn lắc đầu, gã không biết, bởi vì quan hệ giữa em gái và nhà mình rất tồi, gã không biết Tần Manh Manh sống ở đây. Trình Chí Vĩ thở dài, nói Trấn Viễn, tôi biết các người đang rất đau khổ, nhưng bi kịch đã xảy ra rồi, vẫn phải cố giữ bình tĩnh, tôi hy vọng các người có thể tin tưởng cơ quan công an chúng tôi, phối hợp với công tác của chúng tôi, tôi đảm bảo sẽ trong thời gian ngắn nhất phá được vụ án này. Tần Trấn Viễn nuốt lệ bước xuống lầu. Thương Ngọc Khiết thấy vẻ mặt đau đớn của con trai mình, một tia hy vọng cuối cùng ở trong lòng cũng hoàn toàn tắt hết. Bà ta gào khóc chấn đông, con trai tôi, đứa con trai đáng thương của tôi. Tần Chấn Đường và Tần Trấn Viễn cũng nuốt lệ ôm lấy mẹ, đám quân nhân đi theo họ tới ai ai cũng lộ ra vẻ bi thương. Thương Ngọc Khiết nuốt lệ, nói anh con sao mà chết anh con sao mà chết? Tần Trấn Viễn lắc đầu, nói, không biết, cảnh sát nói, trên súng của anh ấy có dấu vân tay của manh manh. Còn nói rằng hôm nay đại ca tới tìm manh manh, thì ra manh manh trước giờ đều sống ở đây. Đại ca thuê phòng ở đây, mẹ, đại ca có phải là muốn khuyên manh manh về nhà không? Mẹ, Tần Trấn Viễn phát hiện ánh mắt của mẹ mình đang nhìn về phía tầng 2 ở đối diện. Trên ban công một đứa bé đang ôm gấu bông nhìn xuống dưới với vẻ mặt kinh hãi, khi nó chạm phải ánh mắt của thương ngọc khiết sợ đến nỗi chân tay luống cuống đánh rơi cả con gái bông trong tay nó quay người chạy vào trong nhà thương ngọc khiết gần từng chữ đó chính là con trai của tần manh manh đi đi mang nó về cho ta hai anh em tần trấn viễn đều ngây ra bọn họ đều từng gặp tần hoan thương ngọc khiết rít lên nhanh lên tần hoan nghe thấy tiếng gõ cửa nó sợ đến nỗi tìm chỗ trốn cuối cùng nhìn thấy gầm giường liền bò vào nấp không ngừng khóc tiếng gõ cửa càng lúc càng to, tới sau cùng thì đang bị đập. Cửa cuối cùng không thể chịu nổi sự va đập liên tục, bị người ta từ bên ngoài mở ra, tần chấn đường dẫn mọi người xông vào. Bọn họ cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm thấy tần hoan ở dưới gầm giường. Tần chấn đường thò tay muốn kéo nó ra, nhưng lại bị tần hoan cắn vào tay. Tần chấn đường đau quá rên lên một tiếng, hai quân nhân ở bên cạnh hợp sức lật giường lên. Tần chấn đường bế tần hoan dậy, tần hoan liều mạng dãy ruộng, cứu mạng, cứu mạng. Đám quân nhân xông vào trong nhà cường hành kéo nó đi, tất nhiên khiến người ta chú ý. Ngay cả trình trí vĩ cũng cảm thấy có chút tức giận vì hành vi của họ, bước tên khuyên bảo vài câu, thương ngọc khiết đỏ mắt hét lên, nó là cháu của tôi, tôi dẫn hài tử của tần ra chúng tôi đi thì có gì không đúng. Tôi xem ai dám xen vào nào. chương 492, không bị tổn thương một Tần Hồng Giang ngồi trong thư phòng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh ở trên bàn một hồi lâu, bức ảnh đã có chút ố vàng, năm người nhà họ đứng trên vạn lý trường thành, lúc đó thằng cả tần trấn đông vừa tòng quân, một thân nhung trang, anh khí thập túc, thằng hai thằng ba đang học trung học, con gái tần manh manh thì vừa lên tiểu học, còn đeo khăn đỏ, tất cả như mới ngày hôm qua, nhưng lại xa không thể với, người ở trên bức ảnh đã không còn ở cùng nhau nữa. Tần Hồng Giang cầm bức ảnh lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt thằng cả, môi mấp máy, vành mắt ông ta hơi đỏ lên, trong lòng như bị một tòa núi đè, Nặng nề đến mức khiến ông ta không thể ngủ được. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Tần Hồng Giang vẫn không nhấc, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại, ở mi tâm của ông ta hình thành một chữ xuyên choan. Ông ta kéo ngăn bàn, lấy ra một hộp thuốc, rút một điếu rồi châm lửa, Tần Hồng Giang cả đời đã trải qua vô số trạng diện hung hiểm, nhưng ông ta chưa bao giờ đau khổ và khẩn trương như hiện tại. Tần Hồng Giang nghe thấy tiếng khóc của Thương Ngọc Khiết, sau đó cửa phòng bị mở ra, bà vợ mặt đầy nước mắt tóc tài toán loạn xông vào, giọng nói của bà ta khàn khàn, khóc đến mất cả tiếng, nói, lão Tần, chấn đông chết rồi, con trai của chúng ta không còn nữa rồi. Tần Hồng Giang giít mạnh một hơi thuốc, vẫn không nói gì, ông ta cố gắng khống chế tình tự của mình, nói khẽ tôi biết rồi. Ngữ khí tùy bình tĩnh và chậm rãi, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự bi thương trong lời nói của ông ta. Thương Ngọc Khiết giống như phát điên sông lên, nắm lấy cánh tay ông ra, ra sức lắc, lão Tần, con trai chúng ta chết rồi. Tần Hồng Giang nhìn vẻ mặt đau đớn đến chết đi sống lại của vợ, thở dài, ông ta vỗ mở u bàn tay Thương Ngọc Khiết, tôi biết rồi. Thương Ngọc Khiết khóc dòng đánh liên tục lên đầu vai Tần Hồng Giang, ông đã biết thì sao còn có thể bình tĩnh như vậy. Ông có biết không, là con tiện nhân đó giết con trai của chúng ta, là nó làm, là nó làm. Tần Hồng Giang hé hé môi, bà vợ đã hoàn toàn không khống chế được tình tự nữa rồi, ông ta thở dài, nói án tình còn chưa rõ ràng bà đừng nói linh tinh thương ngọc khiết nuốt lệ nói tôi nói linh tinh ư có người nhìn thấy chấn đông tìm nó bọn chúng cùng nhau lên lầu trên súng trên súng còn có dấu vân tay của nó là nó đã giết chấn đông tần hồng giang tức giận quát bà nói bậy gì đó thương ngọc khiết rít lên tôi không nói bậy nếu không phải là nó làm thì nó vì sao phải chạy ngay cả con trai ruột cũng bỏ lại vì sao lại chạy Tần Hồng Giang tức giận quát, nhìn cái bộ dạng hiện tại của bà kia, bà đã hoàn toàn mất lý trí rồi. Trấn Đông là con trai của chúng ta, manh manh cũng là con gái của chúng ta. Lời của Tần Hồng Giang rõ ràng đã kích thích thần kinh của Thương Ngọc Khiết, bà ta gào lên như phát điên, nó không phải. Nó trước giờ đều không phải, năm đó nếu như không phải là ông cứu nó, con gái ruột của chúng ta cũng sẽ không bị chết, con trai của chúng ta cũng sẽ không, á. À da thịt trên mặt tần hồng giang vặn vẹo kịch liệt ông ta giơ tay lên tát cho thương ngọc khiết một cái đánh cho thương ngọc khiết ngây ra đó rồi lập tức gào khóc lao vào người tần hồng giang tần hồng giang tức giận nói có tin tôi bắn chết bà không tần trấn viễn và tần trấn đường một mực ở bên ngoài nghe lén động tính vội vàng xông vào một người ôm lấy mẹ một người thì cản cha đang tức giận lại thương ngọc khiết rít lên ông giết tôi đi tôi cũng không muốn sống nữa rồi tôi xuống dưới cùng trấn đông tôi xuống dưới cùng trấn đông Tần Hồng Giang xoay người bước về phía bàn làm việc, tần chấn viễn cho rằng cha muốn lấy súng, lao lên quỷ xuống trước mặt cha, ôm hai chân cha, nói cha cha, cha, cha đừng tức giận, cha đừng tức giận mà. Tần chấn đường nói, mẹ, mẹ nói gì vậy, mẹ nói manh manh không phải là con ruột ư, ừ, thật hay là giả vậy. Thương Ngọc Khiết chỉ vào tần Hồng Giang nói, chúng mày nên hỏi ông ấy đi. Đi mà hỏi người cha chính nghĩa lẫm nhiên, đại nghĩa diệt thân của chúng mày đi. Ông ấy vứt bỏ con gái ruột của mình không cứu, lại đi cứu một con bé không quen biết. Đáng tiếc, ông ấy đã cứu về một con sói con, một con tiện nhân. Nó hại chết em gái ruột của chúng mày, giờ lại hại chết anh ruột của chúng mày. Tần Hồng Giang cầm cái gà tàn ở trên bàn ném về phía Thương Ngọc Khiết, Tần Chấn Đường dùng thân thể bảo vệ mẹ, thủ kinh của Tư Lệnh Tần quả nhiên là không tầm thường, khiến cho Tần Chấn Đường đau đớn vô cùng, gã nói hết lời mới khuyên được mẹ ra khỏi thư phòng. Tần Hồng Giang vô lực ngồi xuống ghế, Tần Trấn Viễn thấy bức ảnh ở trên bàn, mắt đỏ lựng, hỏi cha, những gì mẹ nói chẳng lẽ đều là thực ư? Tần Hồng Giang không lập tức trả lời câu hỏi của gã, mà rút ra một điếu thuốc, cầm bật lửa ở trên bàn bật mấy lần vẫn không châm được, Tần Trấn Viễn lấy bật lửa của mình ra châm cho cha. Tần Hồng Giang nói, bà ta nói không sai, manh manh không phải là em ruột của các con em các con sinh ra chưa được bao lâu thì bị chúng ta đưa tới Ninh An ở cùng với ông bà ngoại của các con. 20 năm trước, Ninh An xảy ra động đất mạnh, cha nhận được chỉ thị của Trung ương, xuất lĩnh bộ đội tới Ninh An cứu tai, trong trận động đất đó, cả nhà ông bà ngoại con gần như là chết hết, lúc đó manh manh, em gái của các con đang ở nhà trẻ khu vực, cuộc cứu viện nhà trẻ đó là do ta chỉ huy, ta vĩnh viễn không quên được cảnh thảm khốc ngày hôm đó. Tần Hồng Giang rít mạnh một hơi thuốc, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra vẻ bi thống khôn tả nhiều đứa trẻ bị đè xuống phòng học đã sập hai giáo viên dùng thân thể của họ để bảo vệ bọn trẻ ta là chỉ huy hiện trường ta cũng là một quân nhân vào lúc sinh tử tồn vong đó ta phải đưa ra lựa chọn lúc hiện trường sắp phát sinh lần sụp đổ thứ hai ta phải đưa ra lựa chọn một là con gái của cô giáo đã chết còn một là manh manh em ruột của các con tần hồng giang không thể nào tiếp tục nói được nữa ánh mắt của ông ta hướng ra ngoài cửa lúc này mây đen trên trời dày đặc giống như là tâm tình của ông ta lúc này cha tuy không nói tiếp nhưng tần trấn viễn đã biết được ông ấy lúc đó đã cứu con gái của cô giáo đó mà buông bỏ sinh mệnh của con gái ruột tần manh manh cái tên này tuy thuộc về em gái họ nhưng tần manh manh và họ lại không có một chút quan hệ huyết thống nào tần trấn viễn nói khẽ cha cha đã làm một chuyện mà một quân nhân nên làm nếu đó là con dưới hoàn cảnh như vậy con cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự Tần Hồng Giang vẩy tàn thuốc xuống đất, nói khẽ, mẹ con biết tin em gái con bị nạn, cơ hồ như phát điên, lúc đó manh manh chỉ hơn 2 tuổi, mẹ nó chết rồi, cũng không thể nào liên hệ được với cha nó. Ta chỉ có thể mang nó về nhà, giao cho mẹ của các con chiếu cố, có lẽ chính bởi vì trong lòng mẹ con Thủy chung tồn tại ám ảnh, bà ta không thích manh manh, một mực có biểu hiện bài xích đối với nó, về sau ta đành thuê bảo mẫu cho manh manh. Tần Trấn Viễn nói, cha, đại ca có biết chuyện này không? Tần Hồng Giang gật đầu, nói, nó biết, lúc đó nó đã mười mấy tuổi rồi, hình dáng của em gái mình nó làm sao mà không nhớ cho được. Hơn nữa mẹ con cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nó sao có thể không nhìn ra. Tần Trấn Viễn nói, cha, bản thân manh manh có biết không? Tần Hồng Giang rít sâu một hơi, lúc ban đầu thì không biết, cho tới một hôm khi nó bốn tuổi, mẹ con bởi vì một chuyện nhỏ mà đánh nó, ta sau khi biết đã nổi nóng, còn cãi nhau với mẹ con một trận, tối hôm đó khi chúng ta ở trong thư phòng cái vã, không ngờ lại bị manh manh nghe thấy được. Tần Hồng Giang đau khổ nhắm mắt lại, manh manh từ lúc đó đã biết thân thế của mình, nó bắt đầu biến thành trầm mặc ít nói. Tần Trấn Viễn thở dài, nói cha, con thực sự chết lặng cả người, từ nhỏ con thấy mẹ không thích manh manh, còn cho rằng là mẹ không thích con gái, hiện tại mới biết không ngờ là duyên cố này. Tần Hồng Giang nói, có lẽ thực sự là ta đã sai rồi, ta không nên mang manh manh về cái nhà này, ta đã không chú ý tới cảm thụ của mẹ con, 20 năm nay, cái chết của em gái các con không lúc nào là không dày vò ta. Tần Trấn Viễn nói khẽ cha, đại ca thuê một căn phòng ở khu nhà của mẹ con Manh Manh và Tần Hoan, còn ở đối diện với tòa nhà của họ, căn cứ vào manh mối mà cảnh sát sơ bộ nắm được, chiều hôm nay đại ca và Manh Manh ở dưới lầu cãi nhau, về sau Manh Manh theo anh ấy lên lầu, đại ca là chết dưới súng lục của mình, trên súng đầy dấu vân tay của Manh Manh, nổ súng ở cự ly gần, Dùng gối dựa của sa lông để giảm tiếng động, hung thủ được trải qua huấn luyện quân sự chính quy, nhắm đúng vào tim, liên tục ba phát. Đây là dạng cừu hận gì, còn không tin là manh manh làm, nhưng Ngực tần hồng giang phập phồng kịch liệt, tình tự đau khổ của ông ta đã không thể nào khống chế được nữa, nó đã lan tới mặt ông ta, lan tới mỗi một bộ phận trên cơ thể ông ta, bàn tay đang cầm thuốc cũng run rẩy kịch liệt. Tần Trấn Viễn tiếp tục nói, đại ca chắc là đã sống ở đó được một đoạn thời gian rồi, cảnh sát tìm thấy máy ảnh, kính viễn vọng ở trong nhà anh ấy, còn có không ít ảnh nữa. Tần Trấn Viễn từ trong túi ngược lấy ra một tấm ảnh, con xin tấm này. Tần Hồng Giang nhận lấy, thấy trên ảnh là cảnh hai mẹ con Tần manh manh và Tần Hoan đang chơi đùa với nhau ở ban công, vừa nhìn đã biết là tấm ảnh này được chụp dưới tình huống mà hai mẹ con họ không phát hiện ra. Tần Hồng Giang ném tàn thuốc xuống đất ông ta bình thường là người rất sạch sẽ tin xấu đột nhiên ập đế đã khiến ông ta bi thương trong lòng đại loạn tần trấn viễn nói cha manh manh biến mất rồi mẹ bảo bọn con mang tần hoan về tần hồng giang trong lòng run lên ông ta đứng bật dậy đứa bé ở đâu tần trấn viễn rõ ràng phát hiện được vẻ khẩn trương và quan thiết cha gã nói khẽ con bảo hồng mai dỗ nó tần hồng giang nói mau dẫn ta đến gặp nó chương 492, không bị tổn thương, hai. Tần Trấn viễn dẫn cha đi ra, bọn họ vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy một tiếng kinh hô, một bóng người bé nhỏ từ trong phòng của Tần Trấn viễn chạy ra, phía sau chính là vợ gã, Lý Hồng Mai, đang ôm cổ tay đuổi theo, trên cổ tay bị cắn một miếng đầm điểm máu. Thấy Tần Trấn viễn và Tần Hồng Giang đi ra, Tần Hoan sợ đến run bắn người, chân mất thăng bằng ngã xuống đất. Tần Hồng Giang bước lên một bước, bế Tần Hoan lên, nhưng không ngờ lại bị Tần Hoan cắn cho một phát vào tay. Tần Hồng Giang giống như là không cảm thấy đau vậy, ông ta ôm chặt lấy Tần Hoan, hai mắt không ngờ lại có chút ươn ướt, tiểu ạc. Tiểu Hoan, đừng sợ, ta là ông ngoại của cháu. Tần Hoan bởi vì hai chữ ông ngoại này mà ngây ra, cuối cùng cũng thôi không cắn nữa, nhưng cánh tay của Tần Hồng Giang đã bị nó cắn cho chảy máu rồi. Lý Hồng Mai bước tới tức giận nói, thằng bé này đúng là mất dậy, họ cầu à còn chưa dứt lời thì bị bố chồng tần hồng giang trừng mắt lườm một cái gầm lên cút lý hồng mai cũng biết câu nó của mình vì sao lại chọc giận lão nhân nhưng tính tình của bố chồng thì cô ta đã biết rồi cô ta ủy khuất mắt đỏ lựng lên rơm rớm nước mắt quay về phòng tần hoan phẫn nộ nói ông lừa cháu ông không phải là ông ngoại cháu các người đều là người xấu tần trấn viễn nói tiểu hoan chúng ta không lừa cháu ta là bác của cháu còn đây là ông ngoại cháu Tần hoan ra sức lắc đầu, nó tuy nhỏ tuổi, nhưng vẫn nhớ lời mẹ nó, trừ cha nuôi trương dương ra, không được tin bất kỳ ai, nó cố sức dẫy ra khỏi tay tần hồng giang, thả cháu ra. Tần hồng giang nhìn đứa bé đang ra sức kháng cự mình này, trong lòng thực sự là phức tạp tới cực điểm, trên thực tế tần hoan là cháu của ông ta, đứa cháu duy nhất. Tần hồng giang luôn muốn có một đứa khác nữa, nhưng ba thằng con trai lại chỉ sinh toàn con gái, điều này khiến Tần Hồng Giang ở sâu trong lòng luôn trọng nam khinh nữ Thủy Trung thấy thất vọng. Con trai cả Tần Trấn Đường năm đó bởi vì say rượu mà hãm hiếp Tần Manh Manh, Tần Manh Manh liền bỏ nhà ra đi. Tần Hồng Giang lúc ban đầu vẫn chưa biết tới sự tồn tại của Tần Hoan, về sau mới biết Tần Manh Manh không ngờ lại mang thai, hơn nữa còn sinh một đứa con trai. Nhân sinh luôn là buồn vui vô thường, cho dù là lão tướng Tần Hồng Giang kinh nghiệm xa trường cũng không biết nên đối diện với bão táp gia đình này như thế nào con trai chết rồi rốt cuộc có phải là tần manh manh giết hay không nếu như hung thủ thật sự là manh manh vậy thì ông ta sẽ phải đối diện như thế nào nhìn hai dòng nước mắt trong vắt ngây thơ của tần hoan lại nhìn vẻ mặt sợ hãi giống như con chim non bị thương của đứa bé này trong lòng tần hồng giang thắt lại bất kể là như thế nào bọn họ cũng không nên để tần hoan phải chịu quá nhiều ảnh hưởng không nê để cho tâm linh nhỏ bé của tần hoan phải chịu thương tổn tần hồng giang nói khẽ tiểu hoan Chúng ta đều là thân nhân của cháu, không phải là người xấu, cháu yên tâm đi, mẹ cháu sẽ sớm về với cháu thôi. Tần Hoan dùng sức lắc đầu, bụng bởi vì đói mà phát ra tiếng lẹp bẹp. Tần Hồng Giang thở dài, nói với Tần Trấn Viễn kiếm cho Tiểu Hoan cái gì ăn đi. Lúc Trương Dương lái xe đạp tới khu nhà mà Tần manh manh ở thì ở hiện trường vẫn còn rất nhiều người. Trương Dương đỗ xe đẹp, lên qua đám người chen vào bên trong, bị một cảnh sát ở trước mặt cản lại, đồng chí chúng tôi đang làm nhiệm vụ, anh lui ra sau một chút, đừng làm cản trở công tác của chúng tôi. Trương Dương nói, con trai của tôi ở bên trong, tôi phải vào tìm nó. Không được. Trương Đại Quan Nhân hiện tại đang nóng lòng như có lửa đốt, lấy đâu ra kiên nhẫn mà giải thích với anh cảnh sát này? lập tức đẩy cho cảnh sát lảo đảo rồi bước về phía cửa vào. mấy cảnh sát thấy tình thế bất diệu, nhất loạt vây lên. Trường Phân cục Trình Chí Vĩ cũng ở hiện trường, thấy Trương Dương tới thì không khỏi thầm kêu phiền phức. Năng lực gây chuyện của thằng ôn này thì trình trí Chí vĩ đã được lãnh giáo một cách sâu sắc. Gã vội vàng đi tới, ngăn thủ hạ lại, đi tới trước mặt Trương Dương, nói, sao? Cậu chạy tới đây làm gì? Trương Dương nói, các người làm án của các người, tôi đi tìm người của tôi. Hắn chẳng buồn giải thích với trình trí Chí vĩ, chạy vào bên trong nhà của tần manh manh. Trương Dương đi tới trước cửa nhà tần manh manh thì không khỏi ngây ra, cửa phòng mở toang, từ tình huống của khóa cửa có thể thấy cửa phòng này đã bị người ta cường hành mở ra. Tim Trương Dương lập tức trầm xuống, gọi to tiểu hoan. Trong nhà không có ai trả lời hắn. Trình Chí Vĩ và Lương Liên Hợp đều vào theo, Trình Chí Vĩ nói, Trương Dương, cậu tìm đứa bé đó à? Trương Dương gật đầu, anh có gặp nó không? Lương Liên Hợp nói, Trương Dương, cậu có biết tần manh manh đang ở đâu không? Hai hàng lông mày của Trương Dương lập tức nhíu lại, hắn đầy vẻ hoài nghi, nói cảnh sát các anh tới đây nhiều như vậy là để tìm tần manh manh à? Cô ta rốt cuộc đã làm gì? Vừa rồi tần manh manh ở trong điện thoại nói chuyện rất hàm hồ, Trương Dương cũng không biết cô ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trình Chí Vĩ nói, tần Trấn đông chết rồi. Gã chỉ vào tòa nhà ở đối diện, trong căn phòng mà anh ta thuê, bị người ta bắn ba phát súng. Trên súng toàn là dấu vân tay của tần manh manh, buổi sáng có người thấy hai anh em họ cãi nhau. Liên tưởng tới cú điện thoại mà tần manh manh gọi cho mình, Trương Dương đột nhiên ngộ ra gì đó, hắn nói khẽ các người hoài nghi tần manh manh đã giết chết anh ruột của cô ấy ư. Ừ. Lương Liên Hợp nói, từ tình huống nắm được hiện tại cho thấy, cô ta quả thực là người bị hiềm nghi nhiều nhất. Trương Dương nói, tôi không gặp cô ta. Trình Chí Vĩ nói, Trương Dương, xin anh hãy phối hợp với công tác của chúng tôi một chút, anh và Tần Manh Manh có quan hệ gì? Anh vì sao lại chạy tới đây? Trương Dương nói, các tật của cảnh sát các anh chính là hoài nghi tất cả, có biết không? Trước khi không có chứng cứ, các anh không được bắt bóng bắt gió. tôi không biết tần chấn đông. quan hệ giữa tôi và tần manh manh rất đơn giản là bạn bè. cô ấy là con gái nuôi của mẹ tôi. tần hoan là con trai nuôi của tôi. chỉ đơn giản thế thôi. hiện tại các người nên nói cho tôi biết các người đã đưa con trai nuôi của tôi đi đâu rồi. trình chí vĩ và lương liên hợp nhìn nhau. trình chí vĩ nói người nhà của tư lệnh tần tới. bọn họ mang tần hoan đi rồi. trương dương chỉ vào cửa phòng. cửa phòng là bị người ta cảnh sát các anh vì sao không quản. Lương Liên Hợp nói, chuyện nhà của người ta, chúng tôi quản làm sao được. Trương Dương hậm hực gật đầu, quay người bước ra cửa. Kinh thành buổi tối mây đen mù mịt, bầu trời cuối cùng cũng không chịu được càng lúc càng nhiều tầng mây tích tụ lại, nước mưa tí tách rơi. Lý Tân Nguyên gắp một cái móng giỏ cho con trai, cười nói ăn nhiều vào, gần đây con gầy quá. Văn Hạo Nam cười cười, lúc đang chuẩn bị ăn thì la tuệ ninh ồ lên một tiếng, bởi vì bà ta nhìn thấy trên tay áo sơ mi của con trai có một vết máu văn hạo nam từ trong ánh mắt của mẹ ý thức được gì đó gã cúi đầu xuống nhìn thấy vết máu đó trong lòng không khỏi giật mình nhưng ngoài mặt thì không hề lộ ra vẻ kinh hoàng mà nhíu mày nói mấy ngày hôm nay thời tiết khô quá hôm nay lại chảy máu mũi hắn đứng dậy mẹ con đi thay áo la tuệ ninh gật đầu khoảng lát sau văn hạo nam thay áo phông màu đen bước xuống trực tiếp ném cái áo sơ mi vừa thay ra vào thùng rác. La Tuệ Ninh nói, nếu để cha con nhìn thấy thì sẽ nói con lãng phí đó. Văn Hạo Nam nói, may mà cha không ở nhà. La Tuệ Ninh thở dài, thằng nhóc con từ nhỏ đã có cái tật này rồi, làm chuyện gì cũng đều truy cầu tận thiện tận mỹ, cho dù là có một chút tì vết con cũng sẽ không hài lòng. Văn Hạo Nam nói, lúc con 5 tuổi không cẩn thận ngã xuống một hố nước bẩn, từ lúc đó trong lòng bị ám ảnh, con ghét đồ bẩn thỉu là tuệ Ninh nói, cho nên quần áo của con chỉ cần hơi rách một chút là con sẽ vứt đi, đồ chơi của con chỉ cần thiếu một linh kiện con cũng sẽ ném nó vào thùng rác. Mẹ nhớ ngày xưa mẹ mua cho hai chị em con mỗi người một cái vải cá, vải cá của con bị sứt mất một miếng. Con không ngờ lại hất đổ nó, vì chuyện đó mà mẹ còn đánh cho con một trận. Cha con cho rằng vì mẹ chiều con quá, nhưng mẹ biết, con từ nhỏ trong lòng đã bị ám ảnh, con quá truy cầu hoàn mỹ vô khuyết. Hạo Nam kỳ thực có một câu mẹ đã muốn nói với con từ lâu trên thế giới này không căn bản là không có chuyện gì hoàn mỹ vô khuyết cả văn hạo nam gật đầu nói mẹ con trước đây luôn tin rằng trên thế gian này có tồn tại hai chữ hoàn mỹ nhưng hiện tại con không tin nữa rồi kỳ thực tàn khuyết cũng là một kiểu đẹp la tuệ ninh bật cười thằng bé này hôm nay giống như là một triết học ra vậy miệng nói toàn đạo lý văn hạo nam nói mẹ con không muốn tiếp tục ở trong bộ đội nữa La Tuệ Ninh ngây ra, vì sao? Con ở trong bộ đội chính là tiền đồ vô lượng, vì sao lại đột nhiên từ bỏ? Văn Hạo Nam nói, con ở trong bộ đội nhiều năm rồi, đối với tất cả đều cảm thấy khô khan vô vị. Con đã hoàn toàn mất đi hứng thú với sự nghiệp hiện tại của con rồi. Con muốn thay đổi hoàn cảnh. Là Tuệ Ninh nói, con muốn. Văn Hạo Nam cười nói, con kỳ thực rất hâm mộ Trương Dương. nhắc tới Trương Dương, là Tuệ Ninh không khỏi bật cười bà ta nói khẽ tính tình của nó con không học theo được đâu chuyển nghề tới địa phương là đại sự liên quan tới tiền đồ của con thế này đi đợi mẹ thương lượng với cha con đã rồi mới quyết định văn hạo nam gật đầu nói được mẹ nếu con sau khi chuyển nghề không có thời gian ở cùng bố mẹ la tuệ ninh nói so với quan trường trong quân đội kỳ thực đơn thuần hơn nhiều với tính tình của con ở trong quan trường chưa chắc có thể thích ứng được văn hạo nam mỉm cười nói, kỳ thực con đã bắt đầu thay đổi rồi. chương 492, không bị tổn thương ba. La Tuệ Ninh nói, bất kể là con như thế nào thì cũng vẫn là con trai của mẹ, tâm sự lớn nhất của người làm mẹ như mẹ đây chính là được nhìn thấy con sớm ngày lập gia đình. Văn Hạo Nam cười nói, con biết rồi, mẹ, con đảm bảo sẽ giải quyết thật sớm chuyện chung thân đại sự. Lúc nói câu này, gã đột nhiên nhớ tới tần manh manh, trong lòng không hề có một gợn sóng, Văn Hạo Nam phát hiện mình cuối cùng cũng thoát khỏi sự khốn nhiễu của tình cảm rồi, tuy phương thức bước ra có chút tàn khốc. Hắn uống một ngụm bia, gã có thể chịu đựng đau khổ, nhưng lại không thể chịu đựng sự vũ nhục đó, gã bởi vì tình cảm thuần khiết của mình bị người ta vô tình khinh nhờn, yêu đối với hắn mà nói, vĩnh viễn sẽ không có nữa. Là tuệ ninh nhìn con trai, nếu như con trai thực sự có thể làm được chuyện đã hứa với mình, bà ta sẽ vui mừng biết bao. Là tuệ ninh lại gắp một cái móng giò cho con trai. Văn Hạo Nam cười nói, mẹ, mẹ đừng cứ chỉ lo cho con, mẹ cũng ăn đi. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương đã nói, người lớn tuổi thì nên ăn ít đồ mặn thôi. Lúc này người giúp việc tới thông báo, Hà Trường An tới thăm. Quan hệ giữa Hà Trường An và Văn Gia trước giờ luôn rất tốt, cách một đoạn thời gian lại tới chơi. La Tuệ Ninh cũng không coi y là người ngoài, cười bảo, lão Hà vì sao lại về kinh thành vậy? Không phải nói anh tới châu Phi đào vàng rồi à? hà trường an cười nói thơm quá nhất định là văn phu nhân tự mình xuống bếp rồi la tuệ ninh cười nói ăn chưa ăn à ngồi xuống cùng ăn đi dì lưu mang bát đũa cho hà tiên sinh văn hạo nam chào một tiếng chú hà hà trường an cũng không khách khí ngồi xuống bên cạnh văn hạo nam nhận lấy bát cơm la tuệ ninh làm sạch bát xúc y hà trường an gắp móng giò cắn một miếng khen không ngớt chủ nghệ của văn phu nhân so với ngự trù của hoàng cung đại nội trướng đây thì còn giỏi hơn nhiều chẳng trách thủ tướng văn của chúng ta lại bảo dưỡng tốt như vậy. La Tuệ Ninh nói, anh đừng lắm điều nữa, hôm nay đột nhiên tới đây là vì chuyện gì? Hà Trường An nói, tôi hôm nay tới là có chuyện muốn nhờ, gần đây tinh toản và kim toản thế gia của tôi đa cạnh tranh ác tính, cha tấn bác đúng là giết một vạn thì tự mất năm ngàn. La Tuệ Ninh cười khúc khích, nói chuyện trên sinh ý thì tôi không giúp được gì đâu. Hà Trường An nói, tôi muốn nói chuyện với y, cứ tiếp tục thì thế này thì thị trường loạn mất. La Tuệ Ninh nói, nhưng tôi nghe nói cuộc tranh chấp này là do anh giấy lên mà. Hà Trường An cười cười, lúc ban đầu thật sự là muốn chia một chén canh, hiện tại thì hay rồi, người ta thả lật úp nổi cũng không chịu cho tôi một miếng, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chuẩn bị lui ra khỏi ngành này, mục đích tôi tới tìm chị là nhờ chị ra mặt giúp tôi hẹn cha Tấn Bắc nói chuyện. Là Tuệ Ninh hiểu rất rõ về Hà Trường An, trên sinh ý Hà Trường An rất ít khi nhận thua, không biết hi hiện tại lại có kế hoạch mới gì cho nên mới từ bỏ khối thịt béo kinh toản thế ra đã tới tay này, bà vẫn gật đầu, nói, được, tôi giúp anh hẹn đi Đang nói chuyện thì điện thoại của La Tuệ Ninh đổ chuông, bà cầm điện thoại lên, khi bà ta nghe xong lời đối phương nói, sắc mặt lập tức biến đổi, nói khẽ thật á. Hà Trường An và Văn Hạo Nam đều nhìn ra là nhất định xảy ra chuyện gì đó rồi. La Tuệ Ninh nói, hỏng rồi, Tần Manh Manh bị hiềm nghi giết chết anh cả của cô ta là Tần Trấn Đông, Tần Hoan cũng bị người của Tần ra mang đi rồi. Thằng ôn Trương Dương sau khi nghe thấy chuyện này liền giống như phát điên chạy tới trụ sở quân khu. Lúc bà ta nói câu này đã liên tục ấn số gọi cho Trương Dương, nhưng di động của Trương Dương Thủy chung ở trong trạng thái tắt máy. Là tuệ ninh không ngồi yên được nữa, bà ta đứng dậy, nói, không được, tôi phải đi cản nó lại. Văn Hạo Nam nói, mẹ, mẹ không thích hợp ra mặt đâu. Là tuệ ninh được con trai nhắc nhở nên tỉnh táo lại, bà ta gấp đến nỗi rậm chân bình bịch, nói, sao giờ, sao giờ, thằng nhóc này sao không bao giờ khiến người ta an tâm cho được. Văn Hạo Nam nói, hay là để con đi xem thế nào. Chỗ tư lệnh tần con cũng quen biết, con ra mặt thì tốt hơn. Là tuệ ninh nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu, con mau đi đi, nhất định phải cản nó lại trước khi nó gây chuyện. Tính nóng lắm, đã giận lên rồi thì chuyện gì cũng dám làm. Hay là để mẹ gọi điện thoại cho tư lệnh tần trước hà trường an nói đừng tính khí của tư lệnh tần chị cũng biết đó mà phó thủ tướng văn chưa chắc đã đồng ý cho chị làm vậy đâu hà trường an huyền truyền nhắc nhở la tuệ ninh bất lực thở dài bởi vì quan hệ của kiều lão quan hệ giữa quân phương và chồng mình vô cùng vi diệu chồng mình khẳng định không muốn mình xen vào chuyện của quân phương hà trường an nói thế này đi tôi và hạo nam cùng đi xem xem có thể ngăn cản cậu ấy hay không lên xe ô tô của hà trường an văn hạo nam thở dài thằng em trai nuôi của của tôi đúng là không bao giờ làm người ta bớt lo cho được hà trường an nói hạo nam lát nữa cậu phải khống chế tình tự đám người quân đội không dễ đụng vào đâu nhất cử nhất động của cậu có lẽ sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của cha cậu và họ đó trước khi làm bất kỳ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ văn hạo nam gật đầu nói manh manh vì sao lại giết đại ca của cô ấy tần ra vì sao phải mang đứa bé đó đi hà trường an cười lạnh nói có một số chuyện chúng ta căn bản không thể nào tưởng tượng được chuyện của tần ra người ngoài như chúng ta không có quyền hỏi có điều mục đích mà bọn họ dẫn đứa bé đó đi chỉ có một văn hạo nam hiếu kỳ nhìn hà trường an hà trường an châm một điếu tuyết ra rít một hơi rồi nói tần manh manh bỏ chạy rồi phương pháp duy nhất có thể bước cô ta về chính là bắt được đứa bé này người của tần ra đúng là không từ thủ đoạn văn hạo nam trong lòng có chút kỳ quái trong lời nói của Hà Trường An lộ ra sự bất mãn đối với Tần Gia, nhưng không biết Y và Tần Gia có khúc mắc gì. Bóng tối phủ xuống, mưa càng lúc càng lớn, trương đại quan nhân giống như U Linh xuất hiện trong đại viện quân khu, với võ công của hắn, vòng qua sự giám thị của cảnh vệ, vượt nóc nhảy tường không phải là chuyện khó. Trương Dương mặc áo phông màu xám, quần bò màu xanh, nước mưa khiến cho quần áo của hắn bết chặt lên người, phát ra đường cong kiện Mỹ, nước mưa men theo khuôn mặt hắn không ngừng chảy xuống. Trương Dương nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào cửa lớn của Tần Gia. Tần Hồng Giang là một cái tên nổi tiếng trong quân giới, một tướng lĩnh có chiến công hiển hách. Trương Dương không biết giữa Tần Gia và Tần Manh Manh rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, nhưng hắn nhớ rõ một chuyện, hắn đã đáp ứng với Tần Manh Manh sẽ chiếu cố cho Tần Hoan, hắn đã đáp ứng Tần Manh Manh không để Tần Hoan phải chịu bất kỳ sự khi phụ nào. Nam nhân đại trưởng phu, đã đáp ứng rồi thì phải làm, Trương đại quan nhân không muốn mượn tay bất kỳ ai. Tần Hoan là con trai nuôi của hắn, thân là cha nuôi, hắn có trách nhiệm phải bảo vệ đứa bé đáng thương này. Trương Dương ấn chuông cửa. Hai mắt của cảnh vệ cảnh giác nhìn Trương Dương, anh tới có chuyện gì? Trên mặt Trương Dương lộ ra nụ cười hờ hứng, xin chuyển cáo tới Tư lệnh Tần, tôi là cha nuôi của Tần Hoan, tôi tới đón nó về. Cảnh vệ đóng cửa sổ nhỏ quay người bước đi. Tần gia đang bao trùm trong bầu không khí bi thương, lão nhị Tần Chấn viễn ra ngoài lo liệu hậu sự cho đại ca. Tần Hồng Giang thì nhốt mình trong thư phòng, Thương Ngọc Khiết thì không ăn không uống chỉ khóc trong phòng ngủ, hai cô con dâu ở bên cạnh khuyên nhủ bà ta, và cũng không ăn không uống. Còn Tần Hoan, đứa bé này tỏ vẻ vô cùng cuột cường, bất kể là người Tần Gia khuyên thế nào nó cũng không chịu ăn cơm, chỉ luôn miệng gọi mẹ. Tần Chấn Đường và mấy người bạn của gã đang thương lượng chuyện hậu sự của đại ca thì cảnh vệ bước vào thông báo chuyện của Trương Dương. Tần Trấn Đường nhíu mày, Hắn có chút không hiểu, nói, người này sao mà trà trộn được vào đại viện quân khu? Gã từng giao thủ với Trương Dương một lần, biết rõ sự lợi hại của Trương Dương. Mấy người bạn ở xung quanh gã cũng nhao nhao hỏi xảy ra chuyện gì. Tần Chấn Đường tức giận nói, tới gây chuyện à, Tiểu Hoan là con của em gái tôi, một người ngoài như hắn dựa vào gì mà tới cửa đòi người. Bảo hắn cút đi. Cảnh vệ đó gật đầu, quay người bước đi. Tần Chấn Đường gọi gã lại, nói anh đợi đã, gã ý thức được Trương Dương Lai giả bất thiện, liền nói khẽ thông chi cho cảnh vệ liên, đuổi hắn ra ngoài. Trương Dương vẫn đang bảo trì khắc chế và nhẫn nại, đợi trong gió mưa 5 phút, vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Lúc này, từ đằng xa vang lên tiếng động cơ xe hơi, bốn chiếc xe Jeep quân dụng lái về phía hắn rồi dừng lại trước mặt hắn. Đèn xe sáng cho chiếu lên người hắn, Trương Dương híp mắt lại, xuyên qua tầng mưa nhìn thấy hơn 20 chiến sĩ toàn thân võ trang từ trên xe Jeep nhảy xuống. Quân quan dẫn đầu cao giọng nói, hai tay ôm đầu, quay người lại. Trương Dương xòe hai tay ra, nhưng không hai tay ôm đầu theo lời phân phó của gã, mà hờ hững nói, tôi tới không phải là vì muốn gây sự, tôi là tới tìm con trai tôi. Tư lệnh tần mang con trai tôi đi, tôi hiện tại muốn đón nó về. Sĩ quan đó nói, giơ hai tay lên, anh là ai? Sao lại vào được đây? Trương Dương nói, tôi là Trương Dương, công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đừng nói với tôi rằng nơi này không phải là đất Trung Quốc. Một công dân thủ pháp như tôi đi lại trên lãnh địa Trung Quốc thì có gì mà không đúng. Giơ tay lên, sĩ quan nghiêm giọng quát. Trương đại quan nhân cười nói, tôi không phạm pháp, anh hình như là không có quyền đó. Chỉ bởi vì tôi vào đại viện quân khu thôi ư? Nơi đây chẳng lẽ là cấm khu quân sự à? Nơi đây chẳng lẽ không phải là đất Trung Quốc ư? 20 binh sĩ đồng loạt giơ súng lên, nhắm thắm vào Trương Dương ở giữa chương 492, không bị tổn thương 4. Trương Dương cười lạnh, nói tôi cho rằng chuyện trong thiên hạ có lớn cỡ nào cũng không qua được một chữ lý, hiện tại xem ra lý thì tính là gì. Còn không bằng dám chó. Tôi cho anh 10 giây, lập tức rời khỏi nơi này. Trương Dương nói con người tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi. Sĩ quan đó nhanh như thiểm điện rút súng lục ra, gã cho rằng tốc độ rút súng của gã đã siêu quần lắm rồi nhưng gã không ngờ đối phương so với gã còn nhanh hơn, không đợi gã giơ súng lên, Trương Dương đã tiếp cận rồi bẻ tay gã, cướp lên súng trên tay ghi vào cầm gã. Hơn 20 binh sĩ tuy đều cầm súng, nhưng vẫn còn chốt bảo hiểm, hành động của họ vừa rồi chỉ là để dọa đối phương mà thôi, không ai ngờ được Trương Dương lại thật sự dám động thủ. Sĩ quan đó tuy bị Trương Dương chế trụ, nhưng vẫn có chút đảm sắc, anh Dũng không sợ hãi nói anh biết mình đang làm gì không. Có gan thì nổ súng đi, tôi không tin anh có thể rời khỏi đây. Trương Dương cười lạnh, nói, muốn làm liệt sĩ à? Vậy thì con mẹ nó cứ khệnh đi, tôi sẽ không cho anh cơ hội hưởng thụ đãi ngộ tiền trợ cấp đâu. Trương Dương nhìn những chiến sĩ đang nghiêm trận chờ đợi đó, gầm lên, con mẹ nó bỏ hết súng xuống cho tôi. Cửa lớn của tần ra ở phía sau Trương Dương chậm rãi mở ra, tần chấn đường và năm sĩ quan xuất hiện ở cửa, thấy tình cảnh ở trước mặt, tần chấn đường cũng giật mình, gã bước về phía Trương Dương một bước, Nói Trương Dương, anh có biết mình đang làm gì không? Bỏ súng xuống ngay rồi rời khỏi nơi này, tôi sẽ không truy cứu. Trương Dương trả lại súng cho viên sĩ quan đó rồi đẩy gã ra, viên sĩ quan đó sau khi được tự do, lập tức chĩa súng vào Trương Dương. Trương đại quan nhân híp mắt lại nhìn đám sĩ quan ở đằng xa, tôi nghe nói quân nhân coi trọng nhất là vinh dự và tôn nghiêm, nhưng hôm nay phát hiện cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn dùng khẩu khí khinh miệt nói ra câu này, lập tức khiến cho những chiến sĩ ở hiện trường nổi giận tần trấn đường nói trương dương tôi khuyên anh mau đi đi hôm nay nhà chúng tôi có chuyện không có thời gian so đo với anh trương dương nói chuyện của nhà các anh tôi không quản nhưng tần hoan là con trai tôi tôi giờ muốn mang nó đi tần trấn đường tức giận nói anh cho rằng mình là ai mà dám chạy tới cửa nhà chúng tôi đòi người trương dương nói tôi chỉ là một người bình thường nhưng nếu ai chọc lên đầu tôi tôi tuyệt sẽ không cho hắn yên đâu. Một sĩ quan ở bên cạnh tần chấn đường không nhịn được nữa, tức giận nói, chấn đường, lại nhảy với hắn làm gì, loại hỗn đản không biết trời cao đất dày này nên đập cho một trận rồi ném ra ngoài. Trương đại quan nhân cười ha ha, giơ thẳng cánh tay ra phía trước, chỉ vào mũi sĩ quan đó, anh cũng tính là có gan đấy, tới đây. Các anh cùng lên hết đi, để tôi ước lượng phân lượng của đám quân nhân các anh nào. Tần chấn đường còn chưa kịp cản thì người bạn đó của hắn đã xông ra, sĩ quan đó tên là Triệu Toàn Năng, là một cao thủ bác đấu, gã vung quanh đấm trương dương. Triệu Toàn Năng xuất quyền lăng lệ, quyền đầu dưới ánh đèn và gió mưa cuốn lên một quầng sáng mờ mờ, gào giết đánh vào má phải của trương dương. Trương dương giơ tay trái ra, tóm chặt lấy cổ tay của Triệu Toàn Năng, dùng sức vặn một cái. Triệu Toàn Năng bởi vì đau quá, người gập xuống, trương dương nhấc chân đá vào ngực Triệu Toàn Năng, thân hình khôi ngô của triệu toàn năng bay ra như một con quay, va lên cửa lớn của tần gia, hất tung cả hai cánh cửa, rồi nặng nề ngã lên mặt đất đầy nước mưa. Tần chấn đường thấy bạn bị một cước của Trương Dương đá bay, lập tức giận đỏ cả mắt, Trương Dương nói không sai, quân nhân đều rất coi trọng vinh dự và tôn nghiêm, đối diện với sự tới cửa gây hấn của Trương Dương, bọn họ không thể nào nhịn được. Tần chấn đường tuy đã chịu khổ của Trương Dương, nhưng lần đó là đơn đả độc đấu, Hiện tại dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế, gã cho rằng phần thắng đã nắm chắc trong tay, bất kể xuất phát điểm của Trương Dương là gì, hắn lẻn vào đại viện quân phân khu chính là không đúng, cái chết của đại ca khiến Tần Chấn Đường uất ức tới cực điểm, gã muốn tìm một con đường để phát tiết. Tần Chấn Đường gật đầu với Trương Dương, nói, là bản thân anh không cần cơ hội. Các đồng chí, lên." Tần Chấn Đường đầu óc cũng không hồ đồ, chỉ bằng vào mình khẳng định là không làm gì được Trương Dương. Cảnh Trương Dương một cước đá bay triệu toàn năng tất cả mọi người đều nhìn thấy, cho nên câu này của Tần Trấn Đường vừa được nói ra khỏi miệng, hơn 20 chiến sĩ của cảnh vệ liên ùa lên, quân nhân có huyết tính của quân nhân, chúng ta không cần súng cũng có thể đánh cho ngươi một trận. Đây chính là chỗ thông minh của Trương Đại Quan Nhân, nếu như người ta dùng súng, hôm nay hắn thực sự phiền phức rồi, còn luận tới đánh nhau tay không, cho dù là hơn 70 tên đệ tử của bát quái môn cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi là hơn 20 chiến sĩ của cảnh vệ liên. Trương Dương trước khi tới đây đã nghĩ kỹ tới hậu quả có thể dẫn tới, lăn lộn trong thể chế lâu như vậy, hắn trước khi làm bất kỳ chuyện gì cũng phải đắn đo suy nghĩ kỹ càng, nhưng Trương Dương Thủy chung lại không phải là một người lý trí tới mức quên đi tình thân và chính nghĩa, bởi vì nếu quá hiện thực, vậy thì sẽ biến thành tư tự và máu lạnh. Trương Dương vĩnh viễn không học được điều đó, đúng lúc thì hắn biết nên làm thế nào là thông minh nhất, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm, nam nhân đại trưởng phu có thể cái có thể làm, có cái không thể làm, chuyện đã đáp ứng người khác thì hắn phải làm. Vì lợi ích của bản thân mà lựa chọn ẩn nhẫn thì hắn không phải là Trương Dương. Trương Dương đằng không bay lên, hai chân đá ra, đá ngã hai chiến sĩ. Một chiến sĩ gầm lên từ phía sau hắn lao tới, ôm lấy người Trương Dương, nhưng lại bị Trương Dương giang hai tay ra, lật tay đánh một cú vào mặt chiến sĩ đó, khiến cho gã ngã ngửa ra sau. Đám chiến sĩ của cảnh vệ liên này toàn bộ là thanh niên gan dạ, bọn họ tuy không có giảng vũ dũng như đệ tử bát quái môn, nhưng sau khi nhập ngũ đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, phương diện bác kích cận thân cũng là một hảo thủ. Trương Dương vung tay đá chân đánh ngã được năm chiến sĩ, đám chiến sĩ này rất nhanh liền nhìn ra được sự lợi hại của Trương Dương, bọn họ ùa lên, một người vừa bị đánh ngã, người khác liền xông tới. Trương Đại quan nhân tuy lợi hại nhưng cũng không chống đỡ được nhiều người như vậy, bị 6 chiến sĩ thành công áp sát, bọn họ người tóm người ôm, còn có người quạp chặt lấy chân Trương Dương. Tần chấn đường nhắm chuẩn thời cơ, xài bước tiến lên đấm một quyền vào bụng dưới của Trương Dương, đối diện với đối thủ lợi hại như vậy, ai muốn đơn đả độc đấu thì là kẻ ngu. Trương Dương cố chịu một quyền của gã rồi gầm lên một tiếng, hổ khẩu rung lên, hất 6 chiến sĩ đang ôm hắn ra, vừa thoát khỏi 6 người này lại có mấy chiến sĩ bất chấp tất cả lao lên, liều mạng ôm Trương Dương lại, có chút tinh thần liều lĩnh không sợ chết, trong quân nhân trước giờ không thiếu hảo hán biết khó mà vẫn sông lên. Trương đại quan nhân lúc này đã giận thật rồi, hắn đằng không bay lên, mang theo cả sáu chiến sĩ quấn chặt lấy mình ngã xuống mặt đất cứng rắn, thảm nhất là hai chiến sĩ ôm hông hắn, bọn họ sắm vai kẻ lót đường, suýt nữa thì bị đè cho không thở nổi, tay phải của Trương Dương hất một chiến sĩ ra, giơ tay đấm một quyền khiến gã ngã xuống, tung chân đá bay một chiến sĩ đang ôm chân hắn. Tần chấn đường thấy Trương Dương bị mấy chiến sĩ quấn lấy còn chưa kịp đứng dậy, hắn xải bước lên trước, nhấc chân đá vào mặt Trương Dương. Trương Dương dùng khử tay phải đỡ lấy đòn công kích của tần chấn đường, giơ tay trái đấm vào bụng dưới của tần chấn đường, đánh cho tần chấn đường hô thảm một tiếng, ôm bụng ngã xuống. Trương Dương nhân thời cơ thoát khỏi sự quấn quyết của mấy chiến sĩ. Tần chấn đường thấy hắn xông về phía mình, cố nhịn đau vùng quyền đấm Trương Dương, lại bị Trương Dương dùng tay phải gạt ra, song quyền giống như mưa rơi đánh lên ngực tần chấn đường, đánh cho tần chấn đường thối lui liên tục. Trương đại quan nhân trong mưa từng bước áp sát, đột nhiên dừng lại, lập tức một quyền đấm lên cằm tần chấn đường, đầu tần chấn đường ngửa ra sau, máu mũi bay lên không theo đường Parabon. Trương Dương bước theo một quyền ngưng mà không phát, mắt hổ lạnh căm, nhìn tần chấn đường ngã xuống đất, gầm lên, ai cản ta thì phải chết. Tiếng bước chân chỉnh tề từ bốn phương tám hướng tập kết về nơi này, Trương Dương đứng ở đó, vẫn là gần trăm chiến sĩ đội mưa bước tới, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh lẽo cùng lên đi. Tần chấn đường giấy rụa bò dậy, gã móc súng ra, dùng họng súng chỉ vào Trương Dương, gầm lên, mày không sợ chết à? Có tin tao bắn chết mày không? Trương Dương nhớn mày nhìn gã, anh có gan thì thử đi, nếu anh dám nổ súng, tôi đảm bảo anh sẽ chết trước tôi đấy. Tôi sợ súng của anh chắc. Ngón tay của Tần Chấn Đường đã đặt lên cò súng. Trương Dương lạnh lùng nhìn gã, thần kinh khắp người đã kéo căng, y tuy nắm chắc đoạt được súng trên tay Tần Chấn Đường, nhưng không nắm chắc có thể thoát chết dưới họng súng của trăm chiến sĩ ở phía sau. Nhưng Trương Dương rất nhanh liền từ trong mắt Tần Chấn Đường nhìn thấy một tia do dự. Tần Chấn Đường không dám nổ súng, bối cảnh của Trương Dương gã biết rõ, hắn là con trai nuôi của phó thủ tướng Văn, cho dù là hắn vô lễ xông vào, cho dù là hắn tới cửa gây hấn nhưng tội không đáng chết, nếu như mình nổ súng giết hắn, sợ rằng không biết phải ăn nói thế nào, thực lực của văn quốc quyền gã biết rõ. Trương Dương bước lên trước một bước, tần chấn đường lui ra sau một bước. Trương Dương nói, tôi chỉ muốn dẫn con trai tôi đi mà thôi. Tần chấn đường lắc đầu, nói, không được. Trong mưa đột nhiên vang lên tiếng gọi khiến người ta tan nát cõi lòng, cha, cha ơi. Tần hoan từ trong tiểu lâu của tần gia đội mưa chạy ra, nó bất chấp tất cả lao về phía Trương Dương, bảo mẫu ở phía sau vội vàng đuổi theo. Tần Hoan còn chưa chạy được bao xa thì bị bảo mẫu đó bắt lại. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng đầm điền nước mắt của Tần Hoan, mắt như rách ra, gầm lên tiểu hoan. Hắn đẩy Tần Chấn Đường ở trước mặt sang một bên, đuổi theo Tần Hoan. Bảo mẫu đó kéo Tần Hoan vào trong nhà, Tần Hoan vừa đấm vừa đá, gân cổ hét lên, cháu muốn cha cháu, cháu muốn cha cháu hơn trăm chiến sĩ nhìn thấy cảnh ở trước mặt thì đầu ngây ra, tình cảm của người ta đúng là giữa hai cha con, tư lệnh tần vì sao lại muốn chia lìa hai cha con người ta. Có mấy người trong đó biết một số chuyện của tần gia, thầm nghĩ, con gái của tư lệnh thần thì ra là đã ngủ với người khác, đứa bé này chính là con trai của hai người. Hai vị bằng hiếu của tần chấn đường muốn cản Trương Dương bước vào tần gia, lại bị Trương Dương đánh cho ngã xuống đất. Tần chấn đường gầm lên, mày đứng lại cho tao. Tần Hoan gào lên, cha ơi. Trương đại quan nhân nhìn thấy bảo mẫu đó tóm chặt lấy Tần Hoan, hận đến nỗi ngứa cả răng, gầm lên, thả con trai tôi ra. Mày đứng lại cho tao. Trương Dương vẫn chạy về phía Tần Hoan. Bình, tiếng súng giòn tan xé rách màn mưa, tiếng súng khiến tất cả mọi người ngây ngốc. Trương 493, Luân hồi 1. Thân hình của Trương Dương khựng lại, đạn bay sượt qua đầu vai hắn, làm rách ra hắn, máu trong nháy mắt nhuộm đỏ cả đầu vai hắn. Một súng này của Tần Chấn Đường không nhắm vào chỗ yếu hại của Trương Dương, gã gầm lên, mày đứng lại cho tao. Trương Dương chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén giống như hai con dao đâm vào trong lòng Tần Chấn Đường, dưới ánh mắt của hắn, Tần Chấn Đường không khỏi có chút hoảng hốt. Trương Dương thò tay ra xoa vết thương trên vai, gật đầu, nói, một phát súng này tôi sẽ ghi nhớ. Tần Chấn Đường lại một lần nữa giơ súng lên, Trương Dương không thèm nhìn gã, tiếp tục bước về phía Tần Hoan. Tần chấn đường nắm chặt súng, ngón tay thủy chung không dám nhấn cỏ. Tần hoan cuối cùng cũng dẫy ra khỏi hai tay của bảo mẫu, khóc lóc lao vào lòng Trương Dương. Trương Dương ôm lấy thân hình bé nhỏ gầy gò của tần hoan, cảm giác được nó đang run rẩy. Trương Dương ôn tồn khuyên, không sao, cha về rồi, không sao đâu. Không ai dám khi phụ con đâu. Cha, cha ơi, tần hoan vui quá mà bật khóc, nó ôm chặt lấy cổ Trương Dương, sợ Trương Dương sẽ đi mất. Trương Dương bế Tần Hoan lên, đứng dậy trong mưa. Người nhà của Tần Gia đều từ trong nhà sông ra, Thương Ngọc khiết xít lên, bỏ đứa bé xuống. Trương Dương nhìn mọi người, Tần Hoan là con tôi, tôi muốn mang nó đi. Tần Hồng Giang cũng từ bên ngoài chạy ra, ông ta gầm lên, Tiểu Hoan là cháu ngoại của tôi, tôi xem anh có dám không nào. Tần Hoan ôm chặt lấy Trương Dương, nó sợ hãi nhìn xung quanh, run giọng nói, cháu không muốn ở với các người, các người đều là kẻ xấu, cháu muốn cha, cháu muốn đi theo cha cháu. Tất cả quân nhân có mặt ở đây đều không khỏi sinh ra lòng chắc ẩn, trong mắt bọn họ Trương Dương nhất định là không tha thứ cho Tần Gia. Tần Hồng Giang nhìn đứa cháu của mình, trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm, Thường Ngọc Khiết tức giận nói, bắt hắn lại. Trương Dương nói, tư lệnh nói, tôi hôm nay tới đây không phải là để gây sự, Tần Hoan là con trai tôi, tôi muốn dẫn nó đi. Tần Hồng Giang lạnh lùng nói, nhưng tôi không có loại con rể như cậu. Trương Dương nói: "Tư lệnh Tần, bất kể là đã xảy ra chuyện gì, đứa bé này cũng vô tội. Tôi chỉ hy vọng có thể mang Tần Hoan đi, để nó không bị kinh sợ, để nó được sống trong một hoàn cảnh yên bình. Nếu như ông thực sự coi nó là cháu ngoại, vậy thì ông nên tha cho đứa bé đáng thương này." Thường Ngọc Khiết tức giận nói: "Cậu có tư cách gì mà chỉ tay chỉ chân chuyện của nhà chúng tôi? Tần Hoan chính là cốt nhục của Tần gia, không có liên quan gì tới ngoại nhân như cậu." Trương Dương nói: "Tần phu nhân, bà là trưởng bối nên tôi nể mặt bà, bà sai người xông vào nhà Tần manh manh mang Tần Hoan đi, điều này đối với đứa bé này mà nói đã tạo thành thương hại rất lớn. Vậy mà bà còn luôn miệng nói nó là cốt nhục của Tần gia à?" Thương Ngọc Khiết nói, bắt hắn lại. Trương Dương cười lạnh, nói, "Đừng cho rằng tôi không biết ý đồ của bà, bà muốn lợi dụng Tần Hoan để dụ cô ấy trở lại, tôi không hiểu nhà bà vì sao lại có thể máu lạnh tới mức này, đối với con gái của mình chẳng lẽ không có một chút lòng tin nào ư?" Cậu câm miệng, Thương Ngọc Khiết rít lên, bà ta muốn xông tới cướp tần hoan về nhưng lại bị Tần Hồng Giang kéo lại. Thương Ngọc Khiết có chút kinh ngạc nhìn chồng nói, ông làm gì vậy? Tần Hồng Giang nói, để cậu ta đi. Thương Ngọc Khiết cơ hồ là không tin vào tai mình, ông nói gì? Tần Hồng Giang gần từng chữ, tôi nói là để cậu ta đi. Thương Ngọc Khiết rít lên, không được, không được. Tần Hồng Giang lạnh lùng nhìn Thương Ngọc Khiết, bà thử xem, hoặc là cậu ta đi, hoặc là bà đi nói xong Tần Hồng Giang quay người lại, bước thẳng vào trong nhà. Trương Dương bế Tần Hoan, xài bước ra ngoài cửa, không ai bước lên cản hắn, tuy thương Ngọc Khiết khóc lóc đuổi theo nhưng lại bị con trai mình giữ lại. Tần Hồng Giang rất ít nói, nhưng lời mà ông ta đã nói ra thì không ai dám làm trái. Thương Ngọc Khiết khóc không thành tiếng, Tần Trấn Đường ghé vào tai mẹ, nói, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ sai người canh chừng hắn, hắn không chạy được đâu. Tần Hồng Giang đứng ở trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn trương dương bế tần hoan bước vào trong gió mưa hai mắt của ông ta đột nhiên biến hành ươn ướt một loại cảm giác căm giận tràn ngập trong lòng tần hồng giang đột nhiên vung quyền đấm vỡ cửa kính kính vỡ làm rách tay ông ta máu tí tách chảy xuống tần hồng giang từng vô số lần trải qua khảo nghiệm đầy máu và lửa nhìn máu của mình lộ ra nụ cười thê lương trương dương dưới sự giám thị của hơn trăm quân nhân bước ra khỏi đại viện quân khu lúc bước ra cửa lớn xe benly của hà trường an vừa hay đi tới ngoài cửa kỳ thực y là cố ý đi chậm, Trương Dương gần đây không ít lần chống đối y, trong mắt Hà Trường An, lần này Trương Dương xông vào quân khu, nhất định là sẽ té ngã, hơn nữa còn té ngã rất đau. Khiến Hà Trường An lấy làm lạ là, Văn Hạo Nam không hề biểu hiện tâm tình quá nôn nóng, đối với chuyện cứu Trương Dương rất là hờ hững, Hà Trường An lờ mở đoán được rằng, quan hệ giữa Trương Dương và Văn Hạo Nam cũng không tốt, có lẽ là vợ chồng Văn Quốc quyền quá tốt với đứa con nuôi này, khiến cho con trai ruột của mình bất mãn. Tâm tình của Văn Hạo Nam lúc này vô cùng phức tạp, biểu tình mà hắn lộ ra không giấu được Hà Trường An. Hà Trường An cố ý thở dài, nói Trương Dương thực sự là quá xung động, trước khi làm chuyện gì không bao giờ chịu nghĩ tới hậu quả. Văn Hạo Nam nói, tôi lo chuyện này sẽ mang lại phiền phức cho cha tôi. Kỳ thực hắn không phải là lo điều này, trong đầu hắn đang nỗ lực nhớ lại tình tiết giết tần chấn đông hôm nay, đang suy nghĩ xem mình có chỗ nào sơ hở hay không. Lúc này bóng của Trương Dương xuất hiện ở ngoài cửa, Hà Trường An hô khẽ Trương Dương. Khi thấy Tần Hoan ở trong lòng Trương Dương, Văn Hạo Nam từ trong trầm tư tỉnh lại, đẩy cửa bước xuống, xài bước tới bên cạnh Trương Dương, gọi Trương Dương, em không sao chứ. Trương Dương bế Tần Hoan, dùng tay che đầu nó, giúp nó cản mưa xuân, thấy Văn Hạo Nam xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Trương Dương nóng lên, hắn lắc đầu, em không sao. Văn Hạo Nam nhìn vết máu trên vai Trương Dương, gã thở dài, lên xe đã rồi hắn nói. Trương Dương bế Tần Hoan lên xe, lúc này mới nhìn thấy Hà Trường An, hắn không khỏi bật cười, ông chủ Hà, thật là ngại quá, làm bẩn xe của ông rồi. Hà Trường An cười nói, tiền tài so với tình bạn của chúng ta chỉ là phù vân, có điều cậu phải viết cho tôi một bức tranh chữ làm tiền xe. Chỗ giảo hoạt của Hà Trường An đã lộ ra hết cả. Trương Dương tuy không có hào cảm với Hà Trường An, nhưng sự xuất hiện của y vẫn có chút tặng than trong ngày tuyết rơi, Trương Dương gật đầu, từ trong tay Hà Trường An nhận lấy khăn tay, giúp Tần Hoan lau tóc, Tần Hoan có chút mệt mỏi, ngáp một cái, hai tay vẫn ôm chặt lấy Trương Dương. Văn Hạo Nam cầm điện thoại lên gọi cho mẹ, thông báo với bà ta tin tức Trương Dương bình an vô sự mang Tần Hoan về. La Tuệ Ninh bảo Văn Hạo Nam đưa điện thoại cho Trương Dương. Trương Dương đầy vẻ áy náy, nói con xin lỗi mẹ, con lại mang tới phiền phức cho mẹ rồi. Là tuệ ninh thở dài, đứa bé này, bảo mẹ phải nói gì với con đây? Con có phát sinh xung đột với người của tần gia không? Trương Dương không nói lại tình huống vừa rồi với bà ta, một là sợ là tuệ ninh lo lắng, hai chuyện hắn đánh nhau với đám quân nhân đó cũng không phải là hay ho gì. Hắn mỉm cười, nói, mẹ yên tâm đi, tư lệnh tần rất giảng đạo lý, con nói tần hoan là con trai nuôi của con, ông ta đã đáp ứng cho con mang tiểu hoan đi. Là tuệ ninh nghe hắn nói dễ dàng như vậy, trong lòng lại biết rằng chuyện khẳng định không đơn giản như hắn nói, Tần Hồng Giang cũng là một nhân vật nổi danh trong quân giới. Trương Dương xông vào nhà ông ta muốn mang cháu ngoại của ông ta đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng Trương Dương đã không muốn nói thì bà ta cũng không tiện hỏi, chỉ cần hắn bình an trở về, không phát sinh chuyện gì lớn đã lại yên tâm lắng rồi. La Tuệ Ninh nói, hay là con về đây đi. Trương Dương nhìn Tần Hoan ở trong lòng, lại nhớ tới quan hệ giữa Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh, tốt nhất không nên mang phiền phức tới cho văn gia. Hắn nói khẽ, mẹ nuôi, con hay là mang tiểu hoan tới ban chú kinh ở, nó bị kinh sợ, không muốn thấy nhiều người. Là tuệ ninh cũng không miễn cưỡng, dặn dò Trương Dương mấy câu rồi gác điện thoại. Văn hạo nam biết Trương Dương không muốn tới nhà mình liền bảo lái xe đưa mình tới gần nhà trọ của gã, tâm tình của gã cũng có chút không được bình tĩnh nên hôm nay không muốn về nhà. Trương Dương vốn muốn bảo Hà Trường An đưa hắn về ban chú kinh, nhưng Hà Trường An lại nói, Trương Dương, tôi có nhà ở gần đây, tôi sống có một mình, nhà lại rất lớn, bên trong tắm rửa cũng tiện. Cậu xem, mưa lớn như vậy, thằng bé này lại vừa buồn ngủ vừa mệt, đừng dày vò nó nữa. Trương Dương nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tần Hoan, lập tức thương xót vô cùng, ôm chặt lấy nó để dùng thân thể làm ấm cho nó, nhẹ nhàng nói, được, vậy làm phiền ông vậy. Lái xe vào trong hào trạch của Hà Trường An ở trung tâm Kinh Thành, ở nơi tấc đất tấc vàng như vậy, Hà Trường An có thể có một căn nhà ba tầng, lại còn có vườn hoa và bể bơi tư nhân, tất cả những điều này đã chứng minh tài lực hùng hậu của y. Trương Dương bế Tần Hoan bước vào phòng khách, căn hào trạch này được trang trí theo phong cách vùng quê nước Mỹ, lấy gỗ làm chủ, tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Hà Trường An vừa hút tuyết ra vừa nói, Trương Dương, tầng một có phòng tắm, cậu bế thằng bé đi tắm đi, tôi chuẩn bị quần áo cho cậu và nó rồi đưa tới cho cậu. Trương Dương gật đầu, bế Tần Hoan vào trong phòng tắm. Phòng tắm rất lớn, trang trí cũng vô cùng hào hoa, nước trong bồn rất trong. Trương Dương thò tay vào thử độ nóng, nhiệt độ rất vừa. Hắn giúp Tần Hoan cởi quần áo, Tần Hoan lúc này mới bình tĩnh lại một chút, hỏi khẽ cha ơi mẹ con đi đâu rồi, lúc nào thì mẹ về? Chương 493, luân hồi 2. Trương Dương mỉm cười, nói, mẹ con cùng mẹ nuôi của con tới Bắc Nguyên rồi. 2 3 ngày nữa sẽ về, yên tâm đi. Tần Hoan rụt rè tiến vào trong bồn nước, "Cha, cha không lừa con chứ?" Trương Dương nói, "Cha đã bao giờ lừa con chưa?" Hắn cởi quần áo của mình, Tần Hoan thấy vết thương trên vai hắn, nói, "Cha, cha bị thương rồi." Trương Dương nhìn vết thương trên vai, đây là do phát súng vừa rồi của Tần Chấn Đường, Tần Chấn Đường chỉ muốn dọa hắn, một phát súng này không làm bị thương tới xương của hắn. Trương Dương cười nói, "Không sao." thương ngoài ra thôi, giống như là bị mũi đốt một cái ý, chả đau tí nào. Tuy lực sát thương của một phát súng này không nặng, nhưng vẫn có cảm giác đau rát. Giọng nói của Hà Trường An từ phía sau vang lên, vết thương vẫn phải xử lý kịp thời, vạn nhất để bị nhiễm trùng thì phiền lắm. Y đặt hòm thuốc sang một bên, cởi áo tắm, bước vào trong bồn nước, rất thoải mái ngâm mình trong bồn, nhìn Tần Hoan ở đối diện, lộ ra nụ cười hỏa ái, anh bạn nhỏ, cháu tên gì. Kỳ thực Y đã biết rồi, chỉ là cố ý hỏi vậy, chọc cho Tần Hoan cười. Tần Hoan chớp chớp đôi mắt to tròn, thân thể gầy nhỏ co rúc trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, nó cảm thấy xa lạ với Hà Trường An nên đầy cảnh giác. Hà Trường An cười nói, cháu sợ ông Hà, đừng sợ, ông và cha cháu là bạn tốt đó. Tần Hoan nhìn Trương Dương tựa hồ như trưng cầu ý kiến của hắn. Trương Dương cười nói, đúng vậy, ông Hà và cha có quan hệ rất tốt. Hắn vừa nói vừa lau rửa vết thương. Tần Hoan lúc này mới lý nhí nói, Tần Hoan, Tần của Triều Tần, Hoan trong Hoan nhạc. Tên hay, cháu mấy tuổi rồi, Hà Trường An nhân cơ hội tiến gần Tần Hoan. Tần Hoan nói, 6 tuổi ạ, à, cháu sắp đi học rồi đấy. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tần Hoan, Hà Trường An đột nhiên động lòng chắc ẩn, trẻ con là vô tội. Y vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Tần Hoan, Tần Hoan lại có chút sợ hãi, lùi ra sau, tránh tay của Hà Trường An, sau đó đứng dậy. Hà Trường An bật cười, nhưng khi y nhìn thấy Phật Bình An treo trên cổ Tần Hoan thì nụ cười lập tức cứng đờ lại trên mặt, y dùng sức rụi rụi mắt, tiến sát lại Tần Hoan, muốn nhìn rõ ngọc Phật nho nhỏ đó. Tần Hoan bị vẻ mặt của Hà Trường An dọa cho sợ hãi, kinh hoàng lui ra sau ông. Ông! Trương Dương cũng ngây ra, hắn vội vàng đi tới, thấy hai mắt Hà Trường An đang nhìn chằm chằm vào Phật Bình An trên cổ Tần Hoan, y vươn ta ra, ngón tay không ngừng run rẩy. tiểu hoan. Cháu, cháu có thể cho ông mượn ngọc Phật này xem không? Trương Dương thầm nghĩ Hà Trường An này tham quá, thấy một kiện ngọc khí là kích động đến thế này. Tần Hoan do dự một lát rồi vẫn gật đầu, nó tháo ngọc Phật xuống, đưa cho Hà Trường An. Trương Dương nói, chú Hà, chú đừng chỉ cố xem ngọc nữa, dọa thằng bé sợ rồi kìa. Hắn biết Hà Trường An thích siêu tầm đồ cổ, chẳng lẽ Phật Bình An mà Tần Hoan đeo này là một kiện chân phẩm à? Hà? hà Trường An nhìn ngọc Phật, cả người giống như ngây ra, y chậm rãi lắc đầu, vành mắt đỏ lượng lên, cố nén kích động trong lòng, nói tiểu hoan. Tiểu hoan, ngọc Phật này là ai đưa cho cháu vậy? Tần hoan có chút sợ hãi, nó nắm tay trương dương, trong lòng mới an định hơn một chút rồi nói khẽ, mẹ cháu, mẹ cháu nói là mẹ đeo từ nhỏ, nói là Phật có thể bảo vệ cho cháu bình an. Hà Trường An nắm chặt ngọc Phật, thất hồn lạc phách bước ra khỏi bồn nước, sau khi mặc áo tắm lên liền rời khỏi phòng tắm. Trương Dương nhìn mà chả hiểu gì, thầm nghĩ Hà Trường An này rốt cuộc là chúng ta gì vậy? Vì sao sau khi nhìn thấy Ngọc Phật lại có biểu hiện bất bình thường như vậy? Tần Hoan nói khẽ cha, ông Hà cầm Ngọc Phật của con đi rồi. Trương Dương trước giờ chưa từng thấy Hà Trường An thất thố như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy trong đây nhất định là đã phát sinh chuyện gì, liền an ủi Tần Hoan, không sao. Giúp Tần Hoan tắm rửa sạch sẽ hai người thay quần áo mà Hà Trường An chuẩn bị cho họ rồi ra ngoài. Hà Trường An ngồi trong phòng khách, vẻ mặt của y đã khôi phục lại chấn định, nhưng Trương Dương vẫn từ trong mắt y phát giác được một chút dị thường. Hà Trường An thấy bọn họ đi ra, mỉm cười đứng dậy thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, tiểu hoan đói rồi đúng không? Tần hoan gật đầu, trên thực tế thì đứa bé đáng thương này đã bị bỏ đói cả một ngày rồi. Trương Dương nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, liền bảo Hà Trường An trước tiên dẫn Tần Hoan đi ăn, còn mình thì chạy ra vườn hoa gọi điện thoại cho hình chiêu huy. Trương Dương sở dĩ tìm hình chiêu huy là có nguyên nhân, người phục trách án kiện của Tiếu Minh là Trình Chí Vĩ, muốn từ trong miệng gã moi được tiến triển cụ thể thì phải thông qua lão chiến hữu của gã là hình chiêu huy, còn một nguyên nhân khác là thân phận quốc an của hình chiêu huy, quốc an nếu có thể ra mặt giúp mình điều tra chuyện này thì có lẽ là tốt hơn nhiều. Hình chiêu huy nghe Trương Dương nói xong liên oán trách, cậu đúng là phiền phức, tư lệnh tần là nhân vật gì chứ, chuyện của ông ta mà cậu cũng dám xen vào hà. À? trương dương nói hiện tại nói những lời này thì cũng muộn mất rồi tôi không những xen vào mà còn tới nhà họ cướp tần hoan về nữa hình chiêu huy nói trương dương cậu làm gì tôi không quản nhưng hiện tại cậu nếu thông minh thì mau chóng rút tay đi trả lại đứa bé cho tần ra nó là cháu ngoại của tư lệnh tần người ta nói sao cũng không làm khó một đứa bé cậu nhúng tay vào làm cái gì trương dương tức giận nói ông chưa nhìn thấy người nhà họ đó thôi họ căn bản không coi tần hoan là cháu ngoại sở dĩ mang nó về là để lợi dụng tần hoan dụ tần manh manh ra. Hình chiêu huy nói, chuyện này rất phiền phức, trong chuyện tần chấn đông tử vong, tần manh manh là người bị hiểm nghi lớn nhất, cậu đừng có nhúng vào, không có lợi gì cho cậu đâu. Trương Dương nói, tôi không định nhúng vào, nhưng ai muốn khi phụ con trai tôi là không xong đâu. Cậu tốt nhất nên nghĩ lại đi. Hà Trường An đầy từ ái nhìn tần hoan, nói khẽ ăn đi. Tần Hoan rụt rè nhìn Hà Trường An, cảm giác người này có chút xa lạ, nó thực sự là đói rồi, không chịu nổi mùi thơm dụ người của thức ăn, cuối cùng cũng cầm bát lên, nhồm nhòm nhai. Hà Trường An nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của Tần Hoan, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót khôn tả, nhìn thấy hạt cơm dính trên mặt Tần Hoan, Hà Trường An thò tay ra lau cho nó. Tần Hoan cảnh giác nhanh chóng rụt ra sau, Hà Trường An nhìn đứa bé bị kinh hãi, suýt nữa thì rơi nước mắt, y cố nặn ra một nụ cười, tiểu hoan, đừng sợ, ăn đi cháu. Tần Hoan không cẩn thận bị nghẹn, Hà Trường An vội vàng rót nước cho nó. Trương Dương quay về phòng khách, từ xa thấy bộ dạng quan tâm của Hà Trường An, bất giác ngây ra, trong ấn tượng của hắn, Hà Trường An chưa bao giờ biểu hiện ra sự ôn tình như vậy, chẳng lẽ sự bất hạnh của Tần Hoan đã khơi dậy lòng thương xót ở sâu trong lòng y? Sau khi Trương Dương dỗ Tần Hoan ngủ, Hà Trường An rón rén bước vào, y đặt Phật Bình An xuống cạnh gối Tần Hoan, ánh mắt nhìn chằm chằm lên mặt Tần Hoan. Trương Dương ra hiệu cho y, hai người gión rén đi ra ngoài. Hà Trường An chỉ vào thư phòng của mình. Trương Dương theo Hà Trường An vào thư phòng, biểu hiện của Hà Trường An tối nay khá là quái dị, nhưng Trương Dương cũng không tiện hỏi. Hai người ngồi xuống trước bàn uống trà, Hà Trường An rót cho Trương Dương một chén trà, rồi cầm chén của mình lên hớp một ngụm, nói Trương Dương, có tin tức của tần manh manh không? Trương Dương lắc đầu, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Hà Trường An, nhìn ra Hà Trường An là đang cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt phức tạp của y vẫn làm lộ ra vẻ quan tâm và khẩn trương của y. Trương Dương cố ý thở dài, nói chứng cứ mà hiện tại cảnh sát nắm được đều bất lợi cho cô ta, trên khẩu súng giết tần chấn đông dính đầy dấu van tay của cô ấy, giỏ thức ăn của cô ấy còn ở trong phòng. Có người nhìn thấy cô ta và Tần Trấn Đông ở dưới lầu cãi nhau, sau đó bọn họ cùng tiến vào căn hộ một phòng nơi xảy ra chuyện hà trường an nói cậu thực sự tin tần manh manh giết tần trấn đông giết đại ca của cô ta ư trương dương lắc đầu nói tần manh manh lúc đó đi mua thức ăn tiểu hoan ở nhà còn chưa ăn cơm cô ta và tần trấn đông gặp nhau khẳng định là bất ngờ căn cứ vào phân tích của tôi chắc là tần trấn đông tới tìm cô ta còn hai anh em họ vì sao lại cãi nhau thì tôi cũng không biết có lẽ chỉ có thể đi hỏi người đương sự thôi hà trường an nói cho dù là hai anh em cãi nhau thì cũng không đến mức phải giết người Tần Manh Manh có lý nào lại nổ súng giết chết đại ca của cô ta, cô ta vì sao lại hận anh mình đến mức đó. Trương Dương nhìn Hà Trường An đầy thâm ý, chú Hà, ở đây chỉ có hai chúng ta, có những lời cháu cũng không muốn nói vòng vo. Hà Trường An gật đầu, tôi cũng không thích vòng vo, cậu nói đi. Trương Dương nói, lúc trước chú nói cho cháu biết chuyện của Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh, có phải là xuất phát từ mục đích gì đó không? Hà Trường An không nói gì, rút một điếu tuyết ra da châm, dùng sức hút hai hơi, mặt của y bị khói thuốc che phủ. Trương Dương nói, chú cố ý để lộ chuyện tần manh manh có con trai tư sinh cho cháu, muốn thông qua cháu nói với Văn Gia, bởi vì chú muốn phá hỏng tình cảm giữa Văn Hạo Nam và tần manh manh. chương 493, Luân hồi 3 Hà Trường An bị sặc khói, y ho dồn dập một lúc sau mới bình thường lại, nói khẽ tôi lúc trước nói với cậu điều đó không phải là vì tôi muốn phá hoại tình cảm của họ, quan hệ giữa tôi và Văn Gia rất tốt, quả thực là không muốn Hạo Nam bị người ta lừa. Trương Dương nói, vậy chú vì sao không trực tiếp nói mà lại muốn thông qua cháu? Hà Trường An thở dài, nói, là tôi bị lòng ích kỷ sai khiến, tôi không muốn gánh trách nhiệm, không muốn bị Hạo Nam oán trách, nhưng tôi cũng không ngờ cậu lại giúp đỡ Tần manh manh. Trương Dương nói, Tần Hoan bị u não, nếu không phải là vì đứa bé này, cháu cũng không biết Tần manh manh phải chịu áp lực lớn như vậy hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hà Trường An, chú đối đãi với tần manh manh như vậy, rốt cuộc là chú có thủ với cô ta hay là có thủ với tần gia. Cơ nhục ở miệng Hà Trường An co giật mấy cái, y dùng sức hít một hơi thuốc, nói Trương Dương, để tôi kể cho cậu một cố sự. Ánh mắt của y biến thành mơ màng, ký ức của y quay về cái ngày ấy của 20 năm trước. 20 năm trước, Ninh Viễn xảy ra địa chấn, lúc đó tôi vừa hay đi công tác ở bên ngoài vợ tôi là giáo viên trường mầm non ở Ninh Viễn, con gái tôi, bội bội lúc đó mới chỉ có 2 tuổi 5 tháng, cũng ở trong lớp của vợ tôi. Sau khi tôi nghe nói có động đất, lập tức từ bên ngoài về Ninh Viễn, ngồi xe lửa một ngày một đêm tới trạm Bình Lăng, từ Bình Lăng tới Ninh Viễn vì động đất nên đường bị ngắt đoạt, tôi chỉ đành đi bộ lộ trình hơn 50 cây em, tôi đi mất 2 ngày, bước vào nội thành Ninh Viễn thì trước mắt đâu đâu cũng là nhà cửa đổ nát, người người than khóc vì đau đớn, đường còn bị nứt ra từng rãnh lớn, cả thành thị đã bị bọc trong một mảng hoang tàn, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ, tôi muốn tìm thấy vợ con tôi. Hà Trường An nói tới đây, vành mắt có chút đỏ lựng, lại rít một hơi thuốc. Ổn định lại tình tự rồi mới nói tiếp, tôi lảo đà lảo đảo, trên đường vừa đi vừa hỏi, trên đường lại phát sinh vô số lần dư chấn, khi tôi tới được vườn trẻ thì phát hiện tòa nhà đã sụp đổ. Mắt Hà Trường An ươn ướt, y dùng sức cắn chặt môi. 20 năm nay, mỗi lần nhớ lại chuyện này, trong lòng y lại giống như bị dao cắt, khó chịu vô cùng, ngày hôm đó đã trở thành một cơn ác mộng mà y không thể nào thoát ra được. Trương Dương cầm bình trà lên rót đầy chén cho Hà Trường An, cố sự của Hà Trường An đã khiến hắn cảm động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hà Trường An nói, quân giải phóng phụ trách cứu viện đã bắt đầu rút lui, bọn họ từ bỏ cứu viện, tôi tra danh sách những người sống sót, vợ tôi, con gái tôi đều vẫn còn ở bên dưới khu đổ nát. Tôi khóc lóc cầu xin đám quân nhân đó cứu người tiếp. Tôi tìm viên sĩ quan dẫn đội, tôi quỳ xuống trước mặt y, tôi dập đầu với y, chán tôi đập đến chảy cả máu, nhưng bọn họ vẫn không đáp ứng tôi. Trong hai mắt Hà Trường An đầy lệ nóng, chuyện này đè nén trong lòng y nhiều năm, 20 năm nay y chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai. Trương Dương nhìn y đầy thông cảm, nhưng hắn không biết nên an ủi Hà Trường An như thế nào. Hà Trường An rút khăn tay ra lau nước mắt, nói khẽ, nhân viên cứu hộ đi rồi, ông trời lại không làm việc tốt, chút xuống một trận mưa lớn. Tôi vẫn không bỏ cuộc, con gái và vợ tôi đều ở bên dưới, tôi muốn sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Tôi ở hiện trường đào bới cả hai ngày hai đêm, người dân ở xung quanh thấy tôi như vậy đều tới giúp tôi, tôi cuối cùng cũng tìm thấy vợ tôi trong đống đổ nát. Con gái tôi, lúc đó là bọn trẻ đều mặc đồng phục, lúc tìm thấy chúng thì thi thể của chúng đã nát bấy biến hình, không nhận ra mặt mũi. Hà Trường An nói tới đây không nén nổi bi thống trong lòng, nước mắt tí tách rơi. Nam Nhi không dễ khóc, chỉ khóc khi quá thương tâm. Trương Dương uống một ngụm trà, tâm tình của hắn cũng vì tao ngộ của Hà Trường An mà trở nên trầm trọng, nói khẽ, "Về sau." Hà Trường An lau nước mắt, hít vào một hơi, nói, "Về sau, tôi tra được sĩ quan đó tên là Tần Hồng Giang, con gái của y cũng ở trong lớp mà vợ tôi dạy." Trong lòng Trương Dương chấn động lúc này hắn mới hiểu Hà Trường An vì sao lại dày công bố trí để đối phó với tần manh manh như vậy, vì sao lại muốn để lộ việc chữa hoang của tần manh manh cho hắn. Hà Trường An không nghi ngờ gì nữa gọi Tần Hồng Giang là kẻ đầu sỏ giết chết con mình. Y tràn đầy cừu hận đối với Tần Gia, cho dù là không có tầng quan hệ với Văn Gia, Y cũng muốn hủy đi cuộc sống của Tần Manh Manh. Nhưng chuyện này bí mật như vậy, Hà Trường An vì sao lại muốn nói cho mình? Hà Trường An nói, Trương Dương, vừa rồi tôi thấy phật bình an mà tần hoan đeo trương dương gật đầu vừa rồi lúc tắm rửa cử chỉ của hà trường an sau khi nhìn thấy phật bình an rất thất thường chẳng lẽ là trong đây có ẩn tình gì hà trường an nói phật bình an đó là tôi tặng cho con gái trương đại quan nhân tuy đã thấy quen cảnh đời nhưng lúc này cũng không khỏi thấy giật mình phật bình an mà hà trường an tặng cho con gái sao lại rơi vào trong tay tần hoan chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là nghĩ ra được quan hệ trong đó, chẳng lẽ Tần Manh manh mới là con gái ruột của Hà Trường An ư? Nếu tất cả là thật, vậy Hà Trường An tính đi tính lại, không ngờ lại thành hại con gái của mình. Đây đúng là một sự mỉa mai tuyệt diệu. Trương Dương nói, trên thế giới này chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hà Trường An nói, tôi không biết, nhưng khi tôi thấy Tiểu Hoan, loại cảm giác huyết mạch tương liên đó là chân thực, tôi thấy bộ dạng sợ hãi của nó, tim tôi như vỡ ra. Y dừng lại một chút rồi nói, những năm nay tôi tự hỏi sớm đã lòng dạ sắt đá, sớm đã quên tình cảm là tư vị gì rồi, nhưng khi tôi thấy nó. Trương Dương hiểu cảm thụ của Hà Trường An, hắn gật đầu, nói tôi một mực đều cảm giác tần ra thiếu cái gọi là tình thân với tần manh manh, nếu chỉ bởi vì chuyện cô ta chưa chồng mà có con, tựa hồ cũng không giải thích được, lần này tần Trấn đông bị giết, thương ngọc khiết biểu hiện cực kỳ kích động, đẩy hết tất cả tội nghiệt lên người tần manh manh, nếu manh manh quả thật là con gái ruột của họ, một người làm mẹ tuyệt sẽ không có biểu hiện như vậy hà trường an trong lòng cũng nhận định tần manh manh chắc chắn là con gái của mình trương dương nói không sai nếu tần manh manh thật sự là con gái ruột của thương ngọc khiết cho dù là cô ta giết tần chấn đông thương ngọc khiết cũng sẽ không biểu hiện ra vẻ tuyệt tình như vậy hà trường an nói trương dương chúng ta phải liên hệ với manh manh chỉ có vậy chúng ta mới giúp được nó trương dương nói khẽ chú có từng nghĩ nếu Tần Trấn Đông thật sự là bị manh manh giết thì chuyện này chúng ta nên làm thế nào? Hà Trường An biến sắc, y nói khẽ, giúp tôi tra rõ chuyện này, tôi sẽ không tiếc trả bất kỳ giá nào. Trương Dương vỗ nhẹ lên vai Hà Trường An, muốn chứng minh quan hệ giữa chú và Tần manh manh không có gì là khó cả, có thể làm xét nghiệm, chỉ cần chú cung cấp mẫu máu, cháu có thể giúp chú tra ra chuyện này. Hà Trường An nói, Phật Bình An đã chứng minh rồi. Trương Dương nói, chuyện của chúng ta hôm nay, chú đừng nói với bất kỳ ai. Hà Trường An trịnh trọng gật đầu, Trương Dương nhìn đồng hồ, đứng dậy, nói, bắt đầu công việc luôn, chúng ta lập tức đi lấy mẫu máu, cháu đi tra rõ quan hệ giữa chú và manh manh. Hình Chiêu Huy thật sự là bất lực đối với Trương Dương, nửa đêm lại gọi điện thoại dựng y dậy. Hình Chiêu Huy bụng đầy oán ngôn, nói tôi thật sự là hối hận vì đã quen cậu, còn hối hận là đã đưa cậu vào quốc an hơn. Trương Đại Quan Nhân vui vẻ nói, lúc trước chính là ông cầu tôi gia nhập tổ chức lúc cần tôi thì nhớ tới tôi giờ tôi có chỗ khó tổ chức lại muốn tránh mặt còn có chút tình cảm giai cấp nào không hình chiêu huy nói cậu rốt cuộc là có chuyện gì trương dương kể lại mục đích của mình hình chiêu huy nghe nói nửa đêm giúp hắn làm giám định không khỏi nhíu mày có điều y hiểu rất rõ tính của thằng ôn này chỉ cần là chuyện mà trương dương đã quyết định cho dù là châu cũng không kéo hắn lại được hình chiêu huy bị hắn cuốn lấy không cách nào rứt ra được chỉ đành dẫn tới hắn căn cứ bí mật của quốc an. Trương Dương Nhân lúc Tần Hoan đang ngủ lấy mấy giọt máu của nó. Máu của Hà Trường An lấy cũng không có gì phí sức. Tần Manh Manh tuy không có mặt, không thể nào thu thập mẫu máu của cô ta, nhưng có mẫu máu của hai người bọn họ là có thể làm giám định thân nhân rồi. Trương Dương không nói mẫu máu này thuộc về ai cho hình chiêu huy, hình chiêu huy cũng lười trả buồn hỏi. Sau khi giao mẫu máu cho nhân viên hóa nghiệp, Hình Chiêu Huy mặt đầy vẻ mệt mỏi cùng Trương Dương tới văn phòng ngồi đợi. Hình Chiêu Huy nói: "Tôi bảo cậu tra chuyện của Lưu Khánh Vinh, tới giờ vẫn chưa có tiến triển gì, không xuất lực vì tổ chức mà tư nguyên của tổ chức thì lại bị cậu lợi dụng rồi." Trương Dương cười nói: "Không có chút đãi ngộ phúc lợi, tôi sao cam tâm ra sức cho các ông?" Hình Chiêu Huy lườm hắn một cái, lười biếng ngồi dựa vào ghế, "Tôi vừa rồi mới liên hệ với Trình Chí Vĩ, án tình rất rõ ràng." trên cơ bản đã có thể đoán định tần manh manh giết đại ca của cô ta căn cứ vào điều tra ở hiện trường lúc đó trong phòng chỉ có hai người bọn họ hơn nữa trước chuyện bọn họ từng phát sinh tranh chấp trên đất có dấu máu thuộc về tần manh manh hai người chắc là vì một chuyện gì đó mà phát sinh tranh chấp tần chấn đường rút súng ra trong lúc tranh chấp tần manh manh đánh ngất tần chấn đông lấy súng của anh ta sau đó lợi dụng ghế dựa của sa lông để giảm thanh bắn ba phát vào ngực tần chấn đông chương 493, Luân hồi 4. Trương Dương khinh thường, cười nói, đúng là bội phục sức tưởng tượng của ông, Tần Manh Manh cho dù là được huấn luyện quân sự đặc biệt, nhưng lực lượng làm sao có thể bằng Tần chấn Đông được huấn luyện bài bản. Cô ta có thể đánh ngất được Tần chấn Đông ư. Hình Chiêu Huy nói, đây không phải là phân tích của tôi, phía cảnh sát trước mắt cho rằng như vậy, bọn họ đã điều tra kỹ càng hàng xóm xung quanh và tình hình hiện trường trong phòng, xác định là không có người thứ ba ở đó. Có những lúc không thể chỉ dựa vào sức chiến đấu của cá nhân mà phán đoán, có lẽ Tần Trấn Đông không ngờ Tần Manh Manh lại đột nhiên ra tay. Trương Dương nói Tần Manh Manh vì sao lại giết anh ta. Cô ta đã quyết định rời khỏi Bắc Kinh, muốn dẫn Tần Hoan đi tìm một cuộc sống mới, cho dù là muốn giết Tần Trấn Đông thì vì sao lại không làm kín đáo một chút. Hình Chiêu Huy nói, chúng ta không phải là cảnh sát, động cơ giết người của cô ta chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Cậu là anh nuôi của Tần Manh Manh, lại là cha nuôi của con cô ta, đương nhiên sẽ nói đỡ cho cô ta rồi, nếu như tần manh manh không giết tần chấn đông, vậy vì sao cô ta phải trốn? Trương Dương không còn gì để đáp. Hình chiêu huy thở dài, nói đây là chuyện của tần gia, chúng ta là người ngoài, không quản được đâu, cũng đừng quản làm gì. Y thành tâm khuyên Trương Dương, Trương Dương, đây là một vũng nước đục, cậu ngàn vạn lần đừng có dính vào. Trương Dương gật đầu, nói, sếp, tôi hiểu rồi, ông yên tâm đi, tôi sẽ không mang tới phiền phức cho các ông đâu. Kết quả giám định thân nhận rất nhanh liền được đưa ra. Giữa Hà Trường An và Tần Hoan quả thật là có quan hệ huyết thống, giám định thân nhân cách đời nghiệm chứng một chuyện, Tần Manh Manh tuyệt không phải là con gái ruột của Tần Hồng Giang, Hà Trường An mới là cha ruột của cô ta. Lúc Trương Dương nói kết quả này cho Hà Trường An thì đã là sáng ngày hôm sau, Hà Trường An một đêm không ngủ, trong đêm này, tóc mai của y không ngờ lại bạc đi nhiều. Hà Trường An sớm đã đoán trước được kết quả này, y buồn bã nói, nếu thật sự có luân hồi báo ứng, vậy vì sao không báo ứng lên người tôi? Trương Dương có chút đồng tình nhìn Hà Trường An, vị thương nhân làm gì ở đâu cũng thuận lợi trong thương giới này lại có kinh lịch bi thảm như vậy. 20 năm nay, Hà Trường An luôn coi Tần Hồng Giang là cửu nhân, nghĩ tất cả biện pháp để tiết lộ chuyện xấu nhà Tần Gia, tìm trăm phương ngàn kế để báo thù Tần Gia, nhưng không ngờ lại báo thù lên đúng người con gái ruột của mình. Hà Trường An trông già đi nhiều, y đứng dậy, bước về phía Trương Dương, nói khẽ tôi nhất định phải cứu manh manh. Trương Dương kỳ thực cũng có suy nghĩ như y, nhưng tần manh manh sau cú điện thoại ngày hôm qua thì không chủ động liên lạc với hắn nữa. Trương Dương nói, hiện tại cảnh sát đang tìm cô ấy khắp nơi, một nữ tử cô thân như cô ấy không thể nào chạy được quá xa đâu. Hơn nữa, Trương Dương dừng lại một chút rồi nói, tôi không yên tâm nhất là tiểu hoan. Trương Dương, manh manh nhất định sẽ liên hệ với cậu. Nó nhờ cậu chiếu cố cho tiểu hoan, chứng tỏ trên thế giới này nó chỉ tin có cậu mà thôi, cậu phải giúp nó. Hà Trường An van cầu. Trương Dương nhìn Hà Trường An mặt đầy vẻ lo âu, chậm rãi gật đầu, nói tôi sẽ tận sức giúp cô ấy, cô ấy không những là mẹ của tiểu hoan, mà còn là em gái của tôi. Trương Dương ngay hôm đó nhận được điện thoại của Trình Chí Vĩ, cảnh sát yêu cầu hắn phối hợp điều tra. Trương Dương đối với việc này biểu hiện ra vẻ rất phối hợp, hắn lái xe tới cục cảnh sát, Trình Chí Vĩ là lão chiến hữu của hình Chiêu Huy, cũng có chút giao tình với Trương Dương, cho nên vẫn khách khí với hắn. Trình Chí Vĩ nói: "Trương Dương, lần này mời cậu tới là để hiệp trợ chúng tôi điều tra một số tình huống, không có ý gì khác cả." Trương Dương cười nói: "Hiệp trợ cảnh sát điều tra là trách nhiệm của mỗi công dân." Trình Chí Vĩ mời hắn ngồi xuống salon, điều này đối với Trương Dương đã là khá lịch sự rồi một nữ cảnh sát xinh đẹp bưng khay trà bước vào, đưa cốc trà đã pha cho Trương Dương và Trình Chí Vĩ, sau đó ngồi xuống bên cạnh, đảm nhiệm việc ghi chép. Trương Dương nhìn nữ cảnh sát đó, thầm nghĩ Trình Chí Vĩ à Trình Chí Vĩ, anh nói thì hay lắm, nhưng vẫn là tìm tôi hỏi cung, có phải là hoài nghi tôi cũng liên quan tới vụ hung sát này không? Trình Chí Vĩ bưng chén trà lên uống một ngụm, nói có thể kể sơ lược lại hành tung của cậu ngày hôm qua không? Trương Dương nói, tôi hôm qua từ 9 giờ sáng rời khỏi ban chú kinh Xuân Dương, Kiều Bằng cử đón tôi tới Cốc Thanh Khê Mật Vân, trên đường chúng tôi không hề tách nhau, sau khi tới Cốc Thanh Khê, tôi cùng Kiều Lão nói chuyện. Buổi trưa tôi ăn cơm với ông ấy, cho tới khoảng 1 giờ trưa mới rời khỏi Mật Vân, Kiều Bằng cử tiến tôi. Giữa đường bởi vì xe bị nổ lốp nên chậm trễ, tiến vào nội thành thì lại gặp tắc đường, về sau chuyện tôi tới hiện trường thì anh đã biết rồi đó. Trình Chí Vĩ không ngờ Trương Dương lại lấy kiểu lão ra làm chứng cho hắn, nghĩ chắc rằng Trương Dương cũng không nói dối, gã mỉm cười, nói cậu yên tâm đi, chúng tôi không hoài nghi cậu có liên quan tới vụ án hung sát này đâu. Trương Dương cười nhạt, nói, hay là nói rõ ra đi, trong miếu làm gì có chuyện không có quỷ chết van. Trình Chí Vĩ nói, căn cứ vào tình huống mà hiện tại chúng tôi nắm được, điện thoại trong nhà tần manh manh từ trưa đến chiều ngày hôm qua gọi đi bốn lần, trừ một lần gọi cho tần manh manh ra, ba lần còn lại đều gọi cho cậu. Trương Dương gật đầu, nói, không sai, tần hoan là con trai nuôi của tôi, nó thấy tần manh manh ra ngoài lâu chưa về, một mình ở trong nhà nên sợ hãi, cho nên mới gọi cho tôi. Trình Chí Vĩ lại nói, chúng tôi đã điều tra ghi chép cuộc gọi của cậu, ngày hôm qua ở gần bến xe lửa có người dùng điện thoại gọi điện cho cậu. Mà cú điện thoại này lại vừa hay phát sinh trước khi cậu tới nhà tần manh manh, cú điệu thoại này có phải là tần manh manh gọi cho cậu không? Trương Dương ngây ra, nụ cười trên mặt lập tức trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chầm chầm vào mắt Trình Chí Vĩ, bất mãn nói anh dựa vào gì mà điều tra ghi chép cuộc gọi của tôi. Tôi lại không phải là kẻ tình nghi, các sát các anh có quyền gì mà điều tra tôi. Trình Chí Vĩ cười nói, Trương Dương, đừng tức giận, đây chỉ là trình tự mà chúng tôi phải làm, chỉ cần cậu giải thích rõ là không sao cả, Trương Dương nói, người gọi điện thoại cho tôi là một cộng sự, cô ta tới kinh thành họp nên gọi tôi ra ngoài uống cà phê. Trình Chí Vĩ không tiếp tục hỏi nữa, gã cười nói, bằng hữu của cậu đúng là nhiều thật. Gã đánh mắt ra hiệu cho nữ cảnh sát phụ trách ghi chép, nói, được rồi, tới đây thôi. Sau khi nữ cảnh sát đó đi ra, Trương Dương cũng đứng dậy, chia tay về phía Trình Chí Vĩ, tôi còn có việc, đi trước đây. Trình Chí Vĩ bắt tay hắn, Trương Dương, chúng ta đều là bạn bè, Kỳ thực tôi cũng muốn giúp Tần Manh Manh, nhưng vụ án này đã xảy ra rồi, chúng ta phải tra rõ chân tướng. Nếu như cậu có thể liên hệ với cô ta thì huyện cô ta mau tới cục cảnh sát tự thú đi. Trương Dương nói, tự thú ư? Anh nhận định thế à? Chuyện này do Tần Manh Manh làm ư? Trình Chí Vĩ nói, tôi cũng không cần phải giấu cậu. Từ chứng cứ mà chúng tôi hiện tại nắm được cho thấy, Tần Manh Manh là kẻ hiểm nghi lớn nhất. Trương Dương nói, anh có từng nghĩ cô ta vì sao lại giết Tần Chấn Đông không? vì sao lại giết anh trai ruột của mình? Trình Chí Vĩ nói, tôi hôm nay tới Tần Gia, tìm hiểu tình hình chuyện nhà của họ, quan hệ giữa Tần Manh Manh và người nhà trước giờ không ra sao cả. Cô ta tính tình bướng bỉnh, năm 16 tuổi quen biết một số thanh niên bất lương trong xã hội, về sau lại mang thai, bởi vì sợ người nhà trách mắng cho nên mới rời khỏi nhà một năm trời. Tần Hoan là con tư sinh của cô ta, bởi chuyện này mà nảy sinh vết nước rất sâu với gia đình, tư lệnh Tần là người ưa sĩ diện, thái độ của ông ta đối với chuyện này đương nhiên là không thể chấp nhận được, liền đuổi Tần Manh Manh ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ta, Tần Manh Manh vì thế mà nảy sinh oán hận với người nhà. Trương Dương cười ha ha, anh từng học tâm lý học tội phạm à? Phân tích cứ như thật ấy, cho dù là anh đoán có đạo lý, Tần Manh Manh cho dù là bất mãn với người nhà, cô ta cũng không đến nỗi hận người nhà của mình. Trình Chí Vĩ nói, trong xã hội hiện tại không thiếu người có tư tưởng lệch lạc, Trương Dương nói, bỏ đi, tôi không có hứng thú với chuyện của cảnh sát các anh. Lúc hắn chuẩn bị đi thì nghĩ ra một chuyện, Trình Cục, có thể giúp tôi một việc không? Trình Chí Vĩ nói, nói đi, tôi sẽ tận sức mà làm. Trương Dương ghé vào tai gã nói nhỏ một câu, Trình Chí Vĩ lộ ra vẻ khó xử, do dự một lát mới nói, được. Yêu cầu mà Trương Dương đề xuất là tới xem phòng mà Tần Trấn Đông thuê ở, bởi vì trong căn phòng này vừa có người chết nên phía cảnh sát tạm thời niêm phong. Khoa điều tra hình sự và khoa giám định chứng cứ đều đã thu thập chứng cứ xong, trong phòng không có cảnh sát, Trình Chí Vĩ mở cửa phòng, trong vòng vẫn còn người thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt. Thi thể của Tần Trấn Đông đã được mang đi, trên mặt sàn của phòng khách còn có hai bãi máu đã đông. Trình Chí Vĩ chỉ vào một bãi nhỏ hơn, nói đây là máu của Tần Manh Manh, lúc đó chắc là tranh chấp bị ngã, gáy bị chảy máu. Gã lại chỉ vào bãi máu lớn, đây là của Tần Trấn Đông. Tần Trấn Đông chết vì súng bắn chúng liên tục ba phát vào tim, kẻ nổ súng được huấn luyện quân sự chính quy, lợi dụng gối dựa của sa lông đặt lên ngực tần chấn đông, hòng làm giảm nhẹ tiếng động do súng phát ra. Trương Dương lại đi ra ban công xem. Trình Chí Vĩ nói, chúng tôi đã tra xét kỹ ban công rồi, cửa sổ đóng rất chặt. Trương Dương lại đi vào phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ ra, từ cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn rõ căn nhà ở tầng 2 đối diện của tần manh manh. Trình Chí Vĩ nói, chúng tôi còn phát hiện ra kính viễn vọng mà máy chụp xa ở trong phòng, còn có một số bức ảnh, Tần Trấn Đông ở đây được một đoạn thời gian rồi, anh ta một mực quan chú tới sinh hoạt của Tần Manh Manh và Tần Hoan. Trương Dương nói, làm đại ca mà lại như vậy, anh có cảm thấy có chút kỳ quái không? chương 494, Chuyện xấu trong nhạc một. Trình Chí Vĩ nói, chúng tôi đã hỏi mẹ của Tần Trấn Đông rồi, bà ta nói là bà ta bảo Tần Trấn Đông tới theo dõi Tần Manh Manh và Tần Hoan, theo bà ta nói thì tần manh manh thường ngược đãi trẻ con, bà ta không nhẫn tâm nhìn thấy cháu ngoại của mình chịu khổ, cho nên mới bảo tần chấn đông tìm cơ hội khuyên hai mẹ con họ về nhà. Nếu tần manh manh kiên trì không về thì cũng phải mang đứa bé về, để tránh đứa bé phải chịu ủy khuất, tôi nghĩ chắc đây là nguyên nhân mà giữa hai anh em họ xảy ra mâu thuẫn. Trương Dương cười khinh thường, ấn tượng của hắn đối với thương Ngọc Khiết không được tốt lắm theo hắn thấy tần manh manh cho dù không phải là con gái ruột của bà ta thì bà ta cũng không nên có biểu hiện tuyệt tình như vậy. Bà ta nói với cảnh sát những lời này rõ ràng là cố ý muốn che giấu chân tướng của sự việc, thương Ngọc Khiết rốt cuộc là sợ cái gì. Ánh mắt của Trương Dương hướng ra ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn rõ tình hình trong nhà tần manh manh, cho dù tần chấn đông muốn khuyên tần manh manh về, vì sao lại tốn nhiều thời gian như vậy. Chỉ vì để thu thập chứng cứ tần manh manh ngược đãi trẻ em ư hai người trở lại phòng khách, Trương Dương ngồi xuống trước vũng máu của Tần Trấn Đông nhìn nhìn, nhân lúc Trình Chí Vĩ không chú ý, hắn lấy một cục máu đã đông. Trình Chí Vĩ nói, lúc đó trong phòng bật đi bật lại bài hát, khoảng thời gian bị quên lãng của Thái Cầm, xem ra là Tần Manh Manh thích nghe bài này. Giết người rất bình tĩnh, mỗi một bước đều suy nghĩ rất chu đáo. Trương Dương nói, Tần Manh Manh mà tôi quen là một cô gái lương thiện. Trình Chí Vĩ ý vị thâm trường, nói, bất kỳ ai cũng đều có hai mặt, cho dù là hung đồ thập ác bất xá, nhưng trong lòng hắn cũng có một mặt yếu đuối. Trương Dương sau khi rời khỏi hiện trường của vụ hung sát, lại tìm tới hình chiêu huy, hắn đã lấy được mẫu máu của Tần Trấn Đông, hắn muốn giám định quan hệ giữa Tần Hoan và Tần Trấn Đông. Tần Trấn Đông thuê căn phòng ở đối diện căn nhà của Tần Manh Manh, đoạn thời gian này hắn một mực theo dõi hai mẹ con Tần Manh Manh, cho dù là một người anh thì hành động của hắn cũng có chút quá kiên nhẫn, nếu nói Tần Trấn Đông thật sự là chết trong tay Tần Manh Manh, Tần Manh Manh vì sao lại muốn giết hắn? Rốt cuộc là dạng cừu hận gì mới khiến Tần Manh Manh đi tới bước này? Trương Dương bắt đầu hoài nghi động cơ của Tần Trấn Đông, cũng bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Kết quả giám định DNA khiến Trương Dương vô cùng chấn động, Tần Trấn Đông không ngờ lại là cha ruột của Tần Hoan. Lúc hắn bước vào phòng của Tần Trấn Đông, hắn đã có dự cảm này, nhưng hắn Thủy chung không ngờ kết quả cuối cùng của chuyện này lại tàn khốc như vậy. Trương Dương đã đoán ra được toàn bộ chân tướng của chuyện này. Lúc Tần Manh Manh mang thai mới có 16 tuổi, Tần Trấn Đông nhất định biết cô ta không phải là em gái ruột của mình, cho nên mới vô sỉ hãm hiếp cô ta, Tần ra sau khi biết chuyện này muốn che giấu chân tướng, đuổi Tần Manh Manh rồi khỏi nhà. Một nữ hài tử 16 tuổi không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, cuối cùng sinh ra một đứa bé. Trương Dương cuối cùng cũng hiểu vì sao Tần Manh Manh lại giết Tần Trấn Đông. Khi Trương Dương nói lại kết quả cuối cùng cho Hà Trường An, Hà Trường An đau đớn nắm chặt hai tay, y không thể nào tưởng tượng được, con gái mình trong những năm nay lại phải chịu đựng sự khuất nhục và thống khổ đến như vậy, mà tất cả đều là do Tần gia tạo thành. Khi y biết được Tần Manh Manh là con gái ruột của mình, còn có một tia ái náy đối với Tần gia, nhưng hiện tại cái còn lại chỉ là cừu hận. Hà Trường An nói khẽ, một gia đình đạo mạo trang nghiêm, bọn họ hủy đi con gái của tôi, tàn hại một đời của con gái tôi, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám xúc sinh này. Trương Dương sau khi biết chân tướng, cũng cho rằng Tần Trấn Đông chết trong tay Tần Manh Manh, hắn thở dài, bất kể là thế nào, Manh Manh giết Tần Trấn Đông là sự thực. Hà Trường An kích động nói, nhất định là thằng xúc sinh đó bước nó, nếu không thì nó cũng không giết hắn, giết hay lắm, loại người không bằng cầm thú này nên tống xuống địa ngục. Trương Dương nói, Tần ra rõ ràng là sớm đã biết chân tướng, nhưng bọn họ lại không dám nói ra chuyện này, bởi vì chuyện này chỉ cần đưa ra công chúng, tần ra họ tất nhiên sẽ mất hết mặt mũi. Hà Trường An nói, tôi mặc kệ mặt mũi gì, tôi chỉ cần con gái tôi được bình an. Trương Dương nói, cô ấy tới hiện tại vẫn chưa liên lạc với tôi, không biết là cô ấy đang ở đâu. Tần manh manh ngồi trong quán cà phê Lam Vũ, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa thu lại rơi, cảnh vật bên ngoài biến thành mờ mờ, khiến tần manh manh cảm thấy thế giới ở bên cạnh biến thành hư ảo mà không chân thực. Trước mắt cô ta nhấp nhoáng khuôn mặt không còn chút sinh khí của tần chấn đông, bên tai thì vang vọng tiếng hát trầm bổng của thái cầm. Mình giết hắn ư, tần manh manh khổ sở suy nghĩ, nhưng bất kể là cô ta có nỗ lực nhớ lại như thế nào thì cũng không nhớ được là mình đã nổ súng bắn tần chấn đông. Tần chấn đông chết rồi, nhưng sự khuất nhục và đau đớn mà hắn mang lại cho mình vẫn còn tồn tại. Tần manh manh uống một ngụm cà phê, để mùi thơm của cà phê chậm rãi thấm trong miệng, thần kinh khẩn trương của cô ta từ từ được thả lỏng. Từ sau khi từ trong phòng của Tần Trấn Đông chạy ra, trong đầu Tần manh manh mơ mơ màng màng, cô ta không biết mình đã làm gì, đang nghĩ gì. Hôm qua cô ta ở hầm cầu cách khu nhà không xa ở cả một đêm, sau khi trời sáng, cô đi thẳng tới quán cà phê này, cô ta cần bình tĩnh lại, cô ta cần phải suy nghĩ một chút, mình rốt cuộc là nên làm thế nào. Cho tới hiện tại, Tần manh manh vấp chưa nghĩ ra là mình vì sao lại tới nước này, sau khi ý thức được sự thực rằng Tần Trấn Đông đã chết, trong đầu cô ta chỉ nghĩ tới con trai mình, đây chính là nguyên nhân mà cô ta không báo cảnh sát, cô ta sợ rằng sau này không được nhìn thấy con trai mình nữa. Nhớ tới con trai, tần manh manh lại có một loại xung động muốn khóc, không biết Trương Dương có đang ở cùng với con trai của cô, con trai đã ăn cơm chưa? Nó có nhớ mẹ không? Tần manh manh cắn chặt môi, mắt đỏ lượng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe cảnh sát chậm rãi lái qua, tần manh manh vô thức cúi đầu xuống, cô ta cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mình cả đời này không thể cứ trốn tránh như vậy mãi được, cô ta phải tới cục cảnh sát, phải nói rõ chuyện này ra. Nhưng trước khi làm vậy, cô ta phải gặp con trai của mình, chỉ cần được nghe giọng nói của nó thôi cũng được. Lúc Trương Dương nhận được điện thoại của Tần Manh Manh, đang cùng Tần Hoan xem TV, Tần Hoan rõ ràng là tình tự rất kém, thỉnh thoảng lại hỏi chuyện của mẹ mình. Trương Dương vội vàng đưa di động cho Tần Hoan. Nghe thấy con trai mình gọi mẹ, Tần Manh Manh lập tức rơi lệ, cô ta ôm chặt miệng, sợ rằng mình lại bật khóc một lúc mới khống chế được tình tự của mình nói khẽ tiểu hoan con phải nghe lời cha nuôi nhé không được bướng bỉnh đâu đấy mẹ mẹ đang ở đâu tần manh manh nói mẹ ra ngoài công tác vài ngày nữa mới về được tần hoan nói mẹ con nhớ mẹ lắm tần manh manh cố nhịn để không rơi lệ cô ta cố nén chua sót nói tiểu hoan mẹ cũng nhớ con lắm ngoan đưa điện thoại cho cha nuôi nào Tần Hoan đưa điện thoại cho Trương Dương. Trương Dương nhận lấy điện thoại, bước sang một bên, nói khẽ, manh manh, em đang ở đâu, anh đi đón em. Tần manh manh rơi lệ, nói, không cần, nghe được giọng nói của Tiểu Hoan là em yên tâm rồi. Em đi tự thú đây, em tới cục cảnh sát nói rõ chuyện này, em chịu đủ cảnh trốn đông trốn tây rồi. Trương Dương nhìn Tần Hoan ở đằng sau, lại đi ra xa mấy bước, hạ thấp giọng, nói Tần Trấn Đông có phải là do em giết không? tần manh manh ra sức lắc đầu nói khẽ em không nhớ em thật sự là không nhớ mình đã làm gì trương dương nói người của tần ra đang tìm em khắp nơi cảnh sát cũng đang tìm em bọn họ cho rằng em đã giết tần chấn đông tần manh manh nói có lẽ là do em làm thật trương dương nói nói cho anh biết em đang ở đâu anh có thể giúp em tần manh manh nuốt lệ nói không cần em biết mình nên làm thế nào manh manh tình huống hiện tại rất bất lợi đối với em. Tần manh manh nói, tất cả mọi người đã muốn em chết, em bất tất phải khiến họ thất vọng. Trương Dương khuyên, đừng quên, em còn có tiểu hoan, em nếu xảy ra chuyện thì nó phải làm sao? Anh, chiếu cố tiểu hoan dùm em, tần manh manh nói xong câu này liền gác máy. Hà Trường An bưng một khay bánh bao nhân thịt tôm do tự mình làm ra, đặt xuống trước mặt Tần Hoan, Tần Hoan thông qua đoạn thời gian tiếp xúc này đã quen với y hơn nhiều, vui vẻ nói, ông Hà ơi, vừa rồi mẹ con gọi điện thoại tới đấy. Hà Trường An trong lòng rung động, trong mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Trương Dương bảo Tần Hoan ăn cơm một mình, hắn đánh mắt ra hiệu cho Hà Trường An, hai người bước ra ngoài. Hà Trường An vội vàng hỏi, manh manh sao rồi? Trương Dương thở dài, nói, hiện tại thì không sao, có điều cô ấy hình như muốn chuẩn bị đi tự thú. Hà Trường An khẩn trương nói, nó sao ngốc thế? Không thể tự thú được, người của Tần gia sẽ không bỏ qua cho nó, mau mau liên hệ với nó đi, tôi có thể nghĩ cách an bài cho nó ra nước ngoài, chỉ cần rời khỏi đây có thể bắt đầu cuộc sống mới. Đúng rồi, số điện thoại vừa rồi nó gọi cho cậu là bao nhiêu? Tìm số đi, tôi có thể tìm ra vị trí của nó. Chương 494, chuyện xấu trong nhà 2. Trương Dương nói, cô ấy dùng điện thoại công cộng để gọi, cho dù là chú tìm ra vị trí của cô ấy thì tới nơi cô ấy cũng đi rồi. Hà Trường An nói, nó nhất định không thể xảy ra chuyện, nếu nó có chuyện thì tiểu hoan phải làm sao? Tôi sẽ làm sao? Trương Dương nhìn bầu trời u ám, buồn bã thở dài, nghe khẩu khí của tần manh manh vừa rồi chắc là đã hạ quyết tâm rồi, bởi vì không biết vị trí cụ thể của cô ta, cho nên muốn ngăn cô ta lại cũng khó. Hà Trường An trước giờ luôn lãnh tính hiện tại đã mất đi sự bình tĩnh, trước giờ luôn là quan tâm tất loạn, sau khi biết tần manh manh là con gái của mình, Hà Trường An rõ ràng cũng loạn lòng so với Hà Trường An, Trường Dương lãnh tính hơn nhiều, từ chứng cứ hiện tại nắm được cho thấy, chỉ cần tần manh manh rơi vào trong tay cảnh sát, cô ta rất khó thoát khỏi khốn cảnh, tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với cô ta, trong chuyện tần Trấn đông bị giết, cô ta là người bị hiềm nghi lớn nhất. Tần gia không thể nào ngồi yên trước cái chết của tần Trấn đông, nhất định sẽ truy cứu chuyện này. Hà Trường An nói, tôi sẽ phát động tất cả người đi tìm manh manh, nhất định phải cản nó lại trước khi nó đi tự thú. Trương Dương nói, kinh thành lớn như vậy, chú bảo đi đâu tìm cô ấy đây. Hiện tại quan hệ giữa chú và cô ấy không có người nào khác biết, chuyện này trước tiên đừng để lộ ra, nếu để tần ra biết thì chỉ tổ càng thêm phiền phức. Hà Trường An tức giận nói, người khác sợ tần ra, nhưng tôi thì không sợ, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, con gái tôi nếu xảy ra chuyện thì thì tôi sẽ khiến tất cả người của tần ra phải bồi táng theo nó. Hà Trường An trước giờ luôn trầm ổn khi nổi giận cũng toát ra một cỗ bạo lệ chi khí, Trương Dương thở dài, làm găng với quân phương, chú cho dù có tiền cũng không thắng được đâu. ưu thế lớn nhất hiện tại là bọn họ ngoài sáng, còn chúng ta ở trong bóng tối. Bọn họ biết quan hệ giữa chú và manh manh, hiện tại manh manh vẫn chưa bị bắt, chúng ta còn có hy vọng tìm thấy cô ấy trước cảnh sát. Hà Trường An nói, Trương Dương, tôi chỉ có một đứa con gái này, tôi thiếu nó quá nhiều, cậu nhất định phải giúp tôi, bất kể là tốn bao nhiêu tiền tôi cũng không bận tâm, cho dù là lấy tính mạng của tôi ra đổi, Tôi cũng sẽ không nhíu mày." Trương Dương nói khẽ, đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, manh manh đã phó thác tiểu Hoan cho cháu, cô ta cho rằng cháu sẽ chiếu cố tốt cho Tần Hoan cho nên mới yên tâm đi tự thú, mới tới cục cảnh sát để nói rõ chuyện này, chúng ta cần phải nghĩ cách khiến cô ấy chủ động liên lạc với cháu." Hà Trường An chớp chớp mắt, y là người tinh minh, lập tức lĩnh ngộ được ý tứ trong câu nói này của Trương Dương, liền bảo cậu muốn nói là khiến manh ma biết được tiểu Hoan xảy ra chuyện ư? Trương Dương gật đầu, chúng ta phải phát tán tin tiểu hoan bị thất tung ra ngoài, với năng lực của chú muốn làm chuyện này chắc không khó. Trên mặt Hà Trường An lộ ra vẻ vui mừng, đầu óc của Trương Dương quả nhiên là linh hoạt. Tần manh manh nếu biết tin con trai mình thất tung, nhất định sẽ khẩn trương lo lắng, cô ta sẽ thay đổi ý định đi đầu thú của mình. Tần manh manh khẳng định sẽ chủ động liên lạc với Trương Dương để hỏi chuyện của Tần Hoan. Hà Trường An nói, tôi lập tức đi truyền bá tin này, TV, báo chí, truyền đơn, tất cả trang quảng cáo trong kinh thành đề sẽ đăng tin tiểu hoan mất tích. Y lại nhớ ra một chuyện, manh manh như vậy sẽ tìm cậu, mà thế thì cảnh sát và tần gia sẽ theo dõi cậu. Trương Dương mỉm cười, vậy thì phải xem thủ đoạn của ai cao minh hơn thôi. Tần manh manh ngồi trong xe taxi, cô ta nhìn màn mưa bên ngoài, kéo cửa sổ xuống, để mặc cho nước mưa hắt lên mặt, ra sức hít thở không khí, có lẽ sau khi bước vào cục cảnh sát, cô ta sẽ không còn cơ hội này nữa. Trong máy radio đột nhiên chen vào một tin tức hiện tại xin được báo một tin khẩn cấp. Sáng ngày hôm nay một bé trai 6 tuổi ở khu nhà Kim Họa Uyển đi lạc, trên người mặc áo màu xanh lục, quần thể thao màu xanh lam, đi giày thể thao màu xám, cao khoảng 1 m 2 người gầy, tên là Tần Hoan, nếu như có ai gặp được bé trai phù hợp với đặc điểm trên xin gọi tới số. Khi Tần manh manh nghe thấy tên con trai, mặt lập tức biến sắc, hét lên, dừng xe. Lái xe giật mình rậm mạnh phanh, tần manh manh vội vàng móc ví ra trả tiền xe sau đó đẩy cửa đội mưa chạy xuống cô ta không thể nào nghĩ được rằng mình giao phó con trai của trương dương chưa được mấy tiếng mà trương dương đã đánh mất con trai mình rồi tần manh manh khẩn trương tới cực điểm cô ta coi trọng con trai hơn cả sinh mạng của mình cô ta đã nhìn thấy ánh đèn sáng rực ở trước cửa cảnh sát tần manh manh lắc lắc đầu từ bỏ ý định đi tự thú nếu như chưa có tin tức của con trai cô ta bất luận là như thế nào cũng không an tâm đi tự thú. Tần manh manh chạy tới trạm điện thoại công cộng ở gần nhất, cô ta cầm điện thoại lên thì phát hiện điện thoại đã hỏng rồi. Tần manh manh ảo não đập mạnh ống nghe lên điện thoại, lời khỏi trạm điện thoại công cộng, bước tới trạm ở đối diện, có lẽ là đi quá gấp nên ví tiền của cô ta rơi xuống đất. Tần manh manh không phát giác, vẫn bước vào trạm, cô ta ấn số di động của Trương Dương, Trương Dương ngay lập tức bắt máy. Tần manh manh khóc lóc chất vấn, anh sao lại để tiểu hoan đi lạc. Trương Dương nói, tiểu hoan không sao, nếu không làm vậy thì anh sao có thể liên lạc được với em. Thật chứ, tâm tình của tần manh manh có thể gọi là lên lên xuống xuống, nuốt lệ hỏi. Trương Dương cười bảo, anh lừa em làm gì, tiểu hoan đúng là không sao, anh đã an bài cho nó ở một nơi rất an toàn, em yên tâm đi. Tần manh manh lúc này mới hơi yên tâm lại, nói khẽ thật sự là không sao chứ, không sao em ở đâu có một số chuyện anh phải nói trực tiếp với em tần manh manh nói ở trong bốt điện thoại công cộng ngoài cục cảnh sát lúc nói câu này cô ta lại nhìn ra ngoài thấy một cảnh sát đang bước về phía cô ta tần manh manh lập tức trở nên khẩn trương cô ta run giọng nói có cảnh sát bước về phía em trương dương trong lòng trầm xuống nói khẽ đừng hoảng đừng nhìn hắn tiếp tục nghe điện thoại đi tần manh manh quay người lại rất nhanh bên ngoài truyền tới tiếng gõ vào kính, cảnh sát đã đi tới bên ngoài rồi, hắn đang gõ cửa kính của bốt điện thoại. Tần manh manh khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Trương Dương hỏi, chỉ có một mình hắn thôi à? Tần manh manh nói, chỉ có một mình hắn thôi. Trương Dương nói, em mỉm cười bước ra, đừng quên kéo cổ áo xuống thấp vào, kéo sâu chút, nhân lúc hắn nhìn em, đạp mạnh một cái vào hạ âm của hắn, hắn nhất định sẽ đau quá mà dùn người xuống, em lúc hắn rùn người thì dùng đầu gối hất mạnh vào cầm hắn. Tần manh manh do dự nói, nhưng... Trương Dương nói, không có gì mà nhưng cả, em nếu còn muốn gặp Tiểu Hoan thì không thể bị cảnh sát bắt được, em có nhớ Tiểu Hoan không? Tần manh manh ra sức gật đầu. Trương Dương nói, nhớ lời anh, mỉm cười bước ra ngoài, sau đó dáng cho hắn một đòn thật mạnh, sau khi thoát khỏi hắn thì chạy thẳng về hướng Tây, tìm một nơi an toàn mà trốn, anh giờ tới đón em đây. Tần manh manh gác điện thoại, có chút xấu hổ nhíu nhíu mày, cởi nút áo ngực ra, phần ngực trắng nón lộ hết ra ngoài, sau đó quay người lại, mặt mỉm cười tươi tắn, đẩy cửa kính bước ra, ánh mắt của tên cảnh sát đó lập tức bị phần ngực của tần manh manh hấp dẫn, tựa hồ như quên cả mục đích tới đây, ánh mắt ngây ngốc nhìn ngực tần manh manh. Tần manh manh đột nhiên ưỡn ngực lên, nhân lúc tên cảnh sát đó hồn vía bay lên 9 tầng mây liền dơ chân phải lên đá mạnh vào hạ âm của hắn. Tên cảnh sát đó không ngờ đối phương lại đột nhiên tập kích mình, bị tần manh manh đá cho đau đớn rên lên một tiếng, cúi người xuống. Tần manh manh giơ đầu gối lên toàn lực đánh vào cầm hắn, tần manh manh là nữ quân nhân, trước đây từng được huấn luyện bác kích, hiện tại lại có cao thủ trương đại quan nhân chỉ đạo, càng như hổ thêm cánh. Tên cảnh sát đó bị cô ta liên tục giáng cho hai đòn lập tức mất đi sức phản kháng, mềm hoạt nằm trên mặt đất ướt nhẹp, thứ cầm trên tay không ngờ lại rơi sang một bên, không ngờ lại là ví của tần manh manh, người ta là hảo tâm muốn trả lại ví cho tần manh manh. Tần manh manh sau khi đánh ngã tên cảnh sát đó mới biết là mình có thể quá khẩn trương rồi. Cô ta cầm ví tiền lên, không ngờ còn không quên nói xin lỗi, sau đó chạy thẳng về phía tây. Tên cảnh sát đó một lúc sau mới đứng dậy được, móc bộ đàm ra gọi cứu viện. Có lẽ bởi vì do trời mưa nên sinh ý của taxi rất thịnh vượng. Tần manh manh men theo đường lớn chạy hơn 50 mét mà không bắt được chiếc taxi nào. Đồng thời lúc này cảnh sát cũng nhận được tin tức, lấy phó cục trưởng cục cảnh sát lương liên hợp dẫn đầu bộ đội truy bắt nhanh chóng tập kết xuất phát. Căn cứ vào tình huống mà họ nắm được, tần manh manh vừa xuất hiện ở bên ngoài cục cảnh sát, cô ta không ngờ lại đánh ngã một cảnh sát rồi bỏ chạy, quả thực là một sự mỉm mai lớn đối với hệ thống công an bọn họ. Tần manh manh nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở đằng xa, cô ta vươn tay ra, nhưng hết chiếc taxi này đến chiếc taxi khác phóng vụt qua, không có một chiếc nào có ý định dừng lại. Tần manh manh sắp tuyệt vọng rồi, cô ta lao vào trong bốt điện thoại công cộng, lại ấn số của Trương Dương, anh, em chạy không thoát rồi. Trương Dương từ trong di động nghe ra tiếng còi cảnh sát, hắn nhỏ giọng an ủi, đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu được em ra. chương 494, chuyện xấu trong nhà ba. Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần, tần manh manh nín khóc, cô ta nói khẽ anh, giúp em chiếu cố cho tiểu hoan nhé, nói với nó rằng em mãi mãi yên nó. Trương Dương nói, em đừng bỏ cuộc, vì tiểu hoan, em tuyệt đối không được bỏ cuộc. Tần manh manh ngập nước mắt, ánh mắt biến thành kiên định và quật cường, anh, em sẽ không bỏ cuộc. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát nháy đèn tập kết ở bên ngoài bốt điện thoại, hơn chục cảnh sát cầm súng thật đạn thất phây quanh bốt. Tần manh manh lau nước mắt, bình tĩnh đặt điện thoại xuống. Cô ta đẩy cửa bốt điện thoại, chậm rãi bước vào trong mưa gió, giống như là một đóa hoa cúc trong mưa xuân, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy thê lương, khiến người ta cảm thấy não lòng. Xét thấy án tình của tần manh manh quá nghiêm trọng, thẩm vấn được tiến hành ngay lập tức sau khi cô ta bị bắt, Cục trưởng phân cục trình trí vĩ và lương liên hợp tự mình tổ thành một tiểu tổ thẩm vấn, tiến hành thẩm vấn tần manh manh. Tần manh manh lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô ta lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Nhân viên công an có mặt ở đây đều kinh ngạc trước sự bình tĩnh của tần manh manh, một sát nhân sau khi xa lưới ít nhiều đều phải biểu hiện ra vẻ sợ hãi bất an nhưng tần manh manh thì lại không cô ta không biểu hiện ra một chút vẻ hoảng loạn nào tôi không giết người tần manh manh bình tĩnh nói trình trí vĩ cầm vật chứng quan trọng trong túi nhựa lên đó là khẩu súng đã bắn chết tần trấn đông lạnh lùng nói tần trấn đông chết vì bị giết hại mà hôm anh ta chết cô và anh ta phát sinh cãi vã ở dưới lầu sau đó hai người cùng nhau lên căn phòng mà tần trấn đông thuê để nói chuyện đây có phải là sự thực không? Tần manh manh gật đầu, nói, đúng. Trình Chí vĩ nói, hai người nói chuyện gì, vì sao lại phát sinh cãi vã? Tần manh manh nói, nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi không có liên quan gì tới vụ án này. Trình Chí vĩ nói, tần manh manh, xin cô chú ý thái độ của mình, tôi hy vọng cô hết sức phối hợp điều tra với chúng tôi, như vậy mới có thể làm rõ chân tướng của chuyện này. Tần manh manh không nói gì, Trình Chí Vĩ tiếp tục nói, căn cứ vào những gì mà chúng tôi điều tra được, ở hiện trường trừ cô và Tần Trấn Đông ra, không hề có dấu vết của người thứ ba. Tần Manh Manh nói, tôi không giết anh ta, khi tôi tỉnh lại thì súng đang ở trong tay tôi, tôi rất sợ hãi nên đi rửa sạch máu trên tay. Trình Chí Vĩ ngắt lời cô ta, cô đã không giết anh ta, vậy vì sao lại phải chạy? Gã cho rằng vấn đề này của mình đã đánh chúng chỗ yếu hại, Tần manh manh quả nhiên do dự một chút rồi cắn răng nói, tôi biết chuyện này tôi không thể nói rõ ràng được, người khác đều cho rằng tôi giết Tần Chấn Đông, tôi sở dĩ bỏ chạy là không muốn để con trai tôi nhìn thấy cảnh tôi bị các anh bắt đi, tôi không muốn lưu lại một ám ảnh vĩnh viễn không thể xóa nhà trong tâm linh non nớt của nó. Trình Chí Vĩ nói, cô và đại ca cô rốt cuộc là có mâu thuẫn gì? Vì nguyên nhân nào lại khiến cô đi đến nước phải giết anh ta? Tần manh manh tức giận nói, tôi không hề giết anh ta, Trình Chí Vĩ nói, tôi cho cô thời gian để suy nghĩ, tôi có thể nói rõ cho cô một điểm, chúng tôi đã nắm được đủ chứng cứ rồi. Sau khi kết thúc thẩm vấn, Trình Chí Vĩ và Lương Liên Hợp sánh vài bước ra ngoài, Trình Chí Vĩ nói khẽ anh thấy sao? Lương Liên Hợp nói, tần manh manh rõ ràng là không nói thực, cô ta khẳng định là có chuyện gì đó giấu chúng ta. Trình Chí Vĩ nói, đúng là con gái của tư lệnh tần, tố chất tâm lý không tầm thường, xem ra muốn khiến cô ta nói thực không phải là dễ. Lương Liên Hợp nói, chứng cứ sờ sờ ra đó, cô ta muốn chối cũng khó. Trình Chí Vĩ nói, tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tần manh manh không chịu nói, người của Tần Gia cũng không chịu nói thực. Bọn họ đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, chuyện Tần manh manh xa lưới còn chưa thông chi cho Tần Gia. Lương Liên Hợp nói, đã thông chi từ trước rồi. Trình Chí Vĩ nói, an bài cho bọn họ gặp mặt, hy vọng có thể khiến Tần manh manh cảm thấy ăn năn từ đó mà công phá được phòng tuyến tâm lý của cô ta. Hai anh em Tần Trấn Viễn và Tần chấn Đường cùng mẹ Thương Ngọc Khiết ngay lập tức tới phân cục, Thương Ngọc Khiết đề xuất muốn gặp riêng con gái. Tần Manh Manh tuy không muốn gặp mặt Thương Ngọc Khiết, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn quyết định gặp mặt bà ta, có những lời Thủy chung vẫn phải nói ra. Ứng ừ theo yêu cầu của Thương Ngọc Khiết, cuộc gặp mặt của bà ta và Tần Manh Manh được tiến hành đơn độc. Tần Manh Manh đeo còng ngồi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt bi thương của thương ngọc khiết cô ta không có một chút tình cảm nào với bà mẹ nuôi này từ khi cô ta còn nhỏ thương ngọc khiết đã biểu hiện ra sự bài xích đối với cô ta nhiều lúc thậm chí còn biểu hiện ra là ghét bỏ cô ta lúc tần manh manh còn nhỏ cảm thấy rất ủy khuất nhưng từ khi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của cha mẹ mới biết rằng mình không phải là con ruột của họ năm đó cha vì cứu mình nên vứt bỏ cốt nhục thân sinh chính bởi vì nguyên nhân này mà bà mẹ nuôi luôn chán ghét bài xích cô ta cho rằng là cô ta hại chết con gái mình. nguyên nhân tần manh manh ghét mẹ nuôi chính là vì hành vi xấu xa của tần chấn đông, tần chấn đông hãm hiếp mình. thương ngọc khiết sau khi biết chuyện này không những không đại nghĩa diệt thân, ngược lại còn quỳ xuống cầu khẩn cô ta đừng nói chuyện này ra. kể từ lúc đó, tần manh manh đã triệt để lạnh lòng đối với tần gia, trong lòng cô ta sớm đã đoạt tuyệt quan hệ với tần gia rồi. thương ngọc khiết lựa chọn gặp riêng tần manh manh là có nguyên nhân, tuy bà ta rất hận tần manh manh nhưng bà ta cũng sợ một chuyện, Tần Hoan là cháu của bà ta, năm đó con trai cả Tần Trấn Đông cưỡng hiếp Tần Manh Manh là một sự thực không thể phủ nhận. Đối với Tần Gia mà nói, đây là chuyện xấu trong nhà, nếu Tần Manh Manh bất chấp tất cả, tiết lộ chuyện này ra ngoài, vậy thì Tần Gia khẳng định không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Thương Ngọc Khiết sau nhiều lần suy nghĩ, vẫn quyết định nói chuyện trước với Tần Manh Manh. Tần Manh Manh từ trong ánh mắt của mẹ nuôi nhìn ra cửu hận khắc cốt ghi tâm của bà ta đối với mình cô ta nhìn thẳng vào Thương Ngọc Khiết, đối với tần gia cô ta không có bất kỳ chỗ nào cảm thấy mắc nợ. Thương Ngọc Khiết mắt đỏ lựng, nói, mày ác lắm, không ngờ lại giết đại ca của mày. Tần manh manh nói, tôi không giết anh ta, mặc dù tôi cho rằng anh ta đáng chết từ lâu rồi, nhưng tôi không giết anh ta, bởi vì tôi sợ máu của anh ta làm bẩn tay tôi. Thương Ngọc Khiết bị ngữ khí lãnh mạc của tần manh manh kích thích, bà ta giết lên tiện nhân. Tần manh manh bĩnh tĩnh nhìn Thương Ngọc Khiết, nói, bà đã cho rằng tôi giết con trai bà, vậy thì không cần phải gặp tôi làm gì. Thương Ngọc Khiết nói, tao chính là muốn gặp trực tiếp mày để hỏi, mày sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta tuy không phải là mẹ đẻ của mày, nhưng ta dẫu sao cũng nuôi mày nhiều năm như vậy. Bà ta rơi nước mắt. Tần manh manh nói, cảm ơn, kỳ thực bà nên biết, quan hệ giữa chúng ta từ 6 năm trước đã kết thúc rồi. Thương Ngọc Khiết nghiến răng nghiến lợi nói, mày đang uy hiếp tao đấy à? Tần manh manh lắc đầu, đội nhiên hiểu ra mục đích mà bà mẹ nuôi tới đây gặp mình, bà ta là sợ mình tuyên dương chuyện xấu trong nhà ra ngoài, bà ta sợ mình sẽ làm tần ra mất mặt. Khóe miệng tần manh manh phát ra một nụ cười mỉm mai, nói, bà yên tâm đi, chuyện đó tôi vĩnh viễn sẽ không nói ra đâu, bà cho rằng là chuyện xấu trong nhà, nhưng đối với tôi mà nói thì đó là một sự sỉ nhục vĩnh viễn không thể nào xóa đi được. Thương Ngọc Khiết nói khẽ cho nên mày giết Trấn Đông. Tần manh manh đứng dậy, tôi nghĩ chúng ta đã không còn cần thiết phải nói tiếp nữa rồi. Lúc cô ta đi tới trước cánh cửa sắt liền quay lại, nhìn thương ngọc khiết mặt đầy cừu hận, con trai bà không phải là tôi giết. Trương Dương vào ngày hôm sau khi tần manh manh bị bắt mới được cho phép gặp mặt cô ta, tuy chỉ là bị nhốt có một đêm, nhưng tần manh manh rõ ràng là tiểu tụy đi nhiều, thấy Trương Dương, cô ta cười gọi, anh. Sự chấn định mà tần manh manh biểu hiện ra nằm ngoài ý liệu của Trương Dương, sau khi tần manh manh ngồi xuống, hắn lấy ra một bức ảnh, trên ảnh là Tần Hoan và Hà Trường An, hai người cười rất vui vẻ. Tần manh manh nhìn thấy tấm ảnh đó, thấy nụ cười ngây thơ vô tả của con trai, mũi lại cay cay, mắt lập tức ươn ướt. Trương Dương nói, trước khi anh tới đã chụp ảnh cho họ, là để em nhìn thấy Tiểu Hoan cho em yên tâm. Tần manh manh nuốt lệ gật đầu. Trương Dương nói, là anh hại em, nếu như không phải là anh lợi dụng phương pháp vụng về đó để bước em ra thì em sẽ không bị họ bắt. Tần manh manh lắc đầu, nói chuyện này không liên quan gì tới anh cả vốn là em đã tới cửa cục cảnh sát nếu như không phải là nghe tin tiểu hoan mất tích em đã bước vào cục đầu thú rồi có điều chính bởi vì nguyên nhân của anh nên em lại bị thêm tội tấn công cảnh sát nghe thấy tần manh manh nói vậy trương dương không khỏi bật cười tần manh manh nói em không giết anh ta tuy trong quá trình em có hôn mê một lúc nhưng em nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó em không giết người trương dương nói anh tin em chương 494, chuyện xấu trong nhà 4. Tần manh manh có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, vì sao anh lại tin em? Trương Dương nói, bởi vì anh biết, em đã chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới, em phải chiếu cố tiểu hoan, phải nhìn nó trưởng thành, em phải gánh trách nhiệm lớn như vậy, sao có thể lựa chọn con đường không thể quay đầu? Hai mắt của tần manh manh ướt nhẹp, đối với cô ta hiện tại mà nói, không có thứ gì đáng quý hơn lòng tin, cô ta không khỏi cảm khái, nói, đáng tiếc là chỉ có anh tin em, cơ hồ là tất cả mọi người đều cho rằng là em giết anh ta, tất cả chứng cứ đều chứng minh là em giết anh ta. Trương Dương lắc đầu, nói, người tin em không chỉ có anh mà còn có Tiểu Hoan, còn có ông ấy nữa. Hắn dùng ngón tay chỉ vào Hà Trường An. Tần manh manh tuy biết vị cử phú kinh thành này, nhưng không hề có qua lại gì với y, liền hỏi, người khác có tin hay không, đối với em mà nói đã không còn quan trọng, trương dương chỉ vào ảnh nói có phát hiện là khi hai người cười trông rất giống nhau không tần manh manh hơi ngây ra cô ta nghe ra là trương dương tựa hồ như đang ám chỉ gì đó trương dương nói khẽ anh tra được một số chuyện tần manh manh cắn chặt môi đầy vẻ dò hỏi nhìn hắn trương dương nói tất cả phải nói từ cái phật bình an mà tiểu hoan đeo phật bình an đó là hà trường an năm xưa tặng cho con gái của mình lúc động đất ở ninh viễn y cho rằng vợ và con gái của mình đều chết trong trận động đất đó, nhưng khi giúp tiểu hoan tắm rửa, y nhìn thấy Phật bình an. Hai mắt tần manh manh bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn lên, cô ta không biết lai lịch của Phật bình an, chỉ biết mình từ nhỏ đã đeo nó rồi. Trương Dương nói, năm đó tư lệnh tần xuất lĩnh bộ đội đến Ninh Viễn cứu tai, con gái của ông ấy và con gái của Hà Trường An học chung một trường mầm non. Tần manh manh đã hiểu Trương Dương đang nói gì, cô ta không thể nào tin được trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Khi mình bước vào tù, bất ngờ lại nghe thấy tin tức của cha ruột. Trong sinh mệnh 20 năm nay của cô ta chưa từng biết mình còn có một người cha. Cô ta tựa hồ như không thể tiếp nhận được hiện thực này. Lắc đầu, nói có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Trên thế giới này chuyện như vậy nhiều lắm. Trương Dương nói, em có biết có cách giám định thân nhân không? Căn cứ vào mẫu máu đã giám định ra quan hệ huyết thống cách đời. Tần manh manh biết sắc trương dương nói xin lỗi anh không trưng cầu ý kiến của em vì để chắc chắn chuyện này anh đã lấy mẫu máu của y và của tiểu hoan đi giám định kết quả chứng minh giữa họ quả thực là có quan hệ huyết thống trương dương hạ thấp giọng nói hà trường an chính là cha của em là cha ruột của em đó tần manh manh nhất thời không biết nên vui mừng hay là khó chịu trong con mắt đẹp đầy là nước mắt cô ta lẩm bẩm đây là sự thực ư đây là sự thực ư trương dương gật đầu từ trong túi lấy ra một cái khăn tay của tần manh manh. Tần manh manh lau nước mắt, đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Trương Dương đã tra ra quan hệ của mình và Hà Trường An, vậy thì cũng biết nội tình mình không phải là con gái của tần gia. Cô ta nói khẽ, anh à, chuyện này anh đừng nói ra nhé. Trương Dương đầy vẻ thương xót nhìn tần manh manh, nói anh biết rồi, những năm nay em phải chịu quá nhiều ủy khuất rồi, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ cứu em ra, Tần manh manh buồn bã nói anh, cảm ơn anh, em biết mình không có hy vọng được ra ngoài nữa, bọn họ nắm được rất nhiều cái gọi là chứng cứ, cho rằng là em giết Tần Chấn Đông, mà em thì không thể chứng minh điều gì. Trương Dương nói, anh tin em không giết hắn ta. Tần manh manh nuốt lệ cười nói, phía cảnh sát chỉ tin cái gọi là chứng cứ. Trên súng có đầy dấu vân tay của em, em không thể nào nói rõ được. Trương Dương nói, Hà Tiên Sinh muốn tới thăm em nhưng anh không cho ông ấy tới, anh sợ quan hệ giữa hai người bị người ta biết. Tình huống sẽ càng thêm bất lợi cho em. Em yên tâm đi, ông ấy đã giúp em mời một luật sư nhất lưu trong nước tới biện hộ cho em rồi. Tần manh manh hiểu ý của Trương Dương, nếu như bí mật mình không phải là con ruột của Tần Gia bị tiết lộ ra ngoài, phía cảnh sát nhất định sẽ đoán được quan hệ giữa cô ta và Tần Trấn Đông. Nếu tra ra chuyện Tần Trấn Đông năm xưa từng hãm hiếp cô ta, vậy chuyện cô ta giết Tần Trấn Đông càng là điều đương nhiên. Tần manh manh cắn chặt môi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói nhỏ anh, Tần Trấn Đông là cha ruột của Tiểu Hoan. Nói ra bí mật phải giữ mãi trong lòng này đối với Tần Manh Manh mà nói là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trương Dương gật đầu, nói khẽ em yên tâm đi, anh sẽ vĩnh viễn giữ bí mật này giúp em. Trương Dương ở trong sân của phân cục gặp Văn Hạo Nam, Văn Hạo Nam cũng tới thăm Tần Manh Manh. Nhưng Tần Manh Manh không muốn gặp gã, thấy Trương Dương, Văn Hạo Nam vội vàng bước tới, quan tâm hỏi Trương Dương, Manh Manh sao rồi? trương dương thở dài nói còn có thể sao nữa văn hạo nam nói tôi hỏi tình tự của cô ấy thế nào trương dương biết văn hạo nam chưa dứt tình tình với tần manh manh vỗ vai gã nói nói chung là rất phiền phức manh manh nói rằng mình không giết tần chấn đông nhưng cảnh sát đã nắm đủ chứng cứ tần ra cũng không chịu bỏ qua văn hạo nam nói manh manh tâm địa thiện lương sao có thể giết anh ruột của mình lúc nói câu này trong lòng gã không khỏi thấy áy ái nếu không phải là bị bực bất đắc dĩ, gã cũng sẽ không hy sinh tần manh manh, nhưng nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, gã không khỏi lại sinh ra cừu hận, hắn cảm thấy mình bị tần ra vũ nhục. Trương Dương còn cho rằng là Văn Hạo Nam nhớ tần manh manh, liền nói khẽ hay là anh giúp nghĩ biện pháp đi. Văn Hạo Nam cười khổ, nói tôi đã nhắc đến với cha mẹ tôi rồi, nhưng họ không muốn nhúng vào chuyện này, chỉ nói đây là chuyện riêng của tần gia. Trương Dương thở dài, chuyện này quả thật là quá phức tạp, người ngoài không tiện gia nhập vào. Văn hạo nam giả vờ đau khổ, nói thấy sự cảnh của manh manh hiện tại, tôi đau lòng lắm. Nếu không phải là thực sự không có biện pháp thì Trương Dương cũng sẽ không tìm hình chiêu huy nữa. Hắn đặc biệt ở quán rượu nhỏ gần trụ sở của quốc an mời hình chiêu huy ra ăn cơm, hình chiêu huy nghe nói là chuyện của tần manh manh, lập tức đứng dậy muốn đi. Trương Dương giữ y lại, kéo y ngồi xuống, hình chiêu huy cười khổ, nói, sớm biết cậu không phải là hảo tâm mời tôi đi ăn cơm, tôi hôm nay không nên tới đây. Trương Dương nói, tôi mời ông ăn cơm là một chuyện, cậu ông giúp lại là một chuyện khác, cho dù là ông không giúp tôi thì bữa cơm này vẫn phải ăn. Hình Chiêu Huy nói, được, cho dù là viên đạn bọc đường thì tôi cũng nhận rồi. Trương Dương rót một chén cho y, cung kính đưa cho y. Hình Chiêu Huy có chút thủ sủng nhược kinh, nói, làm cái gì vậy? Cậu có gì thì nói đi, đừng có làm trò này. Trương Dương nói, chén này tôi là kính ơn chi ngộ của ông đối với tôi. Hình Chiêu Huy nghe hắn nói vậy, gật đầu nói, có chút ý tứ, tôi miễn cưỡng cũng coi như là bá nhạc của cậu. Hai người cạn chén này. Trương Dương lại rót thêm một chén kinh ý. Hình Chiêu Huy nói, cái này là vì sao? Trương Dương nói, Tần Manh Manh là em gái nuôi của tôi, tôi tuyệt không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị đưa tới đường cùng, vì tôi nhất định phải cứu, nhưng lại sợ tôi làm liên lụy tới các ông, uống xong chén này, tôi và tổ chức triệt để vạch rõ giới hạn, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, cho dù tôi sau này xảy ra chuyện gì cũng không có bất kỳ liên quan nào tới quốc an cả. Hình Chiêu Huy đặt chén rượu xuống, nói Trương Dương, cậu có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề của tần manh manh không, vứt bỏ tình cảm cá nhân không nói tới, căn cứ vào chứng mà cảnh sát hiện tại nắm được. Tần manh manh là người bị hiểm nghi giết tần chấn đông nhất. Trương Dương nói, cô ấy nói là cô ấy không giết tần chấn đông. Hình Chiêu Huy nói: "Tôi ít khi thấy sát nhân phạm tội lại chủ động thừa nhận giết người, cô ấy có chứng cứ chứng minh mình vô tội không?" Trương Dương nói: "Chẳng lẽ phía cảnh sát chỉ dựa vào dấu vân tay là có thể nhận định cô ấy giết người ư?" Hình Chiêu Huy thở dài, nói: "Đây là chuyện của cảnh sát, cậu không thể tin tưởng cảnh sát hơn một chút, để họ đi điều tra hả?" À? Trương Dương lắc đầu, nói: "Tôi không có lòng tin với họ, sếp, tôi nói một câu thật lòng nhé, từ góc độ của một người bàng quan, ông cho rằng lần này khả năng tần manh manh vô tội được thả có bao lớn. Hình chiêu huy nghĩ một chút rồi nói khẽ cơ hồ là bằng không. Hình chiêu huy nói cậu có cảm giác trong chuyện này tồn tại rất nhiều nghi vấn không? Tần manh manh vì sao lại giết anh ruột của mình, sinh ra và lớn lên dưới một mái nhà, rốt cuộc là điều gì mới khiến họ biến thành cừu thị như vậy? Tần ra rõ ràng là có rất nhiều chuyện không muốn nói ra, phía cảnh sát cũng không thể nào can thiệp vào gia sự của họ. Cái mà cảnh sát cần phải làm chỉ có thể là tôn trọng chứng cứ, lợi dụng chứng cứ tìm ra hung thủ giết người, còn động cơ giết người thì không phải là phạm trù mà cảnh sát cần giải quyết. Trương Dương nắm khá rõ nội mạc của chuyện này, kỳ thực hắn cho rằng Tần Trấn Đông chết là đáng. Tần Manh Manh có một ngàn lý do để giết hắn ta, nhưng Tần Manh Manh đã nói là mình không giết Tần Trấn Đông, Trương Dương vẫn có khuynh hướng tin Tần Manh Manh. Hắn cho rằng nếu Tần Manh Manh muốn giết Tần Trấn Đông để báo thù thì không cần phải đợi tới hiện tại. Hơn nữa cô ta đã quyết định triệt để bỏ lại cuộc sống trước đây, muốn để Tần Hoan thay đổi hoàn cảnh, hiện tại lại đang xử lý chuyện công việc, không có lý do gì lại đi lựa chọn tuyệt lộ này. Có một điểm hình chiêu huy nói không sai, cảnh sát chỉ tôn trọng chứng cứ, cho dù là sau này ra tòa, quan tòa cũng sẽ vẫn coi trọng chứng cứ, dấu vân tay trên súng cùng với khẩu cung của những người mục đích khiến Tần Manh Manh trở thành người bị hiềm nghi lớn nhất, muốn chứng minh cô ta vô tội là rất khó. chương 495, không tiếc bất kỳ giá nào một. Hình Chiêu Huy nói, thanh quan còn khó dứt việc nhà, gặp phải loại chuyện này, khó xử nhất chính là Tần gia, những người ngoài như chúng ta không tiện tham gia vào. Trương Dương cười lạnh, nói Tần gia ư? Chỉ sợ là trong lòng vợ chồng Tư lệnh Tần sớm đã coi đứa con gái này như chết rồi. Tần Hồng Giang mấy ngày nay cơ hồ là không rời khỏi thư phòng của mình, dâu của ông ta đã mấy ngày không cạo, cả người rõ ràng là trông già đi nhiều thương ngọc khiết bưng một bát cháo vào từ sau khi hai vợ chồng xung đột trong thời gian này không nói với nhau câu nào nhưng thấy chồng mình đau khổ như vậy thương ngọc khiết cũng không khỏi có chút lo lắng sợ sức khỏe của ông ta sẽ suy sụp thương ngọc khiết đặt bát cháo lên bàn rồi quay người lẳng lặng bỏ đi tần hồng giang gọi bà ta lại thương ngọc khiết đứng đó không quay mặt lại bà ta vẫn giận chồng tần hồng giang nói bà tới cục cảnh sát thăm manh manh chưa thương ngọc khiết quay người lại bà ta tràn đầy phẫn nộ nói tôi đã tới rồi tôi là muốn trực tiếp hỏi nó nó vì sao lại nhẫn tâm như vậy vì sao lại muốn giết trấn đông hỏa khí của tần hồng giang đã vơi đi nhiều ông ta không tức giận chỉ vào cái ghế ở bên cạnh mình nói ngọc khiết bà ngồi đi thương ngọc khiết không hề động đậy tần hồng giang nói con trai chết rồi bà đau lòng còn tôi thì chẳng lẽ lại không à thương ngọc khiết nghe thấy chồng nói câu này Vành mắt không khỏi đỏ lên, bà ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tần Hồng Giang. Tần Hồng Giang nói, 20 năm rồi, manh manh tuy không phải là con gái ruột của chúng ta, nhưng chúng ta một tay nuôi dưỡng nó lớn thành người, nó rốt cuộc là một đứa bé như thế nào thì bà rõ? Tôi rõ. Thương Ngọc Khiết nói, tôi không rõ, tôi chỉ biết là nó hận Trấn Đông, nó một mực nhớ chuyện mà Trấn Đông gây ra cho nó. Nhưng Trấn Đông đã biết sai rồi, nó những năm nay nó sống có yên không? một người phạm sai lầm một lần, không thể vì thể mà chịu khiển trách cả đời được. Tần Hồng Giang nói, Trấn Đông là con trai của chúng ta, bà có từng nghĩ, manh manh cũng là con gái của chúng ta không? Thương Ngọc Khiết nói, nó không phải, nó trước giờ đều không phải. Tần Hồng Giang thở dài, nói, manh manh là một đứa con gái thiện lương đơn thuần, là Trấn Đông hủy đi nhân sinh của nó, hủy đi hạnh phúc của cuộc đời nó. Lúc trước nếu không phải là bà xin tôi, tôi sớm đã bắn chết thắng xúc sinh đó rồi. Thương Ngọc Khiết nói, nó cho dù sai thì cũng không đáng tội chết. Tần Hồng Giang lạnh lùng nói, con hư tại mẹ, nếu không phải là bà che chở cho nó quá đáng, nó cũng không tới nước này. Thương Ngọc Khiết nói, ông vĩnh viễn là như vậy, trong mắt ông, người ngoài luôn hơn con ruột của mình. Tần Hồng Giang nói, đừng cho rằng tôi không biết bà tới cục cảnh sát làm gì. Bà sợ manh manh nói ra chân tướng, bà sợ chuyện xấu trong nhà bị truyền ra ngoài. Thương Ngọc khiết rít lên, đúng, tôi làm vậy chẳng phải là vì để giữ mặt mũi cho ông, cho Tần Gia ư. Tần Hồng Giang nói, bà chưa bao giờ đối đãi với manh manh như con gái của mình, nhưng manh manh thì lại không tuyệt tình như bà đâu. Thương Ngọc Khiết phẫn nộ nói, nó có thể giết chết anh trai của mình, thế còn chưa đủ tuyệt tình à. Tần Hồng Giang nói, nếu nó không niệm tình xưa, sớm đã vạch trần chuyện xấu mà Trấn Đông làm rồi, nếu nó không niệm tình xưa, hiện tại tần gia chúng ta đã thành trò cười cho thiên hạ rồi. Thương Ngọc Khiết nói, Tần Hồng Giang, ông vẫn coi nó như con gái của mình à. Tần Hồng Giang gật đầu, tôi đã mất đi một đứa con trai, tôi không muốn lại mất đi một đứa con gái. Thương Ngọc Khiết nuốt lệ hét lên, nó không phải là con gái tôi, không phải, trước giờ đều không phải. Tần Hồng Giang tự mình tới thăm Tần Manh Manh, Tần Manh Manh nhìn thấy cha nuôi đột nhiên già đi nhiều, trong lòng cũng không khỏi thương xót. Từ lúc cô ta hiểu chuyện, cha nuôi luôn đối đãi với mình rất tốt, nhưng từ chuyện xảy ra 6 năm trước, Tần Manh Manh đã cắt đứt tất cả liên hệ với Tần Gia, không còn gặp mặt cha nuôi nữa. Tần Hồng Giang nhìn Tần Manh Manh ở trước mặt, hơn 6 năm rồi, đây là lần đầu tiên ông ta và con gái nuôi gặp nhau. Nhìn khuôn mặt trắng bệch tiều tụy của Tần Manh Manh, Tần Hồng Giang cảm thấy chua xót. Ông ta nói khẽ, vẫn ổn chứ. Tần Manh Manh cười nhạt một tiếng, sự cảnh hiện tại của mình thì làm sao mà ổn cho nổi. Cô ta nói, ông tới đây để chỉ trích tôi à? Tần Hồng Giang lắc đầu, nói cha chỉ muốn tới thăm con thôi. Tần Manh Manh nói, cảnh sát đã ho rằng là tôi giết con trai của ông, bọn họ đã chuẩn bị khởi tố tôi rồi. Tần Hồng Giang nói, con có làm không? Tần Manh Manh lắc đầu, anh ta không đáng. Tần Hồng Giang nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia bi thương, những năm nay, ta một mực muốn nói với con một câu, Ông ta dừng lại một chút rồi nói, xin lỗi con. Tần manh manh nói, không cần, cô ta đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Tần Hồng Giang nói khẽ, manh manh, trong lòng cha, con vĩnh viễn là con gái của cha. Bước chân của tần manh manh dừng lại, cô ta dùng sức cắn môi, cố khống chế tình cảm của mình, một lúc sau mới nói, tôi không phải, trước đây không phải, sau này cũng không phải. Trình Chí vĩ lại một lần nữa tới hiện trường gây án, lần này gã đi cùng hình chiêu huy, vị lão chiến hữu này chủ động tới hiện trường quan sát, trình Chí vĩ đối với điều này có chút bất lực, gã oán trách từ lúc nào các cậu lại có hứng thú với tội phạm hình sự vậy. Hình chiêu huy nói, chuyện liên quan tới an toàn quốc gia, không cần phải giải thích với cậu. Y vỗ vai trình Chí vĩ, nói chúng tớ chỉ muốn tìm hiểu một số tình huống thôi, không can thiệp vào việc của các cậu đâu, cậu cứ yên tâm đi. Trình Chí vĩ ngồi xuống salon, án hung sát đã được hai ngày rồi, trong phòng vẫn là bộ dạng trước kia, vật chứng tương quan đã bị khoa giám chứng lấy đi hết rồi, hiện trường chỉ còn lại hai vũng máu. Cùng hình chiêu huy tới đây còn có hai chuyên gia khoa kỹ thuật của quốc an, bọn họ kiểm tra kỹ càng một lượt mỗi một ngóc ngách trong nhà. Đối với những dấu tay, vết máu, tóc đều tiến hành lấy mẫu. Trình trí vĩ và hình chiêu huy tới ban công, gã móc thuốc ra, từ bên trong lấy ra một điếu cho hình chiêu huy. Hình chiêu huy xua xua tay, tự lấy một hộp ba số của mình ra, tôi quen hút thứ này rồi. cậu cứ tự nhiên. Trình Chí Vĩ mắng đồ xính ngoại. Hình Chiêu Huy nói cậu có cái nhìn gì về vụ án này? Trình Chí Vĩ nói chứng cứ còn chưa rõ ràng à? Tần Manh Manh là người bị hiểm nghi nhất, căn cứ vào chứng cứ mà chúng tớ nắm được đã chuẩn bị chứng thức khởi tố cô ta rồi. Hình Chiêu Huy nói còn động cơ giết người của cô ta ở đâu? Trình Chí Vĩ nói đó là chuyện của quan tòa cái chúng tớ cần trí là thu thập chứng cớ và người bị hiềm nghi rồi đưa cô ta ra tòa hình chiêu huy nói tần manh manh thủy trung không thừa nhận mình giết tần chấn đông chúng ta có thể đưa ra một giả thiết giả sử tần manh manh là nói thật cô ta không giết tần chấn đông trình Chí vĩ nói lão chiến hữu à giả thiết của cậu không được thành lập không nghi ngờ gì nữa tần chấn đông là bị cô ta giết tuyệt không thể nào là tự sát được án chiếu theo suy luận của cậu thì lúc đó còn có người thứ ba tồn tại Hình Chiêu Huy nói, nếu thật sự có người thứ ba tồn tại thì sao? Trình Chí Vĩ mỉm cười lắc đầu, nói cảnh sát chúng tớ đã kiểm tra mỗi một ngóc ngách trong nhà rồi, không có tra ra dấu vết của người thứ ba, hơn nữa căn cứ vào kết quả điều tra từ hàng xóm xung quanh, bọn họ cũng không nhìn thấy người thứ ba tiến vào trong phòng. Hình Chiêu Huy nói, tớ tuy không phải là cảnh sát, nhưng có mấy chuyện tớ cảm thấy rất kỳ quái. Trình Chí Vĩ gật đầu, nói, nói ra nghe thử đi hình chiêu huy nói thứ nhất là tần manh manh thiếu động cơ giết tần chấn đông thứ hai súng là của tần chấn đông có thể nói tần manh manh căn bản không có dự mưu giết anh ta thứ ba căn cứ vào tình huống mà các cậu nói lúc đó tần chấn đông và tần manh manh đã phát sinh xung đột thân thể tần chấn đông trước tiên bị tần manh manh đánh ngất sau đó tần manh manh cướp súng của anh ta nhắm vào ngực anh ta bắn ba phát nhưng theo tớ biết tần manh manh không giỏi bác đấu mà tần chấn đông mới là cao thủ bác đấu Trình Chí Vĩ nói, có thể tần manh manh thiếu động cơ giết tần chấn đông, nhưng bọn họ rõ ràng là có xung đột. Trong quá trình xung đột, tần manh manh không thể khống chế tình tự, cho nên tập kích tần chấn đông và giết anh ta. Hình Chiêu Huy nói, trên súng của tần chấn đông vì sao chỉ có dấu tay của một mình tần manh manh. Trình Chí Vĩ ngây ra, một lúc sau mới nói, có lẽ là tần manh manh cố ý bố trí nghi trận, muốn lợi dụng chuyện này đã dụ chúng ta vào lầm lẫn. Hình Chiêu Huy nói, cậu giải thích không rõ rồi, chuyện này rất kỳ quái trên súng của tần Trấn đông không thể không có dấu tay của anh ta chúng ta thử nghĩ một chút xem thế này có hợp lý không nhé lúc đó tần chấn đông và tần manh manh vào trong phòng tần manh manh phát hiện tần chấn đông một mực theo dõi mình và con trai cho nên tình tự vô cùng kích động thế là phát sinh tranh cãi kịch liệt với tần chấn đông từ đó mà nảy sinh xung đột thân thể tần chấn đông lỡ tay đẩy tần manh manh ngã xuống đất tần manh manh hôn mê tần chấn đông vô cùng kinh hoàng khi anh tay không chú ý, người thứ ba tiến vào phòng, nhân lúc anh ta không phòng bị mà đánh ngã anh ta. Sau đó cầm súng lên, nhắm vào ngực tần chấn đông bắn ba phát. Hung thủ sau khi giết người, quyết định giá họa cho tần manh manh, thế là dùng khăn tay lau sạch dấu vân tay trên súng, lại đặt súng vào tay tần manh manh. Tần manh manh sau khi tỉnh lại, phát hiện tần chấn đông đã chết, cô ta kinh hoàng thất thố, chạy vào toilet rửa vết máu. chương 495, không tiếc bất kỳ giá nào hay. Trình Chí Vĩ cười ha ha, nói, lão chiến hiếu, tớ thấy cậu chắc là nên đổi sang viết chuyện trinh thám đi. Người thứ ba ư, dấu chân đâu, dấu vân tay đâu, bọn tớ đã kiểm tra kỹ càng mỗi một ngóc ngách ở trong phòng rồi, căn bản là không phát hiện ra dấu vết của người thứ ba, giả thiết có sự tồn tại của người thứ ba, vậy hắn vì sao lại giết tần chấn đông, và vì sao lại muốn giá họa cho tần manh manh cậu có cảm thấy giả thiết của mình căn bản là rất thiếu căn cứ không? Hình Chiêu Huy nói, tôi chỉ cảm thấy chuyện tần manh manh giết tần chấn đông quá là khiên cưỡng, rất nhiều chuyện đều lộ vẻ không hợp lý. Trình Chí Vĩ nói, có lẽ là tần manh manh có ý tạo thành loại sai lầm này, khiến quá trình tra án của chúng ta gặp trở ngại. Hình Chiêu Huy nói, theo như cậu nói, tâm cơ của tần manh manh nhất định là phức tạp tới cực điểm. Trình Chí Vĩ nói, cô ta là người như thế nào thì tớ không quan tâm, tớ chỉ quan tâm là có đủ chứng cứ để khởi tố cô ta hay không thôi." Hình Chiêu Huy nói, thiên chức của cảnh sát các cậu tuyệt đối không phải là tống người khác vào tù. Trình Chí Vĩ nói, lần này có lẽ là phải ra pháp trường chứ không chỉ ngồi tù thôi đâu. Hình Chiêu Huy thở dài, nói thứ cho tới nói thẳng, cậu không có đúng chứng cứ có thể chứng minh kẻ sát nhân là Tần Manh Manh. Trình Chí Vĩ nói, vẫn là câu đó, cô ta có tội hay không thì để quan tòa phán xét. Hà Trường An nghiến răng nghiến lợi nói, tần gia quả nhiên là rất nhẫn tâm, bọn họ dắp tâm muốn đưa manh manh ra pháp trường. Y đã sử dụng quan hệ ở các phương diện để tiến hình chạy trọt án tình cho con gái, nhưng từ tình huống hiện tại cho thấy, tần manh manh muốn miễn tội là rất khó, ngay cả luật sư mà Y mời tới cũng tỏ rõ là phần thắng rất nhỏ. Trương Dương nói, cháu đã hỏi mẹ nuôi rồi, bởi vì chuyện này liên quan tới tần gia cho nên bọn họ không tiện hỏi. Hà Trường An nói, tần chấn Đông chết là đáng tội, đừng nói không phải là con gái tôi giết hắn cho dù là giết hắn thì sao hắn đáng chết mà trương dương nói nhưng quan tòa sẽ không nghĩ vậy hà trường an tức giận nói lần này nếu manh manh bị định tội tôi sẽ bất chấp tất cả lôi hết chuyện xấu của tần gia gia rêu rao, mọi người lưỡng bại câu thương trương dương nói manh manh không muốn nói ra chuyện này mà tần gia cũng không muốn để người ngoài biết hà trường an nói tôi đi nói chuyện với tần hồng giang chỉ cần ông ta chịu bỏ qua cho con gái tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu bỏ ra hết. Trương Dương lắc đầu, nói hiện tại không phải là vấn đề tiền nong, chuyện Tần Trấn Đông bị giết đã chấn động cả kinh thành, hiện tại người ngoài đều cho rằng là gia sự của Tần Gia, nếu như để người khác biết manh manh không phải là con gái ruột của Tần Hồng Giang, chuyện này sẽ biến thành càng phức tạp hơn. Hà Trường An nói, thế này cũng không được mà thế kia cũng không xong. Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt ra nhìn manh manh bị họ chỉ tội à? Trương Dương nói, hiện tại tất cả mọi người đều đang hoài nghi động cơ mà manh manh giết hại Tần Chấn Đông. Nếu như để người khác biết manh manh không phải là con gái ruột của Tần Hồng Giang, người hiểu sự nhất định sẽ nắm chặt chuyện này không buông, sự cảnh của manh manh chỉ tổ càng khó khăn hơn. Hà Trường An buồn bã nói, tôi đã hỏi ý kiến của luật sư rồi, hy vọng manh manh được vộ tôi là cực kỳ nhỏ, tôi không thể trơ mắt nhìn con gái tôi ngồi tù được, tôi không thể để tiểu hoan mất đi mẹ. Y Hà quyết tâm, nói cho dù là cướp ngục thì tôi cũng phải cứu con gái tôi ra trương dương ngây người mắt sáng lên kỳ thực hắn cũng có suy nghĩ như hà trường an căn cứ vào tình huống hiện tại tần manh manh rất có khả năng bị phán có tội mà căn cứ vào luật trong nước mỗi người đều biết tội sát nhân có nghĩa là gì trương dương lắc đầu nói chú hà càng là như vậy thì càng phải xử lý thật lý trí manh manh đã vậy rồi nếu như chú cũng vi phạm pháp luật tiểu hoan giao cho ai chiếu cố đấy không ngờ Hà Trường An lại trả lời rất dứt khoát, cậu chứ ai? Vốn là Cập đã đáp ứng manh manh mà. Trương Dương không khỏi cười khổ, nói, hiện tại manh manh đã là đối tượng trọng điểm được cảnh sát chiếu cố, chú muốn cứu cô ấy ra tưởng dễ lắm à? Cho rằng mình là xã hội đen Hồng Công ư? Hà Trường An nói, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người hữu tâm, tôi tin chắc không có chuyện gì mà tiền không làm được. Trương Dương tuy không công nhận câu này của Hà Trường An, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Hà Trường An cõi trọng con gái tới cực điểm, vì tần manh manh, y không ngại bí quá hóa liều. Không khí sau cơn mưa rất trong sạch, tần hoan ngồi trên đu dây ở vườn hoa, nhẹ nhàng đung đưa, mắt ngây ngốc nhìn bầu trời xanh thẳm, trên mặt đầy vẻ buồn bã. Trương Dương nắm lấy dây đu, tần hoan lúc này mới phát giác ra sự xuất hiện của hắn, nhìn Trương Dương, mắt có chút đỏ lượng lên, cha, mẹ con không phải là không cần con nữa chứ. Trương Dương lắc đầu, ôm lấy mặt nó nói sao lại thế được mẹ con là yêu con nhất đất cô ấy sao lại không cần con nữa mắt tần hoan lấp lánh ánh lệ đáng thương vô cùng nói hôm qua con nằm mơ mơ thấy mẹ không cần con nữa mẹ nói không thích con và cũng không muốn gặp con nữa nói xong tần hoan lại bật khóc rất thương tâm trương dương ôm tần hoan khẽ khàng khuyên nhủ nó hà trường an đứng trước cửa sổ nhìn tình cảnh ở bên ngoài hai mắt không khỏi có chút ươn ướt y cầm điện thoại lên, ấn một dãy số, hỏi khẽ tình hình thế nào. Sau khi nghe đối phương nói xong, Hà Trường An lại bảo, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần bọn họ làm xong chuyện này cho tôi, bao nhiêu tiền cũng được. Hình Chiêu Huy chủ động tìm Trương Dương, tới hiện trường vụ án điều tra không giúp y phát hiện chứng cứ của người thứ ba, nhưng có một chuyện lại khiến y chấn kinh, căn cứ vào mẫu máu lấy được ở hiện trường cho thấy mẫu máu của Tần Trấn Đông và mẫu máu mà Trương Dương mang tới giám định thân nhân về sau là tương đồng. Khiến hình chiêu huy cảm thấy chấn kinh hơn là, mẫu máu của Tần Manh Manh và một mẫu máu khác cũng có quan hệ huyết thống trực hệ. Nói một cách khác, mấy mẫu máu mà Trương Dương cung cấp không ngờ là đời sau của Tần Manh Manh và Tần Trấn Đông cộng lại. Hình chiêu huy không phải là người lắm chuyện, nhưng y vẫn căn cứ vào đầu mối này, tiến thêm một bước nghiệm chứng quan hệ giữa Tần Manh Manh và Tần Trấn Đông. Khi kết quả chứng minh giữa hai người không hề có quan hệ huyết thống, hình chiêu huy bắt đầu có chút hiểu hơn về vụ án này. Trương Dương nhìn phần văn kiện mà hình chiêu huy đưa cho mình, có chút kỳ quái nói, bên trong là gì? Hình chiêu huy nói, tự xem đi. Trương Dương mở ra, thấy kết quả kiểm tra bên trong, không khỏi nhíu mày. Hình chiêu huy nói, một mẫu máu là của tần Trấn Đông, mẫu kia là của tần Manh Manh, còn có một mẫu là lúc trước cậu mang tới giám định. Trương Dương nói, ông không ngờ lại điều tra tôi hình chiêu huy nói không phải là tôi điều tra cậu là tôi muốn giúp cậu thôi tôi thông qua quan hệ với chiếu hữu hình chiêu huy tới hiện trường vụ án muốn giúp tìm ra chứng cứ có lợi cho tần manh manh nhưng phái cảnh sát đã thu thập vật chứng một lượt rồi thứ có thể tìm được ở hiện trường rất ít cho nên tôi bảo chuyện ra của phòng kỹ thuật tới thu thập mẫu máu ở hiện trường trương dương gật đầu hình chiêu huy nói cậu luôn miệng bảo tôi giúp cậu nswgn cậu lại không thành thật với tôi tôi nhớ tới chuyện cậu lúc trước cầm hai mẫu máu này tới giám định thân nhân thế là lấy máu của tần trấn đông ra so sánh mẫu máu của anh ta chính là một phần trong đó cho nên tôi không khó đoán ra tần trấn đông có con vì hiếu kỳ lên tôi lại lấy mẫu máu của tần manh manh ra tiến hành hóa nghiệm bài trừ khiến tôi kinh ngạc là tần manh manh và hai mẫu máu còn lại đều có quan hệ huyết thống chỉ độc có anh trai cô ta tần trấn đông là không có bất kỳ quan hệ gì hình chiêu huy dừng lại một chút rồi mới nói cậu muốn tôi giúp cậu vậy mà còn giấu tôi nhiều chuyện như vậy, tần chấn đông và tần manh manh không ngờ lại không phải là anh em ruột, bọn họ căn bản không có chút quan hệ huyết thống nào, mà bọn họ không ngờ còn có một đứa con, tôi nghĩ đứa bé này chắc chắn là tần hoan rồi. trương dương hiện tại mới hiểu cái gì gọi là gừng càng già càng cay, hình chiêu huy vừa xuất mã đã tra rõ tất cả mọi chuyện, hắn xấu hổ cười cười, nói, xếp à, ông quả nhiên là lợi hại. Hình chiêu huy nói, giữa tần chấn đông và tần manh manh có một người không phải là cốt nhục thân sinh của tư lệnh tần, tôi nghĩ tôi không cần phải đi lấy mẫu máu của tư lệnh tần. Trương Dương nói, tần manh manh không phải là con ruột của tư lệnh tần. Hình chiêu huy thở dài, hiện tại tôi đã hiểu rõ chuyện này rồi. Trương Dương nói, tần chấn đông là một tên xuất sinh, năm đó hắn hãm hiếp tần manh manh, mà tần ra vì muốn giữ mặt mũi, tất cả đau khổ đều bắt một mình manh manh gánh chịu, manh manh không có ai giúp đỡ, chỉ có thể ra khơi roi nhà, về sau sinh hạ tần hoan. Hình Chiêu Huy nói, cho nên cừu hận của cô ta đối với tần chấn đông sớm đã được gieo xuống. Đây là động cơ mà cô ta giết người. Trương Dương lớn tiếng nói, không phải. Trương 495, không tiếc bất kỳ giá nào ba. Hình Chiêu Huy nói, từ tình huống ở hiện trường cho thấy, tần chấn đông rõ ràng là chưa quên tần manh manh. Anh ta thuê phong ở đối diện tòa nhà mà tần manh manh sống lợi dụng kính viễn vọng để nhìn lén sinh hoạt của hai mẹ con họ còn dùng máy ảnh chụp rất nhiều ảnh hành vi này của tần trấn đông chắc là bị tần manh manh phát hiện vì thế mà giữa hai anh em họ phát sinh xung đột kịch liệt tần manh manh dưới cơn tức giận đã phát sinh ẩu đả với tần trấn đông tần trấn đông trong quá trình va chạm không cẩn thận nên bị ngất tần manh manh lợi dụng súng của anh ta để giết anh ta trương dương tức giận nói ông sao có luận điệu như cảnh sát vậy Hình Chiêu Huy nói, chứng cứ ở hiện trường chứng tỏ Tần Manh Manh là người bị hiểm nghi lớn nhất, và cũng là người bị hiểm nghi duy nhất, bất kể là vật chứng ở hiện trường hay là người mục kích đều không thể cung cấp chứng cứ người thứ ba xuất hiện ở đó. Căn cứ vào mẫu máu, đã có thể chứng thực quan hệ giữa Tần Trấn Đông và Tần Manh Manh, hiện tại đã không khó suy đoán động cơ mà Tần Manh Manh giết Tần Trấn Đông nữa rồi. Trương Dương ngạc nhiên nói, ông đã giao thứ này cho cảnh sát chưa? Hình chiêu huy lắc đầu, trừ cậu ra thì tôi chưa nói với bất kỳ ai cả, nếu như tôi đưa chuyện này ra ngoài công chúng, không những là mặt mũi của tần ra mất hết mà hơn nữa đối với tần manh manh cũng chỉ càng thêm bất lợi. Trương Dương nói, tần chấn đông chết là đáng tội, tần manh manh tuy không phải là em gái ruột của hắn, nhưng năm đó cô ta còn chưa tới 16 tuổi, tên súc sinh này không ngờ lại hãm hiếp cô ta, tần ra đối với chuyện này không ngờ lại bảo trì trầm mặc, để mặc cho tên súc sinh đó tiêu diêu tự tại đến tận bây giờ. Tần manh manh khó khăn lắm mới có được cuộc sống của mình, hắn vẫn không chịu bỏ qua cho mẹ con họ, không ngờ lại nhìn lén họ, quấy nhiễu họ, loại người này cho dù có chết một lần cũng không đền hết tội. Hình Chiêu Huy nói, bất kể anh ta là súc sinh cũng được, cặn bã cũng được, nhưng chế tài anh ta cũng chỉ có pháp luật, tần manh manh không có quyền quyết định sinh tử của anh ta. Trương Dương nói, xếp, tần manh manh không nói dối, cô ấy là một nữ nhân có lý trí, cô ấy hiểu pháp luật, nếu như cô ấy xảy ra chuyện, Tần Hoan sẽ ra sao? Cô ấy vốn đã quyết định rời khỏi kinh thành, cáo biết tất cả quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Một người như vậy sao có thể lựa chọn giết người? Hình Chiêu Huy nói, vụ án này quả thật là có rất nhiều điểm hiềm nghi. căn cứ vào khẩu cung của Tần Manh Manh và một số tình huống ở hiện trường, tôi hoài nghi ở hiện trường vụ án rất có thể còn có người thứ ba. Đáng tiếc là chúng tôi không tìm thấy bất kỳ chứng cứ có sức thuyết phục nào. Trương Dương nói, cảnh sát đã chính thức xin khởi tố Tần Manh Manh với tình huống trước mắt cho thấy khả năng thoát tội cơ hồ là bằng không thường hải thiên nói cậu chuẩn bị bỏ cuộc à trương dương lắc đầu hình chiêu huy nói trương dương tôi không chỉ coi cậu là thuộc hạ cũng coi cậu như bạn bè thân là bạn bè tôi phải khuyên cậu một câu bất kỳ chuyện gì cũng phải tuân theo quy tắc của trò chơi trương dương phản bác quy tắc là do con người định ra tôi dựa vào gì phải tuân theo quy tắc mà người khác chế định hình chiêu huy nói bởi vì cậu không có sự lựa chọn trương dương nói tôi trong mắt rất nhiều người có thể là dị loại nhưng ít nhất thì tôi cũng biết cái gì đúng cái gì sai tôi biết cái gì gọi là công lý cái gì gọi là chính nghĩa khi cái gọi là quy tắc và pháp luật của các người xung đột với công lý chính nghĩa tôi sẽ lựa chọn cái sau hình chiêu huy nói khẽ lựa chọn cái sau có nghĩa là làm trái pháp luật trương dương cười nhạt nói đừng quên pháp chế nước ta trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa hoàn thiện bảo vệ chính nghĩa chính là bảo vệ pháp luật Hình Chiêu Huy nói, nếu cậu đi quá giới hạn, ai sẽ bảo vệ cậu? Trương Dương nói, nếu như đối với tần manh manh mà không nghe không hỏi, tôi cả đời này sẽ cắn rứt lương tâm. Điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông, Trương Dương cầm điện thoại lên, là Hà Trường An gọi tới. Hà Trường An nói khẽ, manh manh tối nay sẽ bị chuyển tới trại tam giam núi Bắc Tùng. Trương Dương ừ một tiếng, để sau hắn nói. Sau đó thì gác điện thoại. Hình Chiêu Huy cầm cốc trà lên uống một ngụm, sau đó bình tĩnh nhìn trương dương hỏi ai gọi đấy trương dương giả vờ như không có chuyện gì một người bạn bình thường hình chiêu huy nói có phải là hà trường an không trương dương trong lòng run lên đầy cảnh giác nhìn hình chiêu huy ông theo dõi tôi hình chiêu huy nói nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm trong thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió di động của cậu đã bị chúng tôi nghe trộm rồi Trương Dương phẫn nộ nhìn Hình Chiêu Huy, vì sao phải làm vậy? Hình Chiêu Huy nói, tổ chức muốn đảm bảo an toàn cho mỗi một thành viên trọng yếu, tôi hôm nay sở dĩ tới gặp cậu là muốn nói với cậu rằng, phía cảnh sát đã phát hiện có người bố trí cướp ngục, tôi hy vọng chuyện này không liên quan gì tới cậu. Trương Dương nói, nếu như có liên quan tới tôi thì sao? Hình Chiêu Huy nói, vậy thì bỏ kế hoạch đi, đừng lấy tiền đồ và mệnh vận của mình ra chơi đùa. Trương Dương nói, tôi nhất định phải làm sếp ông có thể giúp tôi một lần không hình chiêu huy nhìn trương dương vì sao trương dương nói bởi vì tần trấn đông đáng chết bởi vì tần manh manh bị oan bởi vì ở sâu trong lòng chúng ta đều có lòng chính nghĩa hình chiêu huy nói hà trường an rốt cuộc là có liên quan gì tới chuyện này trương dương thật thả đáp tần manh manh là con gái ruột của y hình chiêu huy nói tôi đã động tay động chân lên người trình trí vĩ thông qua nghe lén điện thoại của anh ta mà biết được rằng có người muốn mở một lỗ hổng trong nội bộ cảnh sát, hối lộ cảnh sát, ý đồ muốn trên đường tần manh manh tới trại tạm giam núi Bắc Tùng Hiệp chợ cô ta vượt ngục. bọn họ đã tìm thấy tên cảnh sát đáp ứng điều kiện của họ và đã báo chuyện này lên cấp trên. Hiện tại cảnh sát đang nghiêm trận chờ đợi, chỉ đợi các cậu tới rồi quăng một mẻ lưới bắt sạch. Trương Dương dùng mình sợ hãi, nếu như không phải là có hình chiêu huy nhắc nhở mình, tối nay chỉ sợ là thật sự bị cảnh sát bắt gọn rồi. Hình Chiêu Huy nói, đừng bao giờ đánh giá thấp năng lực của cảnh sát, cũng đừng bao giờ cho rằng tiền có thể mua được tất cả. Y thở dài, nói Trương Dương, tôi thật sự là không muốn cậu bị hủy đi như vậy. Trương Dương nói, vậy thì giúp tôi một lần đi, chỉ cần giúp tôi cứu được tần manh manh ra, sau này tôi dù phải lên núi đao xuống biển lửa vì quốc an cũng không từ. Trên mặt hình Chiêu Huy lộ ra một nụ cười, hiện tại bày tỏ lòng trung thành không hiểm quá muộn à trương dương nói ông còn có điều kiện gì hình chiêu huy nói bộ kỹ thuật và bộ huấn luyện của quốc an chúng tôi thiếu tiền trầm trọng trương dương bật cười câu này của hình chiêu huy khiến hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một tia ánh sáng chỉ cần y chịu đưa ra điều kiện chứng tỏ là y bằng lòng ra tay giúp đỡ trương dương nói tôi nghĩ hà tiên sinh sẽ rất vui vẻ chi ra khoản tiền này tần manh manh bị áp giải lên xe cảnh sát xuyên qua khung cửa sổ đầy song sắt nhìn ra ngoài mặt trăng giống như miếng băng mỏng treo trên bầu trời đêm, tần manh manh nhớ tới trước đây bế con trai chỉ vào ánh trăng kể lại cố sự cho nó nghe, đôi mắt đẹp không khỏi có chút nóng lên, có lẽ cơ hội như vậy vĩnh viễn sẽ không có nữa, tình cảnh đó vĩnh viễn không tái hiện nữa. Xe cảnh sát chậm rãi khởi động, tim của tần manh manh theo bánh xe chuyển động mà không ngừng trầm xuống, cô ta nhắm mắt lại, rơi vào trong bóng tôi vô tận, hai giọt nước mắt trong vắt thuận theo gò má rơi xuống. Trên đường đi tới trại tạm giam núi Bắc Tùng, ba chiếc xe cảnh sát chậm rãi tiến về phía trước, khi tiến vào đoạn rẽ của khu núi, xe cảnh sát hạ tốc độ xuống 40 cây số 1 giờ, một chiếc xe hàng từ đằng trước đi tới, khi hai bên sắp gặp nhau, chiếc xe hàng đó đột nhiên mất đi khống chế, thân xe nghiêng sang một bên rồi đột nhiên dừng lại giữa đường. Xe cảnh sát vì không đi được nên không thể không dừng lại, trong xe cảnh sát, phó cục trưởng phân cục lương liên hợp lạnh lùng nhìn chiếc xe hàng đó chuẩn bị hành động trong xe ở phía sau hồi báo với y, báo cáo cục trưởng, phía sau có một chiếc xe hàng cản đường của chúng ta rồi. Lương Liên Hợp nói khẽ, bình tĩnh, toàn thể phòng bị, tùy thời chuẩn bị hành động. Từ trên chiếc xe hàng có hai người bước xuống, bọn họ vừa đi tới trước xe cảnh sát thì cửa hông của xanh cảnh sát được kéo ra, hơn chục cảnh sát ở bên trong giống như thần binh dáng trần ùa ra, đè hai người đó xuống đất. Hai người đó hét lên, làm cái gì vậy? Xe chúng tôi bị hỏng rồi, Xe của chúng tôi bị hỏng rồi. Đồng thời cảnh sát ở trong hai chiếc xe ở phía sau cũng triển khai hành động, bắt sống hai lái xe cản đường ở phía sau họ. Lương Liên Hợp hạ lệnh lục xóa hai chiếc xe đó, khiến bọn họ thất vọng là trong hai chiếc xe hàng không tiềm phục bất cứ người nào khác, bên trong chiếc xe cũng chỉ chở hàng hóa bình thường. Lương Liên Hợp có chút thất vọng cầm điện thoại lên, y gọi cho Cục trưởng Trình Chí Vĩ tự mình phụ trách áp tải tần manh manh, thông chi lại tình huống cụ thể cho Trình Chí Vĩ. Chương 495, không tiếc bất kỳ giá nào 4. Trình Chí Vĩ nghe xong báo cáo của Lương Liên Hợp cũng có chút kỳ quái, hạ giọng nói, tin tức chắc không lầm, chẳng lẽ có người để lộ Phong Thanh. Lương Liên Hợp nói, người biết chuyện này rất ít, chúng ta đã nghiêm mật phong tỏa tin tức, không thể bị tiết lộ. Trình Chí Vĩ nói, mang mấy lái xe đó về thẩm vấn kỹ càng. Nói xong những lời này, Trình Chí Vĩ gác điện thoại, y nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ 50 phút tối rồi. Cách trại tạm giam còn khoảng hơn 10 dặm nữa. Lái xe ở bên cạnh nói, "Trình cục, chúng ta vì sao không đi đường lớn mà lại đi đường nhỏ này?" Trình Chí Vĩ cười nói, "Để đề phòng vạn nhất, phòng có người cướp ngục." Lái xe cười ha ha, nói, "Trình cục, hiện giờ là thời đại hòa bình, ai dám làm chuyện đó chứ?" "Không cần mạng nữa à?" Khi nói những lời này, một chiếc xe từ trước mặt lao tới. Trình Chí Vĩ nói khẽ cẩn, lái xe vội vàng bẻ tay lái nhưng chiếc xe đó vẫn phóng sượt qua thân xe của họ hai chiếc xe vì ma sát đột ngột mà thay đổi phương hướng thân xe của chiếc xe đó vắt ngang lòng đường ở phía xe họ ngăn xe cảnh sát tiếp ứng ở phía sau với phía trước một đoạn lòng trình trí vĩ trầm xuống cuối cùng cũng vẫn tới y móc súng ra đang chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy tiếng vù từ trên sườn núi ở bên cạnh lưu đạn hơi cay liên tiếp được bắn xuống cả con đường chìm trong khói trình trí vĩ dùng tay áo che miệng nhưng mùi cay của lưu đạn cũng hun cho y không thể mở mắt ra nổi. Hình chiêu huy đứng ở trên sườn núi, dùng kính viễn vọng nhìn đêm quan sát tình cảnh ở bên dưới, cầm bộ đàm lên nói khẽ, hành động, đừng có làm tổn thương bất kỳ ai. Trương đại quan nhân đeo mặt nạ phòng độc, thân mặc quần áo giã chiến máu đen, giống như một con báo săn chắc khỏe từ trong rừng cây đang ẩn mình lao ra. Mục tiêu của hắn chính là chiếc xe tù chở tần manh manh, hành động cùng hắn còn có hai đặc công của quốc an. Trình Chí Vĩ lảo đảo lần mò tới cửa xe, còn chưa kịp đợi y mở cửa xe thì đầu đã bị đập một cú, ngã đến rầm xuống đất. Trương Dương lấy di động của y ra bỏ vào trong túi của mình, sau đó dùng súng đập vỡ cửa xe, hai cảnh sát ở bên trong cũng bị sạc nên mất năng lực phản kháng. Trương Dương không phí nhiều công phu đã tìm được tần manh manh, tần manh manh bởi vì hai tay bị còng, không thể nào che được miệng mũi, khí cay hít phải nhiều hơn bất kỳ ai, đã ho tới mức sắp tắc thở. Trương Dương bế cô ta lên, đội chiếc mặt nạ phòng độc đã chuẩn bị từ trước lên mặt cô ta, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Từ khi áp dụng hành động tới khi bọn họ hoàn toàn rút lui chỉ mất đúng 5 phút. Sau khi hơi cay tan đi, mấy cảnh sát đầm đìa nước mắt nước mũi bỏ dậy, sau khi bọn họ hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, lập tức gọi điện thoại về tổng bộ báo cáo chuyện này, sau khi cục trưởng trình trí vĩ tỉnh lại, họ mất nửa ngày mới hòa hoãn lại được, y sờ sờ cái gáy có chút âm ỉ đau, một lúc sau mới ý thức được tần manh manh đã bị người ta cướp đi, y vội vàng mò điện thoại của mình, ngay cả điện thoại cũng không thấy đâu. Trình trí chí vĩ lảo đảo dứng dậy, phẫn nộ gào thét, đuổi theo cho tôi, cho dù là lật tung cả kinh thành lên cũng phải tìm ra tần manh manh. Sau khi tần manh manh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh, tường màu trắng, nền nhà màu trắng, đồ dùng màu trắng, điều này khiến tần manh manh cảm thấy vô cùng không chân thực. Cô ta từ từ ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi đau, lúc này mới ý thức được mình vẫn còn sống. Cô ta chân trần bước xuống giường, cảm thấy mặt đất ở dưới chân không được chân thực, đưa tay ra, đẩy cánh cửa thuyền hình tròn, ánh mắt chói trang khiến cô ta không thể không nhắm mắt lại, cô ta ngửi thấy mùi gió biển mặn mặn, nghe thấy tiếng hót của Hải Âu. Tần manh manh khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh sáng ở bên ngoài, cô ta cẩn thận đi lên khoang thuyền, nhìn thấy bầu trời xanh thẳng, Hải Âu đang tần tình bay lượn dưới ánh nắng mặt trời, vẽ ra từng đường cong màu bạc. Tần manh manh cơ hồ là không thể tin được vào mắt mình, cô ta giơ tay lên, phát hiện còng trên tay không biết đã biến đâu mất, gió biển thổi tóc cô ta bay lên, tất cả đều giạt rào sinh cơ như vậy. Cô ta nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái thân hình yểu điệu đang nhìn cô ta. Tần manh manh cắn chặt môi, rụt rè hỏi, chào chị, tôi. Tôi đang ở đâu đây? Cô gái đó mỉm cười, trên tàu thủy tới Hàn Quốc. Nhưng... Cô gái đó mình cưới chia tay về phía cô ta, tôi tên là Lệ Phù, bạn của Trương Dương, anh ta cứu cô ta ra khỏi ngục giam. Từ hôm nay, cô đã được tự do rồi, đợi khi tới Hàn Quốc, cô sẽ có một cái tên mới, quốc tịch mới, nếu như cô muốn thì còn có thể có một dung mạo mới. Lệ Phù mỉm cười nhắc nhở Tần Manh Manh, trình độ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc là nhất lưu trên thế giới đấy. Tần Manh Manh không quan tâm tới những gì mà Lệ Phù nói, cô ta chỉ quan tâm tới một chuyện, tôi khi nào mới có thể gặp lại được con trai tôi. Lệ Phu mỉm cười, nói, hiện tại họ chắc đang ở Phủ Sơn đợi chúng ta do. Sau khi Trương Dương cứu Tần Manh Manh ra, giao cô ta cho hình chiêu huy, lo liệu giấy tờ cho một người là sở trường của quốc an. Trương Dương sở dĩ làm vậy là còn có một nguyên nhân trọng yếu, quan hệ giữa hắn và Tần Manh Manh ai ai cũng biết. Tần Manh Manh bị cứu đi, hắn khẳng định sẽ thành đối tượng bị các phía hoài nghi. Không những Trương Dương cho rằng như vậy mà hình chiêu huy cũng thấy thế, y bảo hắn phải chuẩn bị tư tưởng đối phó với sự điều tra của cảnh sát. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, Trương Dương lại bị gọi tới cục cảnh sát hiệp chờ điều tra, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng cho việc này, cho nên không sợ sự tra hỏi của cảnh sát, hắn cung cấp chứng cứ đáng tin rằng không có mặt ở đó, cảnh phương cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dương bỏ đi. Trương Dương vừa ra khỏi cửa cục cảnh sát thì một chiếc xe jeep quân dụng đỗ ở bên cạnh hắn, tần chấn viễn, tần chấn đường từ trên xe nhảy xuống. Nhìn bộ dạng thế tới hùng hổ của hai người, Trương Dương không khỏi bật cười, trước khác nay khác, tần manh manh hiện giờ đã thoát khốn rồi, tâm thái của Trương Dương tất nhiên là bình hòa hơn nhiều, hắn mỉm cười hỏi, hai vị tìm tôi có việc gì à? Tần chấn viễn gật đầu, nói tần hoan đâu? Trương Dương hỏi lại, có liên quan gì tới các anh? tần trấn đường tức giận nói anh tốt nhất hãy giao tần hoan ra nếu không chúng tôi sẽ tố cao anh bắt cóc trẻ con đó trương dương nói anh muốn tố thì cứ đi mà tố còn có chuyện gì mà nhà các anh không làm ra được đâu tần trấn viễn tức giận nhìn trương dương nói tần hoan là cốt nhục của tần ra chúng tôi anh không có quyền mang nó đi càng có quyền quyết định cuộc sống của nó trương dương mỉm cười nói tôi không có quyền mang tần hoan đi nhưng tần manh manh thì có đấy Tần Trấn Đường chỉ vào Trương Dương, tôi sớm đã biết rồi, Tần Manh Manh vượt ngục là có liên quan tới anh. Trương Dương nói, anh có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì cẩn thận tôi kiện anh vu không đó. Tần Trấn Đường nói, mày như đó, chuyện này chúng ta sẽ không bỏ qua đâu. Trương Dương mỉm cười gật đầu, đột nhiên không có chút dấu hiệu nhấc chân lên, đá cho Tần Trấn Viễn ngã xuống đất. Tần Trấn Đường không ngờ hắn lại ra tay với em mình, vô thức sở lên súng dắt ở hông. Trương Đại quan nhân lạnh lùng nói, "Thứ xem, anh còn dám rút súng rồi, tôi bẻ gãy cổ tay của anh đó." Hắn khinh thường nhìn hai anh em Tần Chấn Viễn rồi lắc đầu, "Tôi ghét nhất là người khác nổ súng ở sau lưng tôi, món nợ này còn chưa xong đâu." Trương Dương hôm đó đặc biệt tới bái phỏng vợ chồng Văn Quốc Quyền, nguyên nhân là La Tuệ Ninh gọi điện cho hắn, bảo hắn tới nhà họ một chuyện. Từ vẻ mặt âm trầm của cha nuôi Văn Quốc Quyền, Trương Dương đã ý thức được những hành vi của mình gần đây đã mang tới rất nhiều phiền phức cho ông ta, hắn thật thà ngồi xuống đối diện với Văn Quốc Quyền. Văn Hạo Nam cũng có nhà, có chút đồng tình nhìn hắn, rót một chén trà cho Trương Dương, đặt lên bàn. La Tuệ Ninh thầm thở dài, hỏi trước Trương Dương, con đưa Tần Hoan đi đâu rồi? Trương Dương nói, mẹ nuôi, vấn đề này con không tiện trả lời. La Tuệ Ninh có chút lo lắng nói, thằng bé này làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ chứ. Tần Hoan và cháu ngoại của tư lệnh Tần, con sông vào trụ sở quân khu, cường hành mang nó đi, hiện tại lại giấu Tần Hoan, Tần ra muốn kiện con. Bọn họ là nể mặt chúng ta cho nên tạm thời không làm lớn chuyện này lên, nếu như thật sự đưa chuyện này ra tòa, con phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Trương Dương nói, bọn họ muốn kiện thì cứ kiện, con nào có sợ gì họ. Văn Quốc quyền lạnh lùng nói, ai cho cậu lòng tin vậy? cậu mang cháu ngoại của người khác đi, trên nhân tình và pháp lý, cậu rốt cuộc là có điểm nào vững chắc. Trương Dương nói, Tần Gia trước giờ không đối đãi với Tần Manh Manh như con gái trong nhà, mục đích mà họ muốn Tần Hoan, căn bản là muốn thông qua việc nắm được Tần Hoan mà dụ Tần Manh Manh ra. Văn Quốc Quyền nói, cậu càng lúc càng vô lý, chuyện nhà của người ta, cậu cũng muốn quản à. Trương Dương nói, Tần Manh Manh đã giao phó Tần Hoan cho con, con đã đáp ứng cô ta là phải quản tới cùng, Văn Quốc Quyền gật đầu, Tần Gia muốn đưa cậu ra tòa, nếu như cậu không giao Tần Hoan cho họ, bọn họ sẽ tố cáo cậu bắt cóc trẻ con, cậu thật sự muốn ngồi tù à? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 495